Chào Bùi Nhiên, chào Cẩm Tiên nha. Chào Thị Lê, chào vợ, chào Hương Giang. Mấy chị ơi, mấy chị nào mà vô Facebook Giang á thì qua Facebook Lê Bích Thảo chốt hàng nha mấy chị nha. Em like nick Giang để báo mấy chị biết là nick Lê Bích Thảo đang like nha. Chị nào bên nick Giang thì qua nick Lê Bích Thảo chốt hàng, mấy chị không chốt hàng bên nick Giang nha. Bên nick Giang mở like để thông báo mấy chị là em đang like thôi. Thông báo biết là nick Lê Bích Thảo đang like thôi nha. Chào chị Chanh Trà, chào Kim Chi, chào Cẩm Tiên nha. Vô like nha mấy chị ơi, vô like Facebook lên Lê Bích Thảo nha. Vô like Facebook Lê Bích Thảo nha mấy chị. Chào Giang, chào Thảo mà đâu phải Giang đâu. Hello Mina, chào chị Vinh Hà nè. Mấy chị ơi, chị nào vô Facebook có Giang rồi thấy Thảo đang like thì qua Facebook Lê Bích Thảo để chốt hàng mấy chị nha. Áo mặc 53kg không vừa, chị ơi em còn nhiều áo dài 53kg lắm. Áo dài em mặc chỉ tầm khoảng 1m6 thì 50, 1m45, 1m54 chứ sao đi mấy chị. 1m54 thì 46 cân thôi nhé. 1m54 là 46 cân là chuẩn cân nặng của em với chị nha, 1m54 46 cân. 1m54 46 cân ha là chuẩn cân nặng của em nha. Dễ thương quá. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị, dễ cảm ơn luôn á. Em đang mặc một cái áo bên trong rồi nha mấy chị ơi, để dễ thay đồ á. Đó cho nên nhìn nó hơi cũ đi một chút. Thật ra rất là đẹp không mấy chị. Đẹp lắm. Đúng không? Nhưng mà áo dài cũng được đúng không? Nhìn cũng được đúng không? Nhìn không đến nỗi nào nha. Rồi lên đi mấy chị ơi, lên đi mấy chị ơi. Lên xe chim mảnh tay nha. Chào Thanh Thúy nè, mấy chị xe mảnh tay mấy chị ơi. Xe là chim mảnh tay 45kg mang vừa nha chị Sương Lê, Sương Lê ơi. 45kg mang vừa nha. Nói chung là 46 cân đổ lại là ok hết. 46 cân đổ lại là ok hết nha. Có áo 60kg không em? Có luôn chị Thanh Thúy ơi. Có áo dài 60kg luôn. Nhưng mà số lượng ít thôi, không có nhiều đâu mấy chị. Mỗi màu chỉ có tầm 1 chiếc, 2 chiếc thôi nha. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream em tặng quà đầu like nè mấy chị. Mình khởi động đầu like đã nha, xong rồi mới vô like nha mấy chị nha. Chị nào xem livestream rồi điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Chị nào xem livestream rồi điểm danh là đã chia sẻ ha, đã chia sẻ nha. To quá khó chọn đồ. 1m65 nặng 50kg vừa nha chị Trần Thị Hoa ơi. 1m65 và 50kg mặc siêu đẹp luôn. Mặc siêu đẹp luôn nha. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay xe là chim hôm nay đồ đẹp bát ngát luôn nha. Hôm nay đồ đẹp bát ngát luôn, chị chờ mấy chị hút về nhà và mặc thôi. Và mấy chị nhớ cho em là đồ bán sale cho nên mấy chị nhớ là mình muốn mua giá xỉn, mấy chị chia sẻ live stream giúp em lúc nào bán giá xỉn với lẻ bằng giá nhau, nhưng mà mấy chị nhớ dùm em là xe live stream giúp em này được mua giá xỉn nhé. Nhớ là xe live stream 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha, và điểm danh là đã chia sẻ giúp em ha. Nhớ là điểm danh đã chia sẻ giúp em để em tặng quà đầu like luôn nha mấy chị ơi. Tặng quà đầu like luôn nha. Tặng áo sọc cho mấy chị, áo đen sọc đầu like luôn ha. Nhà như thế là xe livestream nha. Nhớ là xe livestream mới được nha mấy chị. Nhớ là xe livestream ha, xin bàn tay nào mấy chị ơi. Xe và điểm danh là đã chia sẻ giúp em ha. Trời ơi đẹp quá, một em áo sọc len nha mấy chị. Một em áo sọc len tay dài ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Đây em này 60 cân đổ về nha mấy chị nha. 60 cân đổ về. Chị áp dụng cho chế nào xe livestream ha mấy chị ơi. Chị áp dụng xe livestream và may mắn nha mấy chị. Đó, xe mảnh tay nha, tặng quà nhiều luôn. Vào trang cá nhân của Thảo mà không thấy like chỗ nào luôn. Ủa kỳ vậy? Đang like sự kỳ nha. Em đang like mà chế thoát ra. Reset lại máy em coi cái nào. Sao mà vô trang cá nhân em lại không thấy em đang like. Đây nè, trăm mấy người coi rồi nè. Đang trăm mấy người coi nè. Chế áo ra vô lại dùm em với. Chọn dùng chị cái màu nhẹ giống áo em đang mặc 53kg nhé. Chị bằng việc không xem được chị nào người thiên nhiên á. Chị người thiên nhiên ơi, cái nhẹ giống em đang mặc hả? 53kg hả? Khó rồi nha. Em không chọn dùng được chị ơi. Chị chọn dùm em với. Chị ơi chọn dùm em với nha. Chút xíu nữa lướt. Bây giờ đi đâu đi xong chút xíu lướt vô lại chọn dùm em nha. Thật tình em không chọn dùng được luôn á. Thiệt luôn á. Quần legging bao nhiêu á chị? Quần legging hôm nay chị không bán nha. Quần legging này màu cũ rồi chứ mặc. Màu này chứ dù lại mặc thôi, màu trước bán hết rồi ha. Màu này được trước bán hết rồi. Chào chị Nguyễn Thị Diệu này, chào chị Bạch Lê Nguyên nha. Chào chị Bạch Lê Nguyên nha. Thị Lê đã chia sẻ. Ok luôn. Mấy chị ơi, nhớ là vô trang của Lê Bích Thảo để chốt hàng nha mấy chị nha. Bên Giang Phạm vô Lê Bích Thảo để chốt hàng nha. Đó. Rồi
Đã chia sẻ hết chưa mấy chị ơi? Đã chia sẻ hết chưa? Chị ơi, sáng giờ em không thấy ai điện thoại chỗ hàng. Ai đây ta? Hôm nay gọi chưa có kịp đâu mấy chị nào mà hôm nay chưa có được gọi thì ngày mai sẽ được gọi nha. Hôm nay chưa được gọi, ngày mai sẽ được gọi mấy chị nha. Tại vì hôm nay nhân viên em gọi chắc là chưa có kịp á. Áo dài bao nhiêu? Rồi, áo dài giá rẻ nha mấy chị ơi, giá sale nên rẻ nha, hàng đông nha mấy chị, hàng trộn nha. Màu này bên ngoài bán 200 mấy một chiếc nha mấy chị, 200 mấy luôn nha. Rồi em sale rẻ thôi ha, sale chỉ tầm 100 mấy thôi. Đó, có quần có gì chỉ tầm 140 thôi, còn mẫu đang mặc là chỉ 120 thôi nha, áp dụng xe live stream. Mấy chị nhớ xe live stream mạnh tay giúp em nha. Cái nào 57kg không gái? Muôn tây 57kg m6 giùm em có nha, 57kg m6 có. Rồi em bắt đầu đọc mã tặng quà đi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ta? Không biết bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mọi người nhớ xe live stream giúp em thì em mới tặng quà được nha mấy chị. Chốt áo dài thảo mặc được không? Bạn Lê Nguyên ơi, cái màu này sao chết vừa, màu này em nó ôm lắm. Có áo dài đẹp lắm chị bạn Lê Nguyên ơi. Nhưng mà chị đợi em xíu, có màu eo của chế luôn nha. Áo dài thảo mặc đẹp quá. Dạ nhưng mà không có size của chế, cái này size eo nó, eo của nó ôm lắm. Eo của nó tới 68 lận nha. Eo tới 68. Eo 68 à, tôi quên, eo 68 thôi. Là tầm 1m6 là khoảng 50 cân thôi là mình mới vừa nha. Còn 1m54 như em là maximum là 46 cân nha. Mấy năm tôi 46 cân. Vào nít Giang thì có mà nít Thảo không có luôn. Thôi ra à, vậy thôi chốt hàng bên nít Giang được. Chốt hàng bên nít Giang được chứ Thị Lê. Thị Lê chốt hàng bên nít Giang đi. Rồi nha mấy chị ơi, em bắt đầu đọc mã nè, đọc mã nè. Giang rồi Giang ơi. Chuẩn bị kiểm tra chia sẻ cho em nè. Kiểm tra chia sẻ ha. Chị nào có chia sẻ nhận quà nha. Rồi comment cho em mã của nó là mã tặng nha mấy chị, mã tặng kèm điện thoại, mã tặng không đồng nha mấy chị nha, mã tặng không đồng. Comment mã tặng kèm điện thoại cho em. Chị tặng cho chế nào xe live stream nhá. Tặng cho chế nào xe live stream ha. Mã tặng. Cái này em mà giảm được 2 cân rồi là đẹp nè. Đang cố gắng. Rồi mã tặng kèm điện thoại giúp em nha mấy chị ơi, mã tặng nha, mã tặng. Tặng kèm điện thoại giúp em. Tặng kèm điện thoại nha mấy yêu. Tặng kèm điện thoại ha. Tặng nhanh đi mấy chị ơi, comment mà tặng cho em nha. Đây, cho em cái bút nha. Cho vào cái bút. Này, tặng đây. Tặng kèm xin thoại cho em nha. Tặng cho người comment thứ 5 cho em đi. Tặng cho người comment thứ 5 nha. Tặng cho chế comment thứ 5 nha. Tặng kèm xin thoại giúp em. Chơi game thì qua nick Lê Bích Thảo chơi nha mấy chế. Ok, bà Thủy Lê đếm cho bà thứ nhất, thứ 1 luôn. Thủy Lê comment thứ 1 nè. Rồi, Trúc Nguyền, Mina là mấy rồi ta? Là 3 rồi. 4, 5. 5 là chị Thủy Tiên, 4, 5, 9 nhỉ? Thủy Tiên Bảo Lộc. Sao? Mờ lắm hả? Hình như chưa đổi mạng hay sao á? Kiểm tra mạng rồi nè. Đổi rồi. Đổi rồi. Còn cái nick, bên nick Giang có rõ không? Bên nick Giang rõ không? Bên nick Giang đang xài một Giang đó. Không. Bên nick Giang xài mạng da mà rộ hơn là mạng mai hôm đó. Chị Thủy Tiên nha mấy chị ơi, món quà thuộc về chị Thủy Tiên nha. Món quà thuộc về chị Thủy Tiên nha mấy chị ơi. Tiếp tục xe live stream mạnh tay em tặng quà tiếp nha mấy chị ơi. Tặng quà tiếp nha. Đây, mấy chị xe live mạnh tay tiếp nha mấy chị. Xe live mạnh tay đang cho em nha. Mấy chị xe nhiệt tình lên mấy chị ơi. Mỗi người xe giúp em 2 lần cho các nhân và 3 lần một nhóm mấy chị. Để mình mua đồ trên cái live stream này toàn bộ là giá xỉ hết mấy chị nhá. Chứ còn mấy chị không xe là em bán giá lẻ. Em phải bán giá lẻ thôi. Nha mấy chị nha, nhớ là xe live stream bàn tay giúp em nha mấy chị nha, xe live stream bàn tay nha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tặng tiếp món quà này nữa ha. Một cái áo len rất là dễ thương luôn. Áo len này là tầm 45 cân, 44 cân đủ về rồi nha. Chị Tiên Bảo Lộc. Rồi mẫu này, chị đã ơn áo len này chốt liền cho em mà của nó là mà 6.000. 6.000 chấm sân thoại với chị ha. Mà 6.000 là 6.000 đồng nha mấy chị, 6.000 đồng nha. Tặng cái giá 6.000 đồng. Tặng với giá 6.000 đồng nha. 6.000 kèm xuyên thoại giúp em. 6.000 kèm số điện thoại giúp em áo len nha. Với điều kiện mình chém và chia sẻ phải thôi, chia sẻ like nhà em và chia sẻ cho cá nhân nữa nha. Xe ít nhất cho cá nhân 2 lần giúp em. Và chia sẻ nhóm kem 5 lần. Chúng chúng được 6k, mua được 6k của em thì nhớ inbox kem nha. Inbox kem chia sẻ 5 lần hội nhóm kem qua Facebook, qua Facebook nha, qua inbox nha. Rồi, em sẽ tặng với giá rẻ xuyên suốt trong quá trình live stream luôn. Cho nên mấy chị cứ xe live stream bằng tay cho em nha chị ơi. Xe nhiệt tình cho em ha. Rồi em đem cái mẫu dài em đang mặc thôi mấy chị. Để em quay. Không quay đâu. Cái đó xong nhìn để em tặng cho người thứ 6 cho em đi. Hai cái điện thoại nằm đây rồi, điện thoại đồ quay.
Người 6.000 cho em. Là cái người thứ 6 đi. Là cái người comment thứ 6 luôn. Đếm cho em luôn đi nha. Comment thứ 6 nha. 6.000 thì comment thứ 6. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi xe la nhiệt tình cho em nha mấy chị ơi. View thấp quá. 6.000 thì comment thứ 6 đúng không? Cho Ken nút chu. Comment thứ 6 là Hiền Nguyễn Thị Diệu. Nguyễn Thị Diệu. Chân Trà Thủy Tiên. Thủy Tiên. Nina. Nina. Người thứ 6 là ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là Mina. 6 là Mina nha. Kiểm tra với Mina cho em luôn. Kiểm tra với Thủy Tiên và Mina đã chia sẻ chưa? Thủy Tiên và Mina ha. Kiểm tra đã chia sẻ chưa cho em nha. Nít bị gì vậy em? Anh nít không bị gì chị ơi. Nít không bị gì hết. Chị có thấy mờ không? Có chế nào thấy mờ nha. Chắc Mina, cho em biết nha. Mina có chia sẻ rồi. Mina có chia sẻ ở trang cá nhân rồi. Tặng cho Mina nha. Thủy Tiên màu lộc. Kiểm tra được cho bộ lọc kem luôn. Rồi em bán áo dài em đang mặc đi ha. Bán áo dài em đang mặc nha mấy chị. Đây, rồi em bán áo dài đang mặc Thủy mấy Tiên chị ơi. Bảo Lộc cũng đã chia sẻ rồi. Chế Thủy Tiên Bảo Lộc đã chia sẻ luôn rồi nha. Rồi cái áo dài em đang mặc, áo dài cho nha mấy chị. Áo này áo dài cái tân nha. Còn quần của legging mấy chị từ phố cho em nha mấy chị. Quần legging đang mặc là quần legging của em ha. Chị nào mà có một sàn legging, quần legging ở nhà rồi một khối áo dài của em nha, cực đẹp nha mấy chị ơi. 120 áo dài đang mặc 120. Chị nào ông chốt ngay cho em mã của nó là mã số 4 kèm số điện thoại giúp em. Giá là 120 mã số 4. Giá 120 mã số 4. Comment mã 4 nhanh tay giúp em này, mã 4 giá 120. Mã 4 giá 120 xuống mã 4 nha. 1m6 50 cân đổ về, eo 68. 1m6 50 cân đổ về, eo 68 nha mấy chị nhá. Eo 68. Rồi, có mấy mẫu có mấy mẫu eo lớn luôn mà chế Bạch Lê Nguyên ơi, em có mấy mẫu eo lớn mà. Có eo lớn luôn. Đây, lên eo lớn luôn ha. Chốt mã 4 cho em. Mã 4 chốt cho một người nha. Rồi, đầm nha mấy chị, cái em đang cầm là đầm nha, đầm dạng đầm cách tân nha mấy chị ha. Nó giống áo dài nhưng mà thật ra nó đầm mấy chị không cần phải mặc quần ha. Gấm nha mấy chị, vải gấm nha, màu ne eo to nè. Màu ne eo to, đầm nha mấy chị, eo to. Rồi, có túi luôn nha mấy chị. Có túi luôn nha, bị mờ hả mấy chị yêu. Có chế nào mờ chắc anh chị bị mờ nha. Thấy mờ đó, mờ hả, hay đổ qua mặt gian luôn. Thôi để anh kết hết mặt gian cho các em mua mai hôn của anh kết. Có mình đi mai hôn mà, còn mấy cái cùng màu gian luôn á. Rồi màu này nhóm chị ơi, 1m6 55 cân đổ về nhóm chị ơi. 1m, cái này là dạng đầm nha, dạng đầm. 1m6 55 cân đổ về, 1m á, 1m54 là khoảng 48 cân nha. Trời ơi, đây là cái đầm rất là dễ thương luôn mấy chị. Cái đầm này mấy chị không cần phải phối với quần hay là chân váy nha anh chị. Đây là cái đầm nha. Cái này bình thường vừa nè. Cái này chứ mình bình thường không biết có vừa không. Em này tầm 70-77 á. 77-76 á. 77-76 độ về ha. Rồi comment nhanh tay cho em mã này là mã 10 nha chị. Mã 10 kèm xin thoại giúp em. Mã 10 kèm xin thoại ha. Mã 10 kèm xin thoại giúp em. Mấy chế có ai lắc không? Em vẫn xem bình thường mà. À vẫn xem bình thường. À em chiếc Bạch Lê Nguyên 72 và là chiếc Bạch Lê Nguyên mặc vừa nha. Mặc vừa cái đầm em đang mặc nha. Có eo 76 luôn nha. Có eo 76 luôn. Rồi chốt cho em mã này mã 10 kèm xin thoại giúp em mấy chị ơi. Mã 10 nha. Mã 10 comment mã 10 nhanh tay giúp em nè. Mã 10 em xuống mã 10 luôn nha mấy chế. Xuống mã 10 nha. Comment mã 10 nhanh tay nha. Mã 10 giá là 120 luôn nha mấy chị. Rồi ok rồi đó, mặc ok rồi. Mã 10 120. Rồi một combo nha chị ơi, một combo nha. Combo mẹ và bé. Đây là combo mẹ và bé, đây là bé ha. Đây là áo dài bé này. Và đây là áo dài mẹ này. Combo mẹ và bé nha. Dễ thương chưa? Trời ơi cưng quá à. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, một combo này đẹp quá. Combo quá xinh luôn ha. Combo này tầm mấy 6, mẹ là mấy 6 hoặc 55 cân đủ về á. 55-54 cân đủ về á. Còn con thì tầm con này chắc tầm 12 tuổi quá. Đúng không? Con cũng tầm 12 tuổi nha. Rồi 12 tuổi là biết được em ơi, bây giờ con nít chứ nó bự con nhỉ, con đuối khối chứ không biết được không nói tuổi được. Ừ, chắc không nói tuổi được đâu. Đứa to đứa bé đứa. Nghe em chẳng biết, chẳng biết bao nhiêu cân hết. Chắc tầm 30 cân quá. Mã này là mã gì đây? Mã đó là mã số 10. Mã 10. 120 nha chị ơi, 120 nha chị ơi. Đó, mà 10 là 120, mà 4 cũng 120 nha, mà 4.2 mà 10.2. Rồi áo dài em đang mặc nha mấy chị. Eo của nó khoảng 75 nha, 75-74 nha mấy chị. 1m6-54-55 con đủ về ok luôn á mấy chị. Đó, tại áo dài mình mặc ôm ôm yêu, mình mặc ok luôn ha. Có đủ, cái vải này, cái vải của nó là vải. Có đủ có dài nhẹ nha mấy chị, vải vông, vông này đẹp lắm. Vông này nó có đủ có dài nhẹ nhẹ luôn ha.
Đây một combo mẹ và bé giá 150.000 nha mấy chị nha. Combo mẹ và bé giá 150.000. Combo mẹ và bé giá 150.000 nha. 45 cân đổ lên. 45 cân đổ lên. 40 cân đối với chế nào mét rưỡi nha, còn 45 cân đối với chế nào. Đó nói chung là 40 45 cân đổ lên đến đó, khoảng 55 cân đổ về. Một combo mẹ và bé giá. Giá là 150.000 nha, bé này chắc tầm 30 cân á. Bé này chắc tầm 30 cân mấy chị ha. 30 cân khoảng mét á. Mét 3, mét 4 gì đấy. Đó chị nào có con gái thì úp chừng giùm em nha, tại vì em chưa có để con em cũng chưa có biết á. Cũng có rành lắm, chị biết combo này đó. Chị nào thích combo mẹ và bé comment mà combo cho em. Combo giá 150.000 mấy chị nha, combo giá 150.000. Quá đẹp luôn ha. Combo giá 150.000 nha, quá đẹp luôn. Rồi combo giá chỉ có 150.000 thôi ha. Đó, mẹ là khoảng 55 cân đổ về nha, 40 cân đổ lên. Còn con thì tầm khoảng 30 cân ha. Comment combo giúp em nè. Combo 150.000. Comment mà combo nhanh tay nha mấy chị, combo ha. Combo combo. Combo combo comment combo. Combo nha chị nha, chốt combo. Kỳ ta. Mấy chị đợi em xíu nha mấy chị ơi. Vô phay cho em coi. Vô phay cho em coi. Vô đi em coi coi nó rõ nó mờ. Vô coi rõ nó mờ coi. Em đúng rồi. Rồi lên một set nha mấy chị. Set áo dài ha. Rồi lên một set áo dài luôn nha mấy chị nha. Set áo dài cái tông ha. Áo dài nếu dài không dài. Cái này giá 300 mấy một set đó chị hả? Đông nha mấy chị. Mấy một set áo dài này là 300 mấy một set nha. Đó, căng men rip mới có hàng sale mà bán cho mấy chị em mấy chị. Tết tới nơi là mấy chị không lo mua là đến Tết là không có áo dài mặc đâu. Để dành dần đi là vừa rồi ha, sắp Tết rồi. Giờ mấy chị em mà không có để dành, không có mua là Tết không có áo dài mặc đâu nha. Cái này có cả cùng một combo luôn mấy chị ơi. Cái này hàng gấm nha mấy chị. Hàng gấm siêu đẹp và nhà bài gấm nha, siêu đẹp luôn. Đó cái đầm em đang cái áo dài em đang mang là bảy gấm nhá, siêu đẹp. Rồi mẫu này em 70 nha chị, em 70 68 độ về, mét 650 cân thôi, mét 650 cân thôi, ôm sát luôn nha, mét 650 cân. Rồi bộ của nó là có cả cái này nè mấy chị, 140 cái set này nha, có cả quần luôn 140 ha, nó có băng đô luôn nha mấy chị ơi, cài băng đô cho em nè, có băng đô luôn 140 nha. Đó rất là đẹp luôn, quần luôn ha mấy chị, quần này mấy chị có thể lên like hoặc là thắt vô tùy ý nha mấy chị, thắt vô hay lên like thì tùy ý ha. Đó một bộ như thế này ha, một bộ như thế này. Rồi chị đợi cái bộ này cầm lên liền cho em, mà của nó màu vàng nha mấy chị, màu vàng giá 140, mà vàng một set màu vàng giá 140 nha, set vàng giá 140. Bộ combo có bán lẻ không? Combo có bán lẻ không, mua của bé hay sao hay mua người lớn? Mua người lớn. Mua người lớn giá 120. Combo bán lẻ người lớn là giá 120 nha. Chị nào lấy chốt cho em mã số 3. Người lớn mã số 320. Người lớn mã số 320. Mấy chị ơi, xe like, tặng quà tiếp mấy chị ơi. Xe like tặng quà tiếp nha. Chị nào xe like tặng quà tiếp cho mấy chị ơi, xe like bàn tay nhé, xe like tặng quà ha. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi, xe like tặng quà nha. Chị nào xe like bàn tay em tặng quà nha chị ơi. Hôm nay tặng quà cho chế nào xe like nhiều nhất nha. Chế nào xe like nhiều nhất sẽ có quà nha mấy chị. Xe like nhiều nhất sẽ có quà nha. Xe like bàn tay xe like nhiều nhất có quà luôn mấy chị ơi. Đây, tiếp một áo dài ren nha mấy chị. Tiếp một áo dài ren. Áo dài ren giá là 101 nha. Chị nào áo dài ren comment mã cho em là mã của nó mà ren nha mấy chị. Áo dài ren siêu đẹp đúng chị, siêu đẹp là siêu xịn luôn ha, chỉ có 101 thôi. Đó, không kèm chân váy kéo dài không đúng chị ha. Eo của nó 70 độ về nha, 70 độ về. Rồi comment cho em mã của nó là mã ren. Xuống mã ren luôn nha mấy chị, áo dài mã ren 101. Chị nào lấy ren comment mã ren cho em. Áo dài mã ren 101, eo 70 độ về ha. Eo 70 độ về. Comment mã ren giúp em. Chốt ren nhanh tay nè, comment ren nhanh tay luôn nha mấy chị, mà ren ha, mà ren. Xe la nhiệt tình tặng quà mấy chị ha, xe la nhiệt tình nha.
Em coi bao nhiêu được chia sẻ rồi. Mờ ta, mờ thật nghe ơi. Mờ lắm nha nè. Cái gì vậy? Mờ, mờ lắm. Ốp xuống lên lại quá. Rõ chưa mấy chị? Rõ rồi đúng không? Rõ hơn ạ. Thì xuống hình tuyết giống cái gì là xanh nhâm chuốt thì xuống hình tuyết vậy? Mã vàng giá của nó, mã vàng giá nó là 140 thì xuống hình tuyết ơi. Mã vàng 140 nha. Mẹ và bé chỉ có một set đó thôi chị ơi. Mẹ và bé chỉ có một set đó thôi ha. Một set mã số 3 thôi nha. Một set mã số 3 là mã mẹ và bé thôi. Rồi em lên nhanh nha mấy chị ơi. Em móc một cái nít rồi đó. Giờ em lên nhanh nha. Chị nào lấy mã gì cầm mê nhanh lên cho em nha mấy chị. Cầm nhanh mê nhanh lên cho em nha. Cầm mê nhanh tay lên nha mấy chị nha. Em qua còn qua một khác khác rồi em lên tiếp mão dài này nha. Rồi mão dài cách tân nè mấy chị ơi. Dễ thương chưa? Bao đẹp luôn ha, bao đẹp luôn. Rồi chị nâng mẫu này comment nhanh tay giúp em nè. Comment cho em mã số 9. Mã số 9 mấy chị. Mã số 9 năm mình đơn đổ về ha. Bao nhiêu cô chốt chị không cho không có biết đâu. Chị xuống mình tuyết hỏi mã vàng chứ chốt mã vàng giùm em đi thì em mới chốt cho chị được nha. Mã vàng là yêu 68 á mấy chị. 6870 ha. Mã vàng đi số 8 mã 70. Nhiêu phản chốt combo số 3 kìa. Chốt cho nhiêu phản combo số 3 luôn ha. Chốt cho nhiêu phản combo combo số 3. Vivi ơi hết combo rồi Vivi ơi. Thì là xung quanh tuyết vàng đó. Vàng của xung tuyết vương vừa rồi comment mã vàng cho em nha. Em số 8 70 thôi. Thì nhiêu phản mà thì nhiêu phản một chút thì nhiêu phản mã 3 150k nha. Rồi mẫu này, thì đâu mẫu này comment nhanh cho em 54 55 cân đổ về. 54 55 cân đổ về. Dưới gầm bàn ăn. Dưới gầm bàn ăn. Khi nào móc thì là xin em. Rồi chị đâu có mẫu này comment liền cho em. Khi nào móc bút thì là xin em. Rồi comment cho em mã của nó mã 51 55 cân 54 cân đổ về mã 11. Giá là 120 nha, siêu đẹp. Hai lớp luôn nha, hai lớp siêu đẹp. Rồi comment cho em mã 11 120 nha chứ nha. Ở dùng một từ là nó siêu đẹp luôn á. Siêu đẹp ha. Ok, chị cho tin tiết. Cái này 140 đúng không? Vâng, combo đó 140. Rồi chị nào ơn cái áo dài này 101 nha chị. 101 nha, màu này 101. Màu này 101 nha chị nha. 101 comment cho em mã vàng nha chị, mã vàng. Mã vàng mét 650 cân. Mã vàng mét 650 cân ha. Comment mã vàng cho em. Nói chung là chế nào mà người nhon nhon cỡ cỡ em là mặc vừa hết tất cả mọi thứ luôn á. Cỡ mét ra 54 mà 46 cân là mấy chế mặc vừa hết tất cả mọi thứ luôn. Eo nào mặc vừa hết á. Đây rõ ràng eo của nó là 74 mà. Sao mặc vô ôm vậy ta? Eo 74. Mã vàng eo 74. Cái hàng eo 74 mà đi mặc vô lại thử coi. Tại mặc vô 2-3 lớp đồ nó vậy. Vàng 101 nha mấy chị. Chị nào lấy vàng chút vàng cho em nha. Mấy chị vào chung vô lấy kim cho em nha mấy chị. Đây ừ mày đâu có chọc đâu. Rộng mà. Rộng mà yêu tư á. Cho chị xem lại nó vàng gì mới vô. Chị nhiều vàng quá. Rồi chị nào lấy vàng chút vàng cho em nha 74 nha. Em 74 điểm đo eo đi. Điểm đo eo ha. Rồi em 74. Chị nào lấy vàng chút vàng cho em nè. 101 nha, vàng 101. Vàng 101 ha. Mã 3 nha chị. Đừng có chế nào xin lại nha mấy chị ơi. Đừng có chế nào xin lại nữa nha. Rồi mã 3 này. Chị vô sau thì chưa. Đây. Đây nha mã 3 ha. Đó, đẹp chưa. Rồi chế nào lấy. Đây mã 3 nha, mã 3 nha. Combo mã 3 nha. Vậy không bao giờ nhăn nha mấy chị nha. Vậy không bao giờ nhăn. Vậy không bao giờ nhăn luôn. Rồi chế nào lấy mã vàng. Chốt vàng cho em đi. Chốt mã vàng nha. Lấy cái combo luôn, combo nu. Một chiếc nu thôi mấy chị. Mặt bên chị yêu thế. Yêu quá hả? Không biết. Ok, ok chị nhiều khoản nha. Mã 3 nào là mã 3 nguyên một combo là 150 nha chị nha. Rồi, cái áo dài này nha mấy chị. Chị nào lấy cái dài nu này, chút mà nu cho em. Chút mà nu nha mấy chị nha. Mà nu.
mà nu lời yêu của nó là 70 chị ha, nu yêu 70. Chị nào lấy nu chút nu một combo nu nha chị, một combo nu, một combo nu giá 140 nha, một combo nu giá 140 chân váy đen nha chị, combo nu chân váy đen 140. Chị nào lấy nu chút nu cho em, mà nu ha, mà nu đây, mà nu chân váy đen rồi chút nu cho em nha, mà nu rồi số nu nha chị, nu em 70 đổ về ha, nu em 70 đổ về, nu 140. Chị nào lấy nu chút nu chút em, mà nu comment mà nu không chị, mà nu. Rồi cái này 101 nha. Thì đá ra ngoài à. Chắc là yếu á. Chị cứ xem lại lại coi sao. Rồi màu này, màu này. Chị nào coi được có thì xe live stream giúp em nha mấy chị. Chị nào coi được xe live stream giúp em ha. Cái mặt chỗ này bị yếu quá. Coi được xe live stream giúp em liền nha mấy chị ơi. Rồi em này eo to lắm chị, eo phi size ha, em này eo phi size, em này 60 cân cũng vừa nha chị nha, 60 cân cũng vừa, giá 101, gấm nha chị, vậy gấm nha, đây em mặc thử này cho chị coi, vậy gấm nha, vậy gấm này là 101, eo của nó là 80 luôn, lúc mờ lúc rõ, vậy là mặt nó chờ nó. Có áo dài, áo dài nào có mấn không? Không không, em hết dài có mấn không? Ở dài có mấn bên bên em hết rồi nha mấy chị ơi. Dài có mấn em khuyên thật mấy chị á, mấy chị mua cái mấn về mấy chị cũng quan hàng không có mang được. Mấn mang xấu. Set hai cái áo cái tân bao nhiêu chị? Ờ set hai áo cái tân em hết rồi chị ơi. Rồi chị nó kéo dài, kéo dài thì 60 cân cũng vừa nhóm chị nha. Eo của nó là eo của nó là 80 luôn nha mấy chị. Cho 80 luôn, 60 cân cũng vừa luôn. Chị đã ơn cái mẫu dài này 101. Gấm nhóm chị phải gấm nha. Rồi chị đơn comment nhanh cho em là mã của nó là mã số 90. Chốt mã 90 cho em 101. Mã 90 101 cho mình đi nha, mã 90 101. 60 cân cũng vừa luôn, em xuống mã 90 nha. Chị đơn lấy 90 cho 90 nhanh tay nè. Lấy 90 comment 90 nhanh tay cho em. Mã 90 số lượng ít mấy chị, không có số lượng. Không có nhiều, số lượng ít không mấy chị ơi. Số lượng ít không có nhiều nha. Lấy 90 cho 90 cho em. Mã 90 luôn. Nhân viên chưa đến làm like em tư vấn cho em với Thiên Duyên, cứ tư vấn từ không giờ luôn mà chưa có thời gian chị. Vậy á, vậy Thiên Duyên đợi cuối giờ vô nha Thiên Duyên ơi. Thiên Duyên inbox chú ăn nhé Thiên Duyên ơi, inbox Út Thảo đi, 90, 90 cho chị Cao Thu Thảo này. 90, 90 cho Vy Vy này. 90 cho Cao Thu Thảo. Thế là 90, comment 90 cho em nha, bao nhiêu điểm 90 cái hả? 90 là 101. Mã 90 là 90 cái đi. Mã 90. Mã 90 cho chị Cao Thu Thảo nha, 101 nha chị ơi. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha. Rồi mẫu này nha mấy chị. Rất là dễ thương ha. Chị Thanh Thúy chốt mã là chắc vào đó cho em nha. 90 cho chị Thanh Thúy nè, 545 nè. Cho 90 Thanh Thúy vừa. 90 cho 1 Thanh Thúy vừa. Tại vì Thanh Thúy người hơi to á. Rồi mẫu này luôn mấy chị. Chị đơn mẫu em đang mặc, comment cho em mà của nó là mã số 88 chứ. Chốt 88 giúp em ha. 88 nha chị, 88 là 54 cân đổ về 16 nha. Chốt 88 cho em, eo 74. Eo 74, 75 á. Chốt mà 88 cho em nha, rất là dễ thương ha. Mà 88, eo 74, 75 luôn nha mấy chị ơi. Hết, con mẫu này đẹp lắm nha. Mà 88 cho em nha. Mà 88 chị 88, 88 cho chị Hiền Dinh nè. 88 cho chị Hiền Dinh. Bao nhiêu tiền? 88 cái hình dung 88 là 120 mấy màu thì 120 hết. Mấy màu thì đồng giá 120 hết, kiểu này là 120 hết. Rồi 88 cái chị hình dung luôn ha. Rồi cái màu này nha mấy chị ơi, cực đẹp nha mấy chị. Cực đẹp, theo nổi như vậy vào tay lưới nha. Ren theo luôn nổi vào tay lưới nha mấy chị nha, rất là dễ thương luôn. Rồi áo này là 150 nha mấy chị. Áo này 150 nha, rất là dễ thương ha, cực kỳ cưng luôn. 88 hết rồi đúng không em? 88 hết, 88 không phải. 88 em hết rồi mấy chị ơi, 88 với chị Hiền Dinh này em hết rồi nha mấy chị ơi. 88 cái Hiền Dinh là hết 88 nha mấy chị. Rồi mấy chị lấy cái ren hồng này comment cho em mã của nó mà 99 đi. Chốt mã 99 cho em yêu 72 mấy chị ha. 99 nha 72. Mã 99 nha 72 comment mã 99 cho em. Ngực của nó là 85 nha, ngực 85 nha 72. Comment mã 99 M nữa hả? Ngực 85 nha 72. Hôm nay mấy chị chịu khó một chút nha, hôm nay mạng nó hơi yếu mấy chị.
mà hơi yếu nha, mấy chị chịu khó một chút ha, chịu khó một chút xíu nha mấy chị, mà hơi yếu nhé. Rồi 99, mà 99, mà 99 cho chị Hiền Vinh nhé. Mà 99 chốt cho chị Hiền Vinh, comment hãy ghi đi Hiền Vinh thêm anh. Ok. Má 99 cho chị Hiền Vinh luôn nè. Trời ơi áo này đẹp lắm. Ok, chị Bạch Tây Nguyên trước em lên câu em áo vừa đó chị kéo đẹp. Ok, còn chị thích cứ comment lên em chốt cho. Ủa chứ là đi vừa cái màu hồng mà em thì hai cái vừa mà. Mà chốt không kìa em. À chốt không kìa hả? Mà ủa cái này xinh quá. Bạch Tây Nguyên ơi, tôi bao nhiêu đây? Ủa màu này đẹp thế. Mẫu dài này đẹp quá à. Cái này mấy chị đi dạy được, kỳ nào mà là cô giáo thì đi dạy được nha mấy chị nha. Chị nào làm cô giáo đi dạy được nha, đẹp quá. Trời ơi, em 74, 75 luôn mấy chị ơi. Em 74, 75 luôn, bao mặt nha, bao mặt. Trời ơi, đẹp quá à. Dáng này đẹp ghê, đây mặc cái dài lắm chị, hồi xưa mặc cái dài xấu lắm luôn á. Mà đây mặc cái dài cũng xinh đại. Rồi chị đâu, mẫu này chốt nhanh cho em. Em đi 55 cân đổ về mấy 6. Comment nhanh cho em, trời ơi, nó đẹp quá thật. Em này giá chỉ có 130 thôi mấy chị ơi, nó đẹp. Chỉ có 130 vải đẹp. Chất liệu đẹp, mà kiểu bà đẹp, hòa tiết cũng đẹp luôn. Chị 130 thôi, ngay một áo dài này không là đặt 300-400 ngàn rồi. 130. Eo bao nhiêu? Eo nó 55 cân đổ về. Eo 75-76. 130, eo 75-76 nhé mấy chị ơi. 130 nha, máy gì vậy? Mà của nó là mà gì? Chứ đọc mà hả? Thì như vậy. 130. Mấy chị comment mà 30 cho em. Mã 130 cho em nha. Comment mà 130 cho em nha mấy chị, comment mà 130 nha, 130, comment mà 130, sao hiện cười khà khà vậy. 130 nha mấy chị ơi, comment mà 130 giúp em. Số lượng ít thôi, một màu chỉ có 1-2 cái thôi. Này đúng rồi rồi hả? Chán rồi. Mã 130, mã 130 này. 130 cho hoa bất tử nha. Áo dài 130 cho bất tử. Áo dài 130 cho hoa bất tử. Thử lượng màng nha, một cái là như thế nào hả? Em thử đồi màng một cái cho chị. Máy của anh khủng. Giờ sợ nha mẹ. Chị Thanh Thủy là được không? Chị Thanh Thủy không lấy cái áo mai 90 thì để em bỏ ra cho không sao chị nhá. Em nói hôm nay mùng 1 mấy chị nào mà đổi này em ghim từ cuối tháng luôn em cứ luôn. Hôm nay mùng 1 mấy chị ơi, đừng có đổi hàng trả hàng dùm em mấy chị nha, thân yêu của em. Rồi em này eo lớn này, dành cho chế nào 60 cân mà cũng ok này. Em này eo to mấy chị ha, gấm nha chị, gấm đẹp nha. Cái này eo 80 lận. Cái này eo 80 luôn mấy chị. Cái này dành cho chế nào mà người to người một chút ha. Từ 48 cân đổ lên tới 60 cân nha. 48 cân đổ lên đến 60 cân. Rồi chị đã ưu chốt cho em mặc nó mà số 5 đi. Mã 5 ha, phải đẹp lắm. Cực đẹp luôn mấy chị. Đẹp giả mang luôn ha. Rồi mã 5, comment mã 5 giúp em. Mã 5 siêu đẹp nha chị, mã 5 siêu đẹp. Bao nhiêu? Mã 5 giá 120. Mã số 5 120. Mã số 5 giá 120 mấy chị ơi. Comment mã 5. Mã số 5 cho 120 thôi nha. Mã số 5 cho BB nè. 5 cho BB một cái nha. Wow, 18. Mã số 5 cho BB một cái nha. Mã 5 cho BB nha. Mã số 5 cho chị Hiền Dinh một cái là em hết số 5 khoảng còn số 5 không? Hết số 5 luôn hả? Một chỉ có một cái hai cái à. Để trả cho khách nè, cho ai. Cho chị một sáng đi nha. Cho chị xinh xám à, chị nói xinh vậy. Chị màu sáng. À, màu sáng. Mã số 5 em hết rồi, mã số 5 chị Hiền Dinh nè. Chị nói thích xương xám. Hiền Dinh 120 cao. Chị nói thích xương xám, comment xương xám cho em. Xương xám thì em mặc đẹp lắm nha. Cho chị màu. Vậy chị Thanh Thủy có lấy cái mã 90 không? Không lấy thì để em bỏ ra nha. Ôi, chắc được mặc luôn đẹp quá. Rồi, chị nào lấy xương xám, chút xương xám cho em nha. Xương xám, trời ơi, cao luôn mấy chị. Nhìn không phết nha. Rồi, chị nào lấy sườn xám, chút sườn xám cho em. Sườn xám là tầm em 72 độ về nha. Ừ. Em 72 độ về. Sao dễ thương không? Đẹp. Em nhường lại mặt đi hả? Ừ. Đẹp đúng không? Ừ. Để không dễ nhé. Rồi, sườn xám này quá đẹp. Đẹp. Sườn xám giá là 140 nha mấy chị nha. Sườn xám giá 140 nha. Yêu bao nhiêu? Em 72 độ về. Sườn xám em 72 độ về giá 140 nha mấy chị ơi. Comment sườn xám cho em. Sườn xám cho chị Bạch Lê Nguyên nè. Chơi kỳ vậy. Tại vì khách tốt rồi. Rồi. Mẫu này nha mấy chị, mẫu này cũng ngố nha. À mẫu này hot. Mẫu này hot. Có băng đồ nè. Hôm nay học không? Đi học
phóng. Ai đang nói anh đó hả? Anh Hào Phóng, anh Hào Phóng qua Hào á. Vừa nói sao Hào Phóng biết rồi, không đi Hào Phóng biết rồi quá. Wow. Anh đôn với chị từ cột kem đấy, chị từ cột à, cột từ dưới lên hả ta? Cùng nơ là đúng không? Còn mấy chị từ cột kem đi. 140 đúng không? Dạ vâng. Rồi cái set này nha mấy chị ơi, cực đẹp luôn á. Set này siêu đẹp đôi eo luôn. Cùng mũ với lại áo có nút. Có nút cạnh bên này, cái này đăng, cái này hot nha, cái này hot. Em ơi. Cái sườn xám này L72 nha chị Bạch Lê Nguyên ơi, L72 thuộc về nhá. Cho em đi nha. Lấy cái thước đo 72 đúng không? 72 căng luôn á. Chị Bạch Lê Nguyên mặc là đúng căng luôn á. Là đúng cong hết tất cả mọi chỗ luôn. Đúng cong luôn. Rồi em này bao nhiêu mấy chị ơi, phi size. Em này bao nhiêu từ 40 đến 60 cân luôn, phi size nhá. Em này phi size từ 40 cân đến 60 cân mà ok luôn. Rồi phi size nha mấy chị nha, phi size ha. Rồi chị đâu cái mẫu phi size này comment nhanh cho em là mặt của nó là mặt số 40 nha mấy chị. Mà 40 cho em. Mà 40 nha mấy chị nha, chúc mà 40 cho em này. Lên nha mấy chị, áo dài bán kia chơi thôi, sắp tới mùa Tết bán kia chơi cho mấy chị có dài mặt thôi, không có lời lời gì ở trong này đâu mấy chị ơi. Ít lắm, cho nên em chị lấy bán cho chơi, em lấy về em mặc Tết tiền lấy về bán cho mấy chị luôn ha, nên bán giá không có lời gì đó. Rồi đây không có xỉ cái mặt hàng này thì cho mấy chị mặc cái này nha, mấy chị kéo lên hết nên hết khóa thì em nha, các em chưa qua kéo hết khóa ha. Đây một set này 130 mấy chị ơi, set này 130 thôi. Rồi set 130 nha chị, 130. Còn đây là quần nha mấy chị. Quá thế chị luôn chưa, phi size ha, phi size mấy chị nha, phi size đây là quần nha. Rồi phi size 130 comment nhanh cho em luôn. Mà đây là mã số nhiều nha. Thấy meo meo nha. Rồi 130 mấy chị, cái set này 130. Chị nào lấy comment cho em mã của nó là mã 130 luôn đi. Comment mã 130 cho em nha mấy chị ơi. Nhanh tay rồi còn mà chậm tay là hết cho mấy chị. Số lượng ít không có nhiều nha, số lượng ít thôi ha. Lượng ít thôi không có nhiều nha. Rồi màu này, màu theo không mấy chị. Theo cực đẹp nha. Ủa tắt thì Thảo vô coi toàn là thời tay thì Thảo không nè. Thảo đang coi đó. Thảo đang coi à? Ừ. Thì em thấy toàn là sai thì Thảo không nè. Rồi em áo dài này luôn, sang chảnh đẹp đẽ dễ thương. Eo 80 đủ lại nha. 80 đủ lại luôn. Băng đô này, một set với vòng cuồng, áo với băng đô. Rồi cái set này, cái áo dài theo này, chị nào lấy comment mặc theo cho em. Cái mặc theo này giá 120 luôn mấy chị nha, 120 luôn. 120 cái theo này, eo 80 đủ về luôn nha mấy chị, 80 đủ về luôn. Đó, 50 cân đủ lên và 62 cân đủ về. Comment cho em mặc của nó mặc theo ha, xuống theo luôn, mặc theo quá đẹp. 120. Má theo 120 này, má theo cho chị Nhiêu Phạm này. Má theo cho chị Nhiêu Phạm nha, 120k này. Theo cho Nhiêu Phạm. Theo cho chị Nhiêu Phạm không? Trời nó đẹp quá. Comment không? Theo cho Nhiêu Phạm ha. Trời này dễ thương quá à. Cái này đẹp nè. Em đồ em đi em. Đẹp quá à. Rồi em trước đi, rồi em trước ở đồng máy em. Cái này mặt trắng lắm, không quên á. Rồi em này yêu phi luôn. Em này yêu phi sai luôn. Em 76. Em phải 78. 76. Cái mấy mẫu dài này phi sai á, em mặc thường dụng này. Không bị rộng. Chị nào mà sợ rộng thì bóp vô nha. Chứ còn chật thì không nới ra được đâu. Rộng thì bóp vô được. 80. Em 80 đổ về, nói mà. Em 80 đổ về. Nhưng mà mấy cái này em nhỏ nó mình bóp vô được nha. Cái này mấy món này thì mình bóp eo được nha. Không, nhìn nè, coi mẫu như em eo 68 mặt nè. Nó có bị to. Mặc cho người nó còn ôm người, nó không có bị to. Mà theo em hết rồi chị ơi. Không có chị thấy nè. Có cái nào eo 65, 66 không? Chị có mấy mẫu eo 68 là chị may ra mặc đẹp nha. Có eo 65 cả cái màu trắng á. Cái đen trắng đó rồi. Cái đen trắng nha. Ừ đúng rồi. Cái nâu nữa. Rồi, mẫu này nha. Chị nào ôm mẫu này eo của nó là 80 mấy chị ha. Mấy chị mặc vô sẽ như thế này nha. Đó, dài mà. Cỡ nào cũng mặc được hết, còn chị nào mà hơi đồng nách bóp vô một xíu cho em. 120. Đó, comment mặc hồng cho em nha, 120. Mã hồng 120 mấy chị ha, chốt mã hồng cho em 120. Rồi em xuống mã hồng luôn. Mã hồng 120 mới chơi, mã hồng 120 eo 80 đổ về nè. Mã hồng. Không chốt cho chị tiền rồi nha. Chị đó chị gì? Ừ, không chốt cho chị đó được. Mã hồng cho chị Bạch Lê Nguyên này. Hồng cho Bạch Lê Nguyên. Không chốt cho chị đấy. Rồi màu này.
Chị nào lấy mộc này comment cho em luôn là mã của nó mà nhỏ. Mã này dao nhỏ mấy chị ơi, dao 60 có 67 độ về, 67 66 độ về thôi ha. Dao 67 66 độ về thôi nha mấy chị. Chị nào lấy nhỏ chút mà nhỏ cho em. Mã nhỏ giá 101 nhé. Mã là nhỏ, giá 101 mấy chị ơi, eo tầm 67 độ về, 67 68 độ về thôi mấy chị nha. Đó. Đúng. Comment mã nhỏ cho em. Em có 65 mà. 65 66 đó. Mà nhỏ, chúng mà nhỏ luôn. Mà nhỏ mấy chị ơi là nhỏ có kèm mà, còn không có kèm, mà nhỏ thôi. Mà nhỏ là 101 cho chị, áo dài không nhé. Mà nhỏ 101. Má nhỏ cho chị Mai Trang này. Chị. Mà nhỏ cho Mai Trang nha. Chị Mai Trang 046 này. Hồng 120 em hết rồi cô coi ơi. Không có eo 60 62 chắc không có rồi. Eo 60 62 chị đừng mặc con sát còn gì chị ốm lắm. Chị phải mặc áo dài eo cỡ 65 là ok ha, eo 61 62 mặc eo 65. Chứ chị mà mặc eo đúng 61 62 luôn thì nhìn nó kỳ lắm. Ôm sát vô nó kỳ lắm tại chị ốm mất. Đây, kia. Cái này là chị mất kim tuyến nó dính vào nhau. Áo dài đi chị. Được rồi. Rồi, tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha, số lượng còn ít thôi không còn nhiều đâu. Đây, mẫu này luôn. Đây, mẫu này với chị hát 60 cân đổ về nha, 60 cân đổ về. À, họa tiết của nó là họa tiết cái nền cam nha mấy chị, nền cam nha. Đó, eo 80, 82 luôn mấy chị, mẫu này 65 cân đổ về luôn ha. 65 cân đổ về luôn, cũng vừa luôn nè. Đó, như 65 cân mét 6 nha, còn chị nào mà 1m50 á, thì 55 cân cũng vừa luôn nha. Comment cho em mặt cam, chốt mặt cam cho em ha mấy chị. Mấy 50, 55, 52 cân cũng vừa luôn. Rồi comment mặt cam giúp em nha, mặt cam siêu đẹp luôn. Mặt cam là gấm nha mấy chị nha, họa tiết gấm ha. Họa tiết gấm nha mấy chị, họa tiết gấm. Đó, giá của em này 101 nha mấy chị, 101 mặt cam. Mặt cam 101 ha, có size á, size M với size L. M mặt cam M và L mấy chị ơi, mặt cam M và L. Mà cam M và L ha. M và L mấy chị, M và L nhé. Mã cam, mã cam có size M và size L này, chị nào lấy? Nha, 101. Lấy xe nào comment xe đó cho em này. Mã cam, mã cam mặc lên rất là sáng da, rất là đẹp nha mấy chị nhá. Em đang mặc là size M nhé. Cái em đang mặc là size M nha mấy chị. Size M mặc thế này ha. Size M nhưng mà eo của nó cũng khá là to, 55 cân đủ về nha mấy chị. Size L là 60 cân đủ về nha. Size M 55 cân đủ về, size L là 60 cân đủ về, rất là dễ thương 101 ha. Size M là eo 72 độ về hả? Eo 75. Rồi, xem rồi lo chính xác size coi được cho mấy chị chốt chứ. Em mặc size M, bây giờ bình thường size M có 68 này. Cái này size M thì sao? Là bao nhiêu thì lo đi, thì lo cho hết rồi, thì chốt kìa. 15 độ 6. 80 thì có. Chị Diễm Phạm Kiều lấy cam này. Diệp Phạm Kiều, Diệp Phạm Kiều mà size M. Còn không? Còn size M không? Có một size, size M còn cái. Còn đo hai gái luôn, còn tìm chính xác thì thế nào? Cứ cạnh rồi, chán đi. Thôi, đúng không? Cái kia đi. Tại vì cái này á, là áo dài thằng yêu nó là một vấn đề nhưng mà còn nách với lại ngực nữa. Thì mặc vô em hướng cái đó là tầm 55 cân á, thì đúng 55 cân. Dạ. 55 cân đổ về kia. Ok này, chị Diễm Thẩm Kiều một cái cam nha. Rồi size L này. Size L là 60 cân đổ về là đúng 60 cân đổ về cho em. 60 cân đổ về đây em nữa không? Cái gì tay em. Vậy em không có ý nghĩa. Ok. Chế xin Nguyễn Tiểu Kỳ ơi, cái size M có một cái thôi. Còn size L à? Chị... Em mở em hết nha. Em mở em có cái màu giống vậy nhưng mà cái khác. Họa tiết màu khác, họa tiết tương tự nhưng mà màu khác. Em mời cho chị Nguyễn Phạm, cho chị Diễm Phạm Kiều này. Đây, màu khác thôi. Màu của nó là màu xanh đen ha. Đây nha mấy chị. 120 hả em? Dạ, 101. Đây, họa tiết tương tự nha mấy chị nhưng mà màu khác nha. Màu xanh đen ha, màu xanh. Màu xanh mấy chị gấm nha. Màu xanh ha. Đây mấy chị, rất là đẹp luôn. Chị đã ôm cái họa tiết này comment nhanh cho em nè. Comment nhanh cho em là mã của nó, mã số 33. Mã này size M với chị 55 cân đủ về nhé. Nó ghi size M này thôi chứ rộng nha mấy chị, 55 cân đủ về lận ha. Rồi comment nhanh cho em này. Comment nhanh cho em mã này là mã số 40 nha mấy chị, chốt mã 40 cho em.
140 ha. Bạn lát qua ha. Ừ, mấy trong ấy tối nay mới là bữa. Tối nay mặc lát quá. Mặc 40. Comment 40 nhanh tay cho em chị ơi. Mà 40 có size M, size L luôn nha. Đâu, thế hả? 40 là cái em mới quăng ra cho anh đó. Cái màu xanh đó. Thì mình nó 33. Ủa 33, 40. 33 à? 33 là cái cam mà. Không, cam là cam. Cái gối vậy. Ừ. Má trắng. Má trắng nha, bây giờ má trắng nè. Eo bao nhiêu em? Eo được 72 không? Em không 72. Eo 74 rồi. Má trắng eo 74 đổ về nha. 120k mấy chị nha. Chị nào lấy trắng chút mà trắng cho em. Má trắng nè. Trắng cho chị Bạch Lê Nguyên luôn nè. Trắng cho chị Bạch Lê Nguyên ha. Eo 74 đổ về nha chị nha. Chị mặc vừa nè. Bao vừa luôn. Rồi trắng cho chị Bạch Lê Nguyên nha. Còn ít hơn, còn nhiều lắm chị ơi. Còn ít nha. Cái con này bé. Con này bé tầm 16 con rồi nha. Cái này không to nè. Dạ cho chị nào mà to con chút chủ cái cam thì đẹp quá nha ơi. Cam này bao đẹp luôn. Cam này bao đẹp nha chị nha. Cam bao đẹp luôn ha. Đúng không? Chị thẳng luôn ra. Chị thẳng đi đâu mất rồi ta. Rồi em này em 80 đổ về luôn chị ơi. Em 80 đổ về luôn. 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về thì nó lấy cam. Chốt cho em mã số 22. Cam chút mà hay hay bèm phấn thôi, coi chừng phấn á, phấn mày á. Chốt cam cho em cam nha. À thấy rồi. Rồi bỏ qua tạm thời, bỏ qua đi. Rồi cam cho em cam. Đây cam nha, bỏ qua một bên đi. Cam. Mà cam bao tiền? Mà cam giá của nó là 120. Anh không cần hỏi em đâu, mấy triệu có 120 hết. Cái kiểu như thế này 120 hết. Chứ mày đừng nguyên lại vì đá ra. Đá ra mình lại la vào đi mấy chế ơi. Đá ra là mình la vào nha. Rồi mà cam là cam. Mà cam này đúng không? Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình giúp em mấy chị ơi, review thấp hả? Lại quá. Em này giao 72 thì Bạch Lê Nguyên này, chắc Bạch Lê Nguyên vừa. Rồi 72, 73 nha mấy chị. Mét 6 khoảng 52 cân nha. Mét 6, 52, 53 cân. Bùn mét 55 thì khoảng 47 cân nha. Chị nào lấy chốt nhanh cho em mà. Còn nó là mã số 10. Mã số 10 giúp em nha. Mã số 10 nhạc nhạc việc quá. Mã 10, mã 10, comment mã 10 nhanh tay đi em này. Mã 10 đo giao 72 nha. 73, comment mã 10 cho em. Chút mà 10 ha mấy chị, mà 10. Còn bên nhanh tay mà 10 nha, mà 10. Mà 10. Mà 10 luôn mấy chị ơi. Không thấy hả? Kiều Phụng, thấy Kiều Phụng mà. Thấy Kiều Phụng mà. Mã số 10 cho chị gia đình nhỏ Hạnh Phúc to nè. 10 cho gia đình nhỏ Hạnh Phúc to nha. Mười gia đình nhỏ chút to ha. Anh nói gì vậy? Ủa em thấy rõ lắm mà cô nhìn. Đợi đã là vô cái bút nè. Em xóa lắm, em xóa hết mấy ơn thủng rồi đó. Mày nói nhiệt lắm. Vô cái bút em ơi. Cái này 120, 130. Cái này 120. Rồi màu này yêu của nó là 72 luôn chị ơi. Em 72 đổ về nha, màu đỏ ha. Mà số người có tốt nó không? Không. Rồi chị nào lấy cái này comment nhanh cho em mà đỏ. Mà đỏ eo 72. Mà đỏ eo 72 chị ơi. Mà đỏ eo 72 giá của nó là 101 nha. Mà đỏ eo 72 giá 101. Chị nào lấy đỏ comment mà đỏ cho em. Mà đỏ eo 72 giá 101. Má đỏ. Đỏ nha. Mà... cái này mấy chị mặc chung với phụ đê kinh hết cho chị nha. Má trắng hồi nãy. Má hồi nãy có cái má trắng em chốt cho chị Bảy Lê Nguyên rồi nha. Còn cái má xanh em mới xuống là má số 10. Em có một cái em chốt cho chị gia đình nhỏ Hạnh Phúc to là em hết nha. Mà đỏ cho mốt yêu 72 nha chị nha. Chị nào lấy đỏ coi như mà đỏ cho em nè. Chị là chung mấy cái xếp này nè.
nhanh nhanh để lên cái khác nữa. Rồi chị nó đã đỏ chút đỏ trên tay chị em nè. Chị bị nha, thấy mà không phải đó. Chị em chắc phải 72 rồi à? Ừ. Ôi, cam đẹp vậy mà. Thôi lòng đó. Rồi chị nó ơn cái màu này chút nha, che mà đỏ nha chị ơi, mặc luôn nha. Rồi đi đùa khác nha chị ơi, ngưng chương trình áo dài tạm thời ngưng ở đây nha chị nha. Chương trình áo dài xin phép được tạm ngưng ở đây nha. Lấy áo dài cuối cùng nè. Rồi chị nó lấy set này 130 chị nha. Comment cho em mà của nó là mã set. Chút mã set cho em. Trong váy nè, áo nè, mẫu này 54 cân đủ về nha. 54, 52 cân đủ về mét 6. Comment mạng cho em set 130 chị nha, 130. Mã set. Trong váy. Comment mạng set 130. Chút mã set cho em luôn. Rồi chương trình áo dài xin phép được kết thúc ở đây nha chị. Có gì là tập sau quán sau ha. Rồi em lên đồ khác nha chị ơi, lên đồ nha. Lên đồ bộ, lên xếp bộ đi chơi ha. Xếp bộ thể thao nha chị, xếp bộ thể thao ha. Lên xếp bộ thể thao. Xếp bộ thể thao luôn. Và cáo dài đỏ này 101 nha chị, nào ưng cái đỏ đầu gấm nha chị, đầu gấm. Chị Lê Nguyên mà không vừa rồi. Cái nào, cầu gấm á hả? Đó, nó mặc á. Chị Lê Nguyên chắc mặc không vừa đâu. Cái đôi do 72. Lê Nguyên 597 chắc mặc không vừa đâu. Lê Nguyên nào? À, chị Lê Nguyên, chị Lê Nguyên. Chị gọi á. Chắc không vừa. Không sao, không sao, chị bị Lê Nguyên. Mã xét nè, chị tin xong chưa cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ em chốt nha chị ơi. Chị tin xong mà lấy mã xét để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ em chốt nha. Hôm nay lên một món rồi, lên đồng nữa hả? Bộ hả? Đồ thể thao hả? Lên bộ thể thao. Bộ thể thao nha, chế bộ thể thao nha. Chế nào lấy bộ này, comment nhanh cho em nè. Quần này nó ôm, mặc cái gì được đó. Mặc hai quần được luôn á, ghê không? Rồi. Cực kỳ dễ thương bộ thể thao của chị Hà Tông Sịt Tông nha. Bộ thể thao Tông Sịt Tông của chị Hà mặc quần với áo của Tông Sịt Tông luôn. Rồi chị nào ơn bộ này comment nhanh cho em mà của nó là mã số 6 nè. Bộ thể thao. Bộ thể thao này khoảng bộ thể thao chị ơi, bộ thể thao là 125 một bộ nha. Chất thun thái hả chị? Bộ thể thao chất thun thái 125k một bộ nha. 1m55 bao nhiêu ký? 1m55 khoảng 49 cân được vừa luôn, 50 cân được vừa luôn ha. 1m55 50 cân, còn 1m6 55 56 cân cho em nha, ok ha. 55 cân. Hả? Cũng có cấm, có cấm gì vậy? Nó co giãn thoải mái. Cũng co giãn thoải mái là ok. Cũng co giãn thoải mái là ok ha. Rồi comment cho em mã số 6. Mã 6 màu xanh nha chị, màu 6 màu xanh. Chị nào lấy 6 chút 6 cho em 125 á, dùm giá cho em đi nha. Chát quên cho em ghim. Mà 6 thì chị hiện như một bộ nè. Mà 6 thì chị hiện như một bộ ha. Cảm ơn Vivi ha. Trộn gian ghim không biết đời nào luôn á. Rồi 6 cho Thiền Vinh nha. Sáu cho Hiền Vinh rồi đúng không? Sáu chốt cho chị Hiền Vinh nha. Chế nào lấy sáu chát sáu lên cho em nha mấy chị. Chốt sáu lên nha. Chế nào lấy sáu chốt sáu lên nha. Còn lên sáu nhanh tay lên cho em nha mấy chị ơi. Sáu bộ thể thao siêu đẹp ha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Đây bộ siêu đẹp chất cô tông. Chất cô tông thái đàng hoàng mấy chị ha. Cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ xinh luôn. Bộ này 60 cân vừa vừa nha mấy chị. Đây bộ này 60 cân vừa vừa luôn cùng caro ha. Comment cho em mã số 15. Có sai không chị? Có sai to lắm nên chị Diệu Bình ơi. Mã 15 Diệu Bình mang vừa này, cùng caro ha. Cái quần này mua ngoài không phải giá 120 rồi nha mấy chị. 125k một bộ thôi. Rồi comment nhanh tay giúp em áp dụng chia sẻ livestream với chị ha. Cái này em đang mang giá xỉ nha. Chị áp dụng xe livestream thôi. Rồi comment nhanh cho em mã này là mã số 15. Mã 15 cho em nha mấy chị, mã 15 có nhiều màu mấy chị ơi.
15 có nhiều màu ha, 15 vàng, 15 xanh, 15 trắng, 15 đỏ nha, 15 trắng, 15 xanh, 15 đỏ và 15 xám nha, không có 15 vàng. 15 xám, 15 xanh, 15 vàng bơ, 15 xanh bơ, 15 trắng, 15 đỏ và 15 đen. Đều đâu? Đó. Cái này là xanh bơ mà. Cái này xanh bơ mà, không phải đều đâu. Rồi xanh bơ, đỏ, trắng và đen và xám. Chị nào ơn chốt nhanh tay cho em ạ. 15 nhóm chị mà 15 mặc bao đẹp, em bao chất với chị luôn. Cái quần nó có đồ cô dạng luôn mấy chị ha. Có đồ cô dạng luôn nha. Đó, 6 mấy cân đủ về ok luôn mấy chị. 6 mấy cân đủ về mang ok luôn. Em bao bao chất, bao đẹp ha. Có đồ cô dạng nha mấy chị. Kaki cô dạng nha. Kaki này, kaki quần kaki này có đồ cô dạng luôn ha. Rồi áo thái phong lớn luôn nha mấy chị. 6 mấy cân đủ vừa luôn. 48 cân đủ lên là 60 cân đủ về ha. Comment nhanh tay cho em này, cái màu mà 15 cái màu nha chị, mà 15 cái màu cho em nha. Má 15 cái màu cho em này có màu rêu, màu trắng, màu đỏ đô và màu xám nha. Chị nào lấy màu nào comment màu đó cho em nha. Cái này 60 cân mình bằng đồ làm mình còn cũng vừa nha. 15 trắng cho VV nè. À, 15 trắng cho VV nè. 15 trắng cho VV ha. Form này size lớn nha, form nhỏ mặc cái form của chị nha Ngọc. Form nhỏ mặc là form chị ha, áo là áo form rộng. Áo của nó là form rộng, thật ra cái quần của nó cũng bé nhưng mà áo của nó là áo form rộng ha. Để mặc kiểu thể thao á, nó như thế này này, rất là dễ thương ha. Mang gì ba ta? Mặc form nhỏ của em thì comment cho em mã của nó là mã số 6 nha. Cái form đang mặc comment số 6. Form đang mặc comment số 6 nha. Có form nhỏ luôn nha mấy chế, mà không có ha. Rồi số 7 luôn nha mấy chị. Là 7. Đây chế nó đến là 7 chút mà 7 chim mà 7 cùng kèm màu luôn ha. 17 có màu luôn nha mấy chế. Cực kỳ xinh mà 7 chim. Quá đẹp luôn, trời nhưng mà 7 này đẹp quá. Cái là bài này xịn quá, chất cô tông thái ha. Bao đẹp luôn. Cô tông thái bao đẹp nha. Rồi chế nào cái bộ này, bộ thể thao nha mấy chị ơi, cực đẹp nha. Rồi chế nào cái bộ này comment nhanh cho em là mã của nó là mã số 10 nha mấy chị. Mã 10 cái màu cho em. Mã 10 cũng có đủ màu luôn, có cam đất nè. Rồi cam đất nè, trắng nè, tím nè, vàng ha. Rồi comment nhanh cho em. Mã 7 cái màu, mã 7 cái màu. Má 7 cái màu cho em này. Trắng nè. Từ màu nào đưa hết đi em. Trắng, tím. Trắng, tím, vàng. Vàng, cam đất. Cam đất. Cam. Cam. Đủ các màu luôn. Nói chung là đủ các màu, màu xám. Màu xám. Còn gì không này nữa không? Màu xanh. Màu rêu. Màu xanh rêu. Ồ, màu xanh dương, đủ các cả các màu, chế nào ưng màu nào comment màu đó lên cho em. Comment màu nào cũng trúng hết nha mấy chị. Ưng màu nào comment màu nào cũng trúng. Bảy trắng, bảy trắng với chị Hiền Dinh. Bảy trắng thì Hiền Dinh rồi. Hello chị Khánh An, Khánh Trang gì nè. Rồi bảy trắng cái Hiền Dinh nè. Bảy trắng cái Hiền Dinh một bộ nha. Bảy trắng cái Hiền Dinh. Rồi xanh bơ nè. Rêu. Xanh bơ mà anh cứ kêu xanh rêu rồi anh. Rêu chắc rêu. Màu màu bơ. Xanh bơ mà. Rồi có túi hết nha mấy chị. Xanh bơ. Đồ bộ thể thao này có túi hết nha mấy chị nha. 125k một bộ đồng giá. 655 cân đổ về. Mã số 7 kèm màu cho em nha. Mã số 7 kèm màu cho em nha. Đây 7 nha, 7 này 7 xanh bơ nha mấy chị. 7 xanh ha. 7 tím nè. 7 tím nha, 7 tím. Rồi 7 xanh. 7 xanh dương, 7 xanh dương. 55 cân đổ về vừa hết. 55 cân đổ về, cam đất. Cam đất nha. Có đồ bộ thì thao dài tay không? Rồi, không, hôm nay không có dài tay, toàn ngắn tay, toàn bộ là ngắn tay hết các chị nha. Thể thao hôm nay là toàn bộ ngắn tay hết, không có dài tay nha. Rồi, comment xin bơ cho em. Xin bơ nhóm chị. 55 cân đổ lại nhóm chị, 40 cân đổ lên và 55 cân đổ lại nha. Áo của nó là áo phông rộng với chị ha. Còn quần là quần phông môn nha, quần phông môn và áo phông rộng. Rồi, comment nhanh tay cho em nha mấy chị. Chia sẻ livestream nhiệt tình nha mấy chị ơi, chia sẻ livestream nhiệt tình nha. Mấy chị share livestream mấy chị ơi, tối nay share livestream kém quá, 188 được chia sẻ à. Mã số 7 cam đất cho VV nè. 7 cam đất cho VV nha mấy chị ơi, share livestream nha. Vậy em off đi. Em off xuống lên lại nha. Off xuống lên lại ha. Đang đánh thì off, cứ lên quậy. Lý do thì sao mà đá? Không biết. Rồi cam đất nha mấy chị.
Bài cam đất, comment mà cam đất cho em nè. Ứng màu nào chút màu đỏ chị. Bao đẹp. Bao đẹp 125 ha. Ủa cái bộ này xăng là mới có không chị? Hàng ăn đâu nha. Xăng là mới có chị nha. Bao chất bao vải luôn, chất thái ha chị, chất thái. Đẹp lắm. Cái quần này là nó là quần legging luôn nha mấy chị, giống như legging luôn á, mấy chị mặc đi chơi được ha. Nó là giống như legging luôn chứ không phải là quần thun đồ bộ nha, chất chất thun của nó là thun thái luôn á mấy chị. Rồi chị nào ơn comment cam đất cho em này, cam đất luôn, xin cam đất luôn nha. Mà cam đất cho em luôn, chốt mà cam đất luôn ha. Mà cam đất luôn nè. Dạ em thấy áo dài rồi chị, thôi đừng tới rồi. Cam đất, cam đất. Rồi lên cái màu đồng hồ này hả mấy chị, màu đồng hồ này tương tự cái bộ em đang mặc nha. Tương tự bộ đang mặc nhưng mà họa tiết khác mấy chị ha, họa tiết khác thôi nha. Chứ tương tự bộ đang mặc nha. Đây rất là dễ thương, hôm nay hết đá bóng rồi mà đúng không? Rồi màu này. Chị nào ơn màu này comment nhanh cho em, mã của nó là mã số 12. 55 cân đổ về mã 12, chút mã 12 cho em này. 12 55 cân đổ về nha, comment mã 12 cho em. 12 nha, quần ôm áo phong rộng nha, phong giúp quần luôn. Đó, đối với chế nào mà thấp thấp là thành phong giúp quần luôn ha. Bộ em đang mặc chị vừa không? Không, chị sống như chị hàng hàng phạm. Không vừa. Rồi, áo vừa. Quần chị mặc con, nếu mà quần chị chịu mặc phong môn thì chị vừa nha chị nha. Quần nếu mà chị chịu mặc phong môn thì vừa ha, tại vì em sợ nhiều chị là không thích mặc phong môn á. Quần chịu mặc phong môn thì vừa, còn nếu mà chị không thích mặc phong môn thì thôi. Tại vì tối nay em chỉ bán quần phong môn thôi, tại vì bộ thể thao á, phong môn giống như legging á, là mấy chị mặc thì rất là đẹp ha. Chứ không có quần rộng thường thình giống như đồ bộ mặc ở nhà nha, đây là đồ bộ đi mặc và mặc thể thao đồ bộ chơi á. Thấy áo dài chị Khang Khang ơi, chị Trang Khang ơi, thấy áo dài. Áo dài mét nha. Cái bộ vàng nó mặc nhiêu á? Bộ nó mặc bao nhiêu anh? À? Đồng hồ nó mặc bao nhiêu? Rồi comment bộ hồng này mà 80 cho em này, chốt mà 80 nha. Cái bộ vàng này mà bao nhiêu không nhớ, rồi comment mà vàng cho em cũng được. Đây, màu hồng ha. 55 cân đổ về. 55 cân đổ về ha. Có túi nha mấy chị, có túi luôn ha, có túi luôn. Đó, comment mã hồng cho em luôn. Mã hồng, có túi rất là xinh ha. Rồi còn đây là mặc áo này, áo thì phong rộng nha, thì dạng thể thao phong rộng, áo phong rộng, còn quần là quần phong ôm nha. Rất là dễ thương, nói chung là nó là phi size toàn bộ mấy chị ạ, phi size từ 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về nha, phi size ha. Rồi comment bộ hồng cho em luôn này, bộ hồng. Chốt hồng nha, chốt mã hồng, hồng hồng, chốt mã hồng cho em nha. Hồng cho chị Kiều Thí. Chị Kiều Thí. Thầy ơi này thì sao? Rồi hồng cho Kiều Thúy nha. Má hồng cho Kiều Thúy 062 nè. Còn hồng em. Hồng cho VV nè. Chỉ nào lấy hồng comment hồng lên cho em nha. Lấy hồng comment hồng nha. Cho chị bộ giống em mặc nha. Chị Hằng Phạm, cái áo là chị vừa nha. Nhưng mà cái quần là chị mặc form ôm nha. Chị lấy cho ok giúp em, chắc chắn lấy ok giúp em nha. Chị Hằng Phạm nha. Chắc chắn lấy ok nha Phạm nha. Rồi màu này nha mấy chị ơi, màu này có nhiều màu luôn, màu này quần caro cực đẹp nha. Quần caro cực đẹp luôn. Đây, có dây thắt eo luôn mấy chị, quần caro này xịn lắm nha mấy chị. Xịn cực kỳ ha. Túi nha mấy chị, tất cả các quần bên em đều có túi nha mấy chị, quần cực xịn luôn. Đây nha, xịn lắm. Rồi chị đơn cái quần caro này, phối hợp với lại áo Adidas. Đây là dây thắt lưng nha mấy chị, dây thắt lưng. Đây, phối với lại áo Adidas ha, có nhiều màu nha mấy chị, quần caro. Có nhiều màu nha. Set bộ thể thao, set bộ thể thao 125k, chỉ 125k thôi. Set bộ rồi thể thao, chị đã có cái màu này, có cái bộ này comment nhanh trước cho em này. Comment trước mà caro cho em ha. Caro áo Adidas và quần là quần caro nha. Có dây thắt lưng eo luôn nha chị, dây thắt caro. Lưng caro cho chị Hiền Dinh nè. Cái má hồng hồi nãy chị đi. Dạ không, chị hàng pháo nó có một cỡ đó thôi, dạ phi sai. Chị Lily Huỳnh lấy cái má hồng của cái đồng hồ này trước đúng không chị? Chị Lily Huỳnh đúng ok giúp em nha. Chị Hằng có thể lấy quần caro, chị Hằng Phạm có thể lấy quần caro với quần sọc như thế này. Chị Hằng mang bao luôn ha, 60kg em mang bao luôn. Đối với chị nào mà to cân thì mặc lấy quần caro này là em bao nha.
bao vừa luôn ha. Rồi đây chị Lưu, cái màu này chốt nhanh cho em mà của nó là màu 80 nè. Vài là em nói là vài đẹp nhà mang luôn á. Rồi vài rất là đẹp luôn mà 80 cho em. Chốt màu 80. Chị hỏi chị Lily Huỳnh thì cái này cũng không có ok tại màn Huỳnh mới chế có nhiều dưới bị chậm. Chị Lily Huỳnh ơi, chị lấy cái hồng này ok lại lần nữa cho anh Giang nè. Chị Lily Huỳnh ơi, lấy hồng ok lần nữa cho anh Giang nha. Lấy hồng ok lại lần nữa nha chứ nha. Rồi chị nào lấy cái cam này, chốt mặt cam cho em nha, mặt cam. Mặt cam cho em. Mặt cam luôn cho chị. À không phải lấy caro, caro còn mà lấy 80. 80. 80. Phải không? Phải, 80. 80 một cam nè. 80 một cam ha. 80, 80 cho chị Cao Thu Thảo nha. 80 cho Cao Thu Thảo. Ok này, chị Lê Lê mình ok này. Ok chị nha, chị Lê có một cái bộ màu hồng nữa nha. Caro, caro đúng không? Caro còn một khác. Quần caro này ha mấy chị. Tất cả các quần đều có túi một hai bên đấy chị nha, tất cả các quần đều có túi hai bên hết. Rồi hôm nay phong to mà. Đấy, phong 60 cân. Ừ, phong quần caro phong 60 cân nha. Mình chế phong 10 nha, hôm nay có đồ bộ thả mặt thoải mái luôn. 60 cân đủ về. Đồ bộ chất liệu trung thái, chất liệu đẹp luôn chứ. Bao đẹp cho mình chế luôn. 125 thôi nha mấy chị ơi. Chỉ có 125 thôi. Đây. Đẹp lắm nha. Rồi áo đi nha mấy chị. Đây, rồi chị nào ưng cái bộ này comment nhanh cho em Adidas. Adidas màu sọc. Rồi comment nhanh cho em mà đây là mã số 5, chốt mã 5 cho em nè. Mà đi chơi nha, mã 5. Comment mã 5 nhanh tay nha mấy chị nha, comment mã 5. Đây mã 5, chốt mã 5 cho em. Hay quần tung hay phần ấy. Quần này vải kaki, kaki vô dạng chị nha. Chất là kaki vô dạng chị ơi, không phải chất thun. Đồ bộ đi, cái này là xếp bộ đi chơi, xếp bộ thể thao đi chơi nha. Không phải mặc ở nhà. Cho nên chất cực xịn luôn. Mấy chị nhầm chất về là mấy chị mê mệt luôn ha. Nhưng mà cái này ngàn năm mới về một lần thôi, chắc từ giờ đến cuối năm không về được ha. Cái này từ giờ cuối năm chắc họ không về được đâu. Bên năm đâu họ không có sale nữa ha. Cái đợt này là đợt cuối á mấy chị. Đợt cuối nha. Mã số 5 nha. Vừa rồi là áo màu vàng, bộ số màu vàng là mã số 5 này, chị lấy mã số 5 comment số 5 cho em nhé. Số 5 comment số 5 nha. Mã số 5 60 cân đủ là vừa luôn nha mấy chị nhé. Rồi. 45 đến 60 cân là vừa hết nhé. Áo. Áo vàng ha. Rồi chị nào lấy bộ này comment số 6 cho em nha, mã số 6. Số 6 mấy chị nha, chúc số 6 cho em, chúc mã số 6. Số 6 kèm xin thoại cho em nha mấy chị ơi, số 6 kèm xin thoại nha. Số 5 cho Thảo Mai nè. 5 cho Thảo Mai, rồi số 6. Cho chị mặc thôi. Chị xin Nguyễn Điếu cầy lấy mã em đang mặc à. Ok nhá, chị xin Nguyễn Điếu cầy lấy mã em đang mặc nhá. Rồi số 6 cho chị Hiền Dinh nè. 6 cho chị Hiền Dinh. 6 cho chị Hiền Dinh luôn ha. Mã em đang mặc hồi này chị Hằng có lấy không vậy? Mà đang mặc Hằng có lấy không? Mà số 6 có màu trắng rồi nha chị, nào lấy 6 trắng comment 6 trắng cho em luôn nha. Em còn một bộ 6 trắng, lấy 6 trắng chút 6 trắng cho em luôn. Chị nào lấy 6 trắng, 6 trắng cho em luôn nha. Chị Lê Hồng Thủy lấy trắng không? Lấy trắng ok giùm em ha. Lê Hồng Thủy lấy trắng ok giùm em ha. 6 trắng nha chị, 6 trắng nha. Chị nào lấy trắng comment mặt trắng cho em luôn, chốt mặt trắng ha. Lấy trắng chút trắng cho em. 6 trắng chị Hiền Dinh luôn nè. Sáu trắng chị Hiền Dinh luôn. Sáu trắng chốt với chị Hiền Dinh luôn ha. Rồi xếp thể thao nha mấy chị, xếp thể thao. Quần viền thể thao nha mấy chị ơi, áo màu hồng nha. Cái này phong nhỏ nè. Cái này phong cũng không phải phong nhỏ, phong vừa vừa. 55 cân đổ lại. 55 cân đổ lại nha mấy chị nha. 55 cân đổ lại. Áo phong quần phong ôm còn áo phong rộng. Rồi chị nào lấy cái này chốt cho em mà của nó là mã 90, chốt mã 90 cho em. Mã 90 nha chị ơi, quần sọc hồng và áo màu hồng nha, mã 90. Áo là áo thái phong rộng nha. Mấy chị có thể phối riêng được ok không chị? Mấy chị có thể phối riêng ok, rất là đẹp nha. Mấy chị phối riêng hai thứ cũng được nha, cực kỳ xinh luôn. Chất này khỏi chê mấy chị ha. Chất thái, cô tông thái nha chị. Lắm, xin giảm em. Mai trang 45kg rồi không, cho chị một bộ vàng đi. Mai trang 45kg hả?
45kg thì bằng cho nghe mặc mấy cái bộ này đi. Kiểu của nó như thế này nè, quần là quần phong môn, chứ mặc đồ nào quần chế cũng phong môn hết. Chế có 40 cân thì quần này cũng là phong môn luôn. Đó, còn áo của nó là áo phong rộng như thế này nha, chứ mấy trang mặc cười giống như em ha. Còn áo là phong rộng như vậy nha, đó, phong dấu quần phong môn lắm. Hoặc là không thích thì mình đóng thùng vô ha, mình đóng vô mày nè. Đó, cho nó dễ thương ha. Rồi, cho chị Mai Trang bộ màu vàng đúng không? Ok, chị Mai Trang đợi một chút. Chốt, chị Mai Trang bộ màu vàng. Rồi. Đồ hồng, đó mà nó nhiều nha. Mà hồng đi cũng được. Bộ màu hồng này mà hồng nhắm chị ơi. Chị nào lấy mặt màu hồng chốt, bộ màu hồng chốt mặt hồng cho em đi. Không mặt hồng ha. Hồng này, mắt hồng này là quần quần thun thái thôi nha. Quần thun thái, áo thun thái nha mấy chị nha. 45-55kg đổ lại mặc vừa nha mấy chị nha. Cái xanh này của em ai chốt rồi? Cái áo này mấy chị có thể phối riêng với quần leggings cũng rất là đẹp ha mấy chị. Còn quần sọc mấy chị có thể phối riêng với đồ khác ok luôn. Đó, form như thế này nha mấy chị, form rộng, form nếu quần ha mấy chị thấy đẹp chưa, ngất luôn ha. Có thể mặc riêng với quần leggings ok luôn, mặc chung với đồ bộ ok luôn nha mấy chị, mặc chung với quần bộ, quần caro ok luôn. Nói chung là mấy bộ này king size hết, từ 45 cân đủ lên là 60 cân đủ về ok ha mấy chị ha. Đây mình sẽ mặc thử cho biết coi xem dáng của nó nhé. Đó, mấy chị có thể đóng thùng cũng được ha. Có thể đóng thùng cũng được, hoặc là mình có thể thả thùng ra cũng ok nhé. Nó có cái sợi dây này mấy chị thắt nơ này. Bốn mươi lăm cân đổ lên và 60 cân đổ về ha mấy chị ha. 60 cân đổ về và 45 cân đổ lên. Rồi chị nấu ông chốt nhanh cho em là mã này là mã số 99 nha mấy chị. Chốt mã 99 cho em, 99 còn màu không ta? Mã 99. Comment 99 cho em nha. 99 khác, 99 còn con bộ. Rồi chị nấu 99 comment 99 lên cho em nè. 99 ha. 99 màu cam đất nè, chị nấu 99 comment 99 cho em nha mấy chị nha. 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha, comment 99 cho em. Ở mình đóng thùng thì đóng, không thích thì mình thả thùng mấy chị ha. Mình đóng thùng thì mình thả thùng ra luôn ha. Rồi comment 99 lên tay đi em nha. 99, 99 màu cam đất. Caro ha, cùng caro mà 99 màu cam đất nha. Chốt 99. Mã 99. Em test gì đó anh. Mã 99 Lê Ngọc Lan này phải khách cũ không ta? Lê Ngọc Lan này khách mới, khách cũ em ơi, chị nào khách cũ để lại cho em ba số điện thoại nha. Lê Ngọc Lan này là khách mới, khách cũ em nhờ. Quần là quần chính thức không ạ? Không phải nhé, quần là quần dài nên chú chị nhé, quần dài luôn nhé. 1m55 đổ lại là quần dài nhé, 1m6 thì dài luôn. Cũng dài luôn. 1m6 dài luôn, 1m55 dài luôn. Nói chung là dài tất. Dài tất nha mấy chị nhé. Rồi màu này nhé chị ơi, màu này nha. Chị đâu màu này. Comment nhanh cho em nha, em bé 54-46 cân nha mấy chị. Bé 54-46 cân nha. Rồi chị đâu màu này. Đó, cái này Mai Trang mặc được nè. Ủa, cái này đẹp nè Mai Trang. Cái này vừa người luôn, không có bị rộng. Chốt chị Mai Trang bộ vàng này ha. Chị Mai Trang ok dùm em nha. Mai Trang ok bộ vàng này, ok dùm em Mai Trang nha. Bộ này có nhiều màu nha chị ha. Bộ này có vàng là 125 nha chị, 125. Chất này bao chất nha chị, bao chất. Chất này là cô tông sư sừng ha mấy chị, cô tông sư sừng luôn đẹp lắm. Đó, mặc thành phong thủ mông như thế này ha, cực vừa luôn, không bị rộng ha. Chị nào khách mới thì chốt hàng cho em mã số kèm số điện thoại để em chốt nha. Còn khách cũ thì nhớ cho em bao số điện thoại để biết em chốt với chị nha. Rồi comment nha chị ơi, chị nào bộ này comment nhanh cho em là mã của nó là mã số 9. Mã số 9 kèm màu cho em. 9 vàng. 9 vàng nha. 9 xanh. 9 xanh kia, 9 xanh màu đen nha. 9 hồng. Tím. Hồng tím nha chị, hồng tím nha. Comment em hồng với tím thì cũng được. 9 hồng, 9 hồng. Rồi 9 xám, 9 xám kia em luôn, 9 xám.
Comment chữ xám luôn chị ơi. Đó, ba màu trước nha, bốn màu trước nha. Chị đâu màu nào comment nhanh màu đó cho em nha chị. Bốn màu trước nha. Ưng màu nào comment nhanh màu đó nha chị. Màu nào ưng màu nào comment màu đó nhanh tay nha. Màu nào ưng màu nào comment nhanh màu đó nha. Thật sự cái bộ này đẹp quá. Chốt bộ mặt nha. Mã số 9 đi. 9 chị Trang lấy màu nào em ơi? Chị Nhan chính màu gì chị Nhan ơi? Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Chín hồng. Hồng hồng đó là hồng tím nha Vivi nha. Chín hồng và vàng cho Vivi nè. Hồng và vàng cho Vivi, hồng và vàng, hồng và bộ vàng đến ra mặt cho Vivi ha. Rồi tiếp nha mấy chị. Tím. Rồi tiếp nha hồng, hồng. Chín xám cho chị Anh nè. Chín xám cho chị Anh nha. Rồi chị nào lấy chín 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 màu cam comment chín cam cho em nè. Có túi hết cho mấy chị, siêu đẹp luôn. Bộ đẹp giả mang chưa? 125 không mấy chị ha, 125 nha. Đó, chốt cho em chín cam luôn. Đẹp giả mang cho mấy chị. Công nhận mấy bộ này đẹp thật luôn á. Vải đẹp kinh khủng luôn á. Thật sự, vải rất là đẹp ha. Vải đẹp vô cùng ha mấy chị. Comment chín cái màu nha, tay lên cho em nha. Chín cái màu nha. Mã vàng chín cho da bạn Phạm. Cho em địa chỉ luôn. Chị Gia Bảo Phạm chốt mã vàng 9 để lại cho em thêm địa chỉ em chốt nha. Thêm địa chỉ đi nha. Cũng là Mai Trang bảo xin mã màu vàng xin các bạn ao rồi. Hết quá hụt rồi. Vàng caro nè. Hả? Vàng caro. À vàng cùng caro hả? Ừ. Rồi em lên đồ luôn mấy chị ơi. Chuyển nha, chuyển hệ nha, chuyển công nha. Hay đi. Còn chị nào chốt bộ nữa không? Còn chị nào chốt là em chuyển tông đồ nha. 94 9 con vàng không em mèo? Hết rồi. Hết vàng. 9 hết vàng. Còn bộ này. Từ em ơi. 9 cam đất. Cam đất cho chị Hiền Dinh này. 9 vàng. 9 vàng chị Gia Bảo Phạm. Chị Gia Bảo Phạm cho em xin thêm địa chỉ em chốt 9 vàng nhé. Chị Hiền Dinh cam đất 1 cam đất nha. Cam cả vài có không phải cam, có cam đất mà. Ok, 9 cam cho Cẩm Giang này, 9 cam đất cho chị Hiền Dinh nha. Mấy cái này mấy chị mặc áo thun mấy chị đi chơi vô tư luôn mấy chị. Một cái áo thun này giá của nó không á là 75 ngàn nha mấy chị nha. Áo thun là 7, áo thun Thái 75 ngàn mấy chị ha. Rồi 75 là 9, 85, 95 ngàn luôn á. Rồi một bộ này giá có 125 mà. Bao rẻ. Bao rẻ luôn. Rồi bộ này form nhỏ nha mấy chị. Bộ này tầm 54 cân mét 6 thôi. Mét 6 thì 54 cân ha. Bộ này mét 6 54 cân nha mấy chị nha. Mà cái này phủ mông. Như thế này ha, đẹp mà. Không có bị rộng ha. Không có bị to. Bộ này mét 6 54 cân đủ về mấy chị ha, kèm màu cho em. Bộ này comment cho em mã của nó là mã số 12 kèm màu nha. Ok này. Màu vàng, màu đỏ đô. Chị Gia Bảo Phạm có địa chỉ rồi này. Cảm ơn chị nha. Chị Gia Bảo Phạm có mã 9 vàng nha. 12, 12 có vàng, có đỏ đô. Vàng và đỏ đô nha chị ơi, vàng và đỏ đô nha. Có caro một cái không? Có chứ. Chốt theo mã giúp em nha. Chốt theo mày. Chốt mày. Dạ. Cái gì? Lai áo dài không Thảo, lai hết rồi chị Nga ơi. Có caro tối không chị? Vũ thì cầm trang caro tối là caro gì bà? Caro mà cái áo của nó màu xám hả? Có áo xám luôn. Rồi 12 cho chị Anh nha. 12 cho chị Anh, 12 màu gì? Màu vàng với màu đỏ đô. 12 vàng và đỏ đô nha. 12 vàng và đỏ đô cho em nha chị ơi. À 12 chị xin gửi dưới tay lấy màu gì nữa chị ơi. 12 có vàng và đỏ đô nha. 12 có vàng và đỏ đô, chị nào lấy 12 màu gì chắc màu đó cho em. Lấy màu gì comment màu đó cho em nha. 12 đỏ đô cho chị Anh, 12 vàng cho Vivi. Rồi chị xin gửi đứa thầy lấy 12 gì vậy. Xin gửi đứa thầy lấy 12 màu gì. Nhanh nhanh qua màu khác nha. Đây Lily Huỳnh 12 đỏ đô nè. Đỏ đô cho Lily Huỳnh luôn nè. Đỏ đô cho Lily Huỳnh luôn ha. Chị Lily Huỳnh đỏ đô, cao 1m52, nằm 50kg, vừa không em. Vừa năm mươi kg vừa áo vừa cùng ôm nha chị mặc thành cùng form ôm nhé.
túc thấp rồi chị ôm thôi. Ừ. Thôi mặc quần, quần này quần không ôm giống em này, mặc y chang em này. Ừ. Mặc quần không ôm nhé. Rồi chốt cái màu đi mấy chị, chốt màu nha. Có hai màu không chị ơi? Chị xin nhận đứa cây cầm 12 xong thì nó cho mấy màu hả? À vàng. Xin nhận đứa cây lấy vàng, màu chốt 12 vàng đi, xin nhận đứa cây luôn. 12 vàng trước thì chị xin nhận đứa cây ha. Xin nhận đứa cây này. 125, 125 lâu lâu mới về chị ơi, ngàn năm mới về một lần. Xin đang, nói chung là em phải săn hàng lắm luôn á. Đó, me ăn đông siêu mà hốt về bán cho mấy chế này. Cái một bộ này họ bán tới 200 mấy, 300 mấy. Chào chị tiền. Mai nha, chào chị Mai. Ăn đông bán bộ này 200 mấy á mấy chị. Hello chị Mai. Bộ này bán 200 mấy một bộ nha mấy chị nha. Đây vàng luôn. Còn một bộ vàng, một bộ đào đô nữa. Chú hay chưa? Chú hay chưa? Này thấy mà sáng. Nãy thêm mà sáng không à. À vậy hả? Của chị vàng, ok xin gửi đứa cành chốt vàng chưa, 1m58, 54 cân, bằng vừa khoe vừa nha chị Phạm Thị Kiều ơi, bao đẹp luôn nha chị, bao đẹp cho chị Phạm Thị Kiều luôn ha. Caro tốn màu đây nha chị ơi, caro tốn màu ha. Chị Giang mà cũng vừa nè, chị thương. Rồi màu xám, caro xám, chị đã lấy caro xám comment cho em mà 22. Caro xám comment mã 22. Mã 22 cho em nha. Mai đã nhận được đồ đẹp lắm của chị Mai. Cảm ơn chị Mai. Mã 22 chúc mã 22 cho em. 22 kèm xuyên thoại với chị nha. Mã 22 kèm xuyên thoại. Lấy 22 chúc 22. Ồ, em đang lên đồ bộ nha chị Hoàng thì Thu Hằng ơi. Mã 22 nhưng chị 22 mặc bao đẹp nha. 22 bao đẹp luôn các chị ơi, 22 bao đẹp nha. Chị nào lấy 22 comment 22 nhanh tay cho em. Cao 1m á. Cao 1m53, nặng 54 cân có vừa không? 49. Không à. Có bụng nha. Gia Bảo Phạm ơi, chị mặc vừa mấy cái bộ quần caro nha chị nha. Mấy cái quần caro quần sặc có chị mặc vừa, còn mấy cái quần thun thì chị mặc không vừa nha. Vậy tên chị chốt cái mặt này thì sao? Chị Gia Bảo chị Phạm á hả? Ừ. Chị là có 1m53 thôi mà chị tới 54 cân rồi. Hủy cái đơn đó, hủy cái bộ đó cho em, chốt cho người khác. Chị không có vừa mà okay. Chính chị không vừa mà chính chị Gia Bảo Phạm không vừa rồi nè. Chị Gia Bảo Phạm chốt mã khác cho em nha chị ơi. Gia Bảo Phạm chốt mã khác cho em, chỗ đó chị không vừa nha. Rồi em lên tiếp bộ Adidas đi. Adidas cho màu cho em đây. Adidas cho màu nha chị nha. Adidas cho màu bao xin luôn cho chị bộ vàng giống thẳng nó mặc nha. Vàng ok cho chị bộ vàng giống em đang mặc luôn. Lấy đi nhau bộ vàng giống em đang mặc. Rồi chị nào lấy Adidas comment cho em mã đáp. Chị nào lấy Adidas comment mã đáp cho em nha. Comment mã đáp cho em, mã đáp nha mấy chị. Đây mã đáp cái màu nha mấy chị ơi, đáp vàng. Đắt vàng 125k một bộ thôi mấy chị ơi. Đắt xinh ngọc. Áo thun thái, quần cũng chất liệu thun thái luôn. Bao chất bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Đắt trắng, đắt trắng. Ok, cho vào phạm mấy em bỏ rồi nha. Mấy chị có cái nào vừa em mới chốt nha mấy chị nha. Mùa Tết này mấy chị về nhà hay là mấy chị đi chơi, mấy chị mặc cái bộ này cực kỳ đẹp nha. Mùa Tết này một lề này mấy chị mua để dành Tết mặc nha. Tết mặc về nhà mặc lịch sự tiếp khách cho dễ thương nha mấy chị. Về thăm bố thăm mẹ thì nó cưng lắm, rất là đẹp ha, làm tiệc tùng gì đó mấy chị mặc, mấy chị làm cho nó còn bị vô đồ mà nó dễ chịu ha, ngồi lên đứng xuống rất là dễ chịu luôn, rồi đi chơi với gia đình nữa em nó đẹp vô cùng ha. Rồi đây là những bộ, những bạc màu mấy chị, bạc màu và bộ đát nha, bộ đát có vàng, đát trắng, đát tím, đát xanh, ngọc. Xanh là được rồi, đát xanh, thế là nói là đát tím hay là cái đát này đát gì? À đát chính đát hồng. Đó là đắt hồng, đắt tím nha mấy chị nha. Cho coi là mã 22. 22 là mã gì vậy em ơi? Em chả biết mã 22 là mã gì luôn. Mã 22 là mã caro hả? Mã 22 không? Không biết. Rồi chị nào lấy đắt comment mà đắt cho em nha. Đắt chị có nhiêu đấy màu không chị ơi? Chị nào lấy đắt comment đắt cho em nha. Mà đắt mà đắt siêu đẹp. Bộ vàng em mặc 53 ký vừa không? Mã đắt xanh ngọc cho chị Phan Thị Kiều nè.
Đá xanh ngọc cho Phan Thị Dược 53 kg, nhưng mà mét mấy mấy chị ơi? 53 kg mà mét rồi là không có vừa đâu. 53 kg mà mét đá đen không? Không vừa. Có đá màu đen không? Không có đá đen. Chị từ đi em thôi. Đây màu của nó chị rêu. Xanh dương. Xanh ngọc cho ai rồi? Xanh ngọc cho chị Phan Thị Kiều này. Hiền Duyên đá trắng này. Dương Thị Ơn đá vàng này. Đá trắng cho chị Hiền Duyên. Đá vàng cho Dương Thị Ơn. Chị Diệu Huyền ơi, em không có đá màu đen. Chị lấy màu, chị có màu khác em. Cái có nhiều màu đẹp mà. Chị cái gì Diệu? Này cái gì Diệu này? Người này Diệu hay Dương Thị Ơn? Dương Thị Ơn đá vàng. Dương Thị Ơn đá vàng. Dương Thị Ơn đá vàng. Còn đá xanh, đá tím, đá hồng nha mấy chị nha. Cái đá rêu, xanh tím hồng rêu. Xanh tím hồng rêu nha mấy chị. Dương Thị Ơn. Đây, đắt rêu nha mấy chị nha, đắt rêu, đắt xanh lơ á, đắt cam đất. Hay là chị vừa mình lấy đắt cam đất đi. Vừa mình lấy đắt cam đất ha. À 55 kg đổ lại thôi nhưng mà 55 kg đổ lại 1m6 nha mấy chị nha. Nhớ là 55 kg đổ lại nhưng mà phải 1m6 dùng men nha mấy chị. Chị nào 53 cân á thì cũng 1m6 hoặc 1m58 cho em là ok. Chứ 55 kg mà 53 kg mà mét rồi là không bao giờ vừa. 1m58, 54 kg vừa nha. Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên cao 1m63, cái bộ em đang mặc vừa không, 53 kg, 1m63 có vừa. Rồi chị nào lấy cam, cầm bên mặt cam đất cho em, đát cam đất nha. Có bị ngắn không? Bộ em đang mặc mà, bộ em đang mặc có ngắn không? Chị 1m63 à, 1m63 hả? Mặt trời trên mặt, mặt ngay mắt cá, chị mắt cá trên á, mặt ngay mắt cá trên. Chị mét số 3 mặt mắt cá trên nha. Rồi chị nói ông đát rồi comment đát nhanh tay cho em, đát cam đất rồi nè. Đát cam đất, đát xanh rêu. Đát cam đất, đát xanh rêu. Bộ em đang mặc còn nha. Đát cam đất. Chính màu lấy cái màu này, comment màu đối cho em này. Mà đát này, mà đát em còn nhiều màu nha. Đây màu đây nè mấy chị. Xanh rêu, xanh lá, cam đất, xanh dương, màu tím, màu hồng, đủ màu xanh rồi nè, màu trắng, màu xanh ngọc. Màu trắng em hết rồi chị Phan Thị Kiều ơi. Chị Phan Thị Kiều mới chốt cho chị được màu xanh ngọc thôi. Chốt thêm bộ màu xanh lá đi chị, hoặc là chốt bộ màu hồng đi cũng được. Cam đất đẹp mà. Chị Diệu Huỳnh có lấy, có lấy cam đất không? Đẹp vậy cho tất cả mà chị Diệu Huỳnh nhưng mà không vừa quá. Chị Diệu Huỳnh không vừa quá. Đây rất là dễ thương luôn ha. Cực kỳ cưng. Rồi chị nói ơn bộ này chốt nhanh cho em nhắm chị tụi đi đá chị thương quá à. Đi đá mang gì thể thao rồi nó đi chơi nó bao đẹp luôn sự luôn á. Mấy chị làm đồ Tết luôn, mấy chị để dành Tết mặc. Tết mặc ha. Tết đi ở nhà tiếp khách đó mấy chị. Trời nó thể thao mà mấy chị thương lắm. Cái form này đúng form của mấy chị luôn á, form dài. Mấy chị em biết mấy chị khoái form dài. Tại vì nó không bị hở lưng ha. Form ngắn là tụi tiên tiên như tụi em mặc. Nhưng mà form dài biết mà mấy chị thích form dài. Rồi cầm đi nhanh em. Ok, vậy cho chị Phan đi kiểu màu cam đất với màu xanh nha. Rồi vậy là còn xanh này xanh gì? Xanh này xanh gì nha? Xanh lam hả? Đấy là xanh, xanh dương. Xanh dương màu dương. Cái trời nó màu khác mà. Xanh dương kìa. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha, tiếp nha. Đây bộ này chị nào 60 cân em cũng bao luôn, 60 cân cũng vừa mấy chị nha. Đối với quần là caro như vậy nè, chị nào 60 cân em cũng bao vừa luôn nhá. 60 cân em cũng bao vừa luôn, cùng nhà caro như thế này mấy chị ha. 60 cân cũng bao luôn nha. Đây phía sai của cái màn này dễ thương quá, đẹp quá, màn này cũng nhiều màu nha mấy chị, nhiều màu, bộ nhiều màu luôn, sai sai kiểu khác mà nha. Đâu giống như màu khác. Rồi rồi chị nào ơi, cái bộ này cầm lên nhanh cho em, bộ này 60 cân em bao nha. Có túi hai bên hết nha mấy chị, hai bên đều có túi hết. Rồi chị nói bộ này comment nhanh cho em mà của nó 19. Mà 19 kèm màu cho em, 19 là màu xanh ngọc. 19 màu xanh ngọc. 19 màu màu hồng. 19 màu cam. Đá xanh cho chị Hiền Dinh luôn nè. 19 đỏ đô. 19 đỏ đô xanh gì, xanh nào? Xanh đỏ đó. Cái này hả? Xanh mà cái màu gì mà khó biết đó, đó. Anh thích màu xanh. Không biết màu xanh gì đúng không? Rồi, đây là bảng màu của cái bộ quần sọc nha mấy chị.
Rồi comment nhanh cho em mã kem màu nhé chị ơi, mã kem màu cho em hồng, cam và đỏ. Hồng cam đỏ nha, xanh. Hồng cam đỏ xanh. Mã bao nhiêu? Mã hồng cam đỏ xanh ngọc. Mã bao nhiêu? Mã 19. 19 xanh ngọc cho Cao Thu Thảo. Xanh cam mình 125k đồng giá hết với chị nha. 125k đồng giá. Rồi chị đó màu nào mình chốt màu đó cho em nha. Cam đỏ đô. Đỏ đô này với chị. Xanh hết. Rồi cam đất. Màu cam chứ màu này màu cam. Màu cam. Rồi màu hồng, để mở cái màu hồng cho chị coi thử ha. Đây là cái xanh nhỏ. Chúng ta sẽ thảo nhìn nhanh chị. Đỏ đô cho Thảo Mai nè. Đỏ đô với Thảo Mai nha. Đỏ đô với Thảo Mai cùng sọc nè. Đây. Wow, cô bây giờ nhầm cái này tím. Đỏ đôi nè. Đỏ đô cho Thảo Mai nha. Đỏ đô cho Thảo Mai. Ngân Trần 19 hồng. Chị Ngân Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. 19 hồng cho Ngân Trần nha. Cái hồng của Ngân Trần có dây thắt eo rồi nha. Không Trần, Ngân Trần ơi. Cái của chị có dây thắt eo rồi nha. Có đồ cô vàng với chị. Kaki, Kaki nè. Kaki cô vàng tốt luôn với chị. Cô vàng đà lắm. Mấy chị tha hồ mặc, tha hồ năng lượng luôn. 6 mét cân em bao luôn. Xanh ngọc hết rồi nha. Hồng cho chị gì? Chị Ngân Trần hả? Đúng rồi. Chị Ngân Trần cho em thì chị Ngân Trần ơi. Khách mời đúng không? Ngân Trần cho em thì chị 125k. Rồi mấy chị ơi, sắm mà mặt nó đã lắm mấy chị ơi, một mình em chắc là chục bộ thật sự luôn á. Tết về cả đang nổi lên đang ngoài á mấy chị. Đó, về mà mình còn lăn lộn ra bếp mà làm việc chứ. Càng, chị Lê Trang. Chị Lê Trang, không biết khách mời khách cũ của ta, chị Lê Trang cho em xin thêm địa chỉ nha, chưa thật địa chỉ em mới chốt được nha. Ừ, nhưng mà chưa có chốt thật địa chỉ, chưa chốt được này. Cho em số điện thoại địa chỉ của chị nha. Hồng còn không em? Thấy rồi mà chị đến hết luôn. À mà chị đứng còn một màu cam. Là màu trắng. Mà chị đứng còn đỏ đô với trắng nha. Chị đứng còn đỏ đô với trắng. Mà chị đứng còn đỏ đô và trắng nha. Rồi cam này, cam là chỗ nào này. Cho em thông tin lên chốt cam cho. Cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Cái mùa này mấy chị sắm đồ Tết là vừa rồi mấy chị ơi. Sao bây giờ mình sắm đây còn có nhiều sự lựa chọn. Chứ đến sát ngày rồi mình hết sự lựa chọn rồi. Em chắc năm nay em nghỉ bán sớm mấy chị. Rồi thì bán chị sớm. Đi. Ok chị Ngân Trần đi chung với Hiền nè. Phan Thị Kiều 19 trắng nè. 19 trắng với chị Phan Thị Kiều nè. 19 trắng cho Phan Thị Kiều. Ok chị, ok Thảo Mai nha, gửi về Bảo Lộc nè. Lê Trang 09830. Trắng cho chị Phan Thị Kiều luôn ha. Trắng cho Phan Thị Kiều 125 cho chị Phan Thị Kiều. Phan Thị Kiều 125. Sắm đồ giờ là vừa rồi mà mấy chị em nói thật luôn á. Em bây giờ là một bao đi rồi nè mấy chị. Cứ một lần bán á. Ừ, thấy cái nào vừa vừa thì được. Đó, cất dành trên mặt. Chứ bán like năm nay là nghỉ Tết sớm hết mấy chị. Nghỉ trước Tết ít nhất là nửa tháng á. Tại vì bưu điện nó sẽ ngưng làm việc mấy chị ha. Là bọn em sẽ không có ship hàng cho mấy chị ở xa được. Chỉ bán được cho Sài Gòn thôi. Cho nên phải nghỉ Tết trước cả gần cả hơn nửa tháng luôn á. Bởi vậy mấy chị sắm là dần rồi. Bây giờ hết tháng 1 một cái. Cuối tháng 1 là vô Tết mất tiêu rồi. Cho nên mấy chị sắm từ bây giờ còn nhiều sự lựa chọn ha. Chứ còn đến lúc đó là hết lựa chọn luôn. Mấy cái này, mấy bộ này về mấy chị về mặc đó mấy chị đi chơi nè. Rất là lịch sự và đẹp. Rồi mấy chị đi thật. Rồi có khách khứa tới mấy chị mặc mấy bộ này mấy chị tiếp khách là cũng rất là lịch sự ha. Rồi comment cho em mà chính đào đô luôn là em hết mặc chính luôn nha mấy chị. Chính đào đô là hết mặc chính luôn nha. Comment chính đào đô cho em là em hết mặc chính luôn nè. Chốt chính đào đô nè. Không nhận mặc chính em màu đẹp thật. Cái quần nó cũng đẹp nha. Cái quần nó đẹp. Cái màu nó cũng đẹp nha. Rồi chính đào đô cho em. Còn một quần cuối cùng nha. 60 cân em bao nha mấy chị ơi. Từ 48 cân đến 60 cân nha. 48 cân đến 60 cân bao hết. Rồi chốt bao bộ của chị luôn nha. Dạ còn đấy chị ơi, còn địa chỉ nha chị Phan Thị Kiều nha. Nếu gửi địa chỉ cũ thì em cứ gửi thôi chị nha. Ok là 19 đỏ đô đâu. 19 đỏ đô cho chị Hiền Dinh nè. 19 đỏ đô đi hết đúng không? Hết. 19 đỏ đô cho chị Hiền Dinh này làm hết. Ủa chị đỏ đô này đẹp quá à. Mã 10 nha chị, có dây thắt eo luôn nha. Có túi hai bên với chị đỏ đô này quá đẹp. Tất cả các bộ của em đều có túi nha mấy chị nha. Tất cả các bộ là bộ nào cũng có túi đó. Cho em một bộ. Đây nè, mấy màu tối này, cầm gian này cho ông lấy ta. Cái này lấy 6 em bao luôn. Không biết chuyên gia đang chờ cái gì nữa. Em cũng không biết. Không biết chuyên gia đang chờ cái gì. Đây. Cái số thôi, cái này.
10 á, mã 10 á. Kem là mã 10 á. Mã 10. Mấy 6 mấy 9 đầu đô hết rồi, 9 đầu đô còn không? 9 đầu đô em hết. 9 đầu đô hết rồi, mã số 10 cho Su Su 693 này. Chị cái chị gì chị Vân VTH gì đó. Chị Vân khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại em đi chốt được nha chị nha. Cam cho chị Su Su rồi, chị lấy điện máy khi mới vô ạ. Cam mã 10 cho chị Su Su nha. Em lên cái mã này nha mấy chị. Cái mã này có hai màu này. Đây nè, Cẩm Giang lấy mã này nè em ơi. Đây nè, màu tối đó. Ok, lấy liền, cho comment liền nè. Màu xám nha. Rồi, cái quần này đẹp thật sự. Em nói thật sự cái quần caro này rất là đẹp, phi size luôn. 48 cân đổ, 46 cân đổ lên và 50, 60 cân đổ về mà ok hết. 46 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. Dạ hết rồi. Rồi hết rồi. Rồi còn cái này hết. Đây, chị đang bộ này comment nhanh cho em này. Đó, 60 cân đổ về em bao tất cả luôn chị ơi. 1m6, 1m62, 1m63 gì đó em bao không ngắn luôn ha. Bao cùng không ngắn luôn, ở dưới này nó còn may gập lai như thế này được em mới chị. Em nói cái quần này không là giá trăm mấy một cái nha chị nhá. Xịn nhà mang luôn á. Nó chất xịn nhà mang luôn mấy chị. Đẹp, đẹp kinh khủng luôn mấy chị ơi. Em nói thật sự mấy chị nhận hàng rồi mấy chị phải khen. Mấy chị sẽ phải khen rất là nhiều. Của Maroma. Cái đọc mà đâu? Quét đọc mà đâu mà. Mà gì? Chẳng nhớ. Cái đọc màu. Mà sao thì phải. Mà hai đi mấy chị. Mà hai cái màu cho em. Mà hai xám, hai trắng. Hai xám, hai trắng. Hai đỏ đô. Hai đỏ đô. Ok. Hai xám, hai trắng, hai đỏ đô. Hai xám cho Cẩm Giang nè. Hai xám cho Cẩm Giang. Hai xám, hai trắng, hai đỏ đô mấy chị ha. Đây một màu trắng đây. Màu đỏ đô đây. Còn một cái. Màu trắng, màu đỏ đô đây. Đây màu trắng ha. Màu trắng, màu đỏ đô. Màu đỏ đô cho em luôn. Đỏ đô cho chế. Nào đây. Hai trắng cho Thảo Mai nè. Đỏ đô nha. Đỏ đô nha, đỏ đô. Cái bộ em đang mặc còn một vàng không anh? Bộ em mặc còn một vàng em đang mặc đúng không? Bộ em đang mặc đang còn một bộ không? Bộ em mặc vẫn còn vàng, giúp chị vàng và đỏ đô nha. Bộ cam á. Đoan Queen 2 đỏ đô này, chị Vân VTH. Cái mã số 10 cam mà em hết rồi nha. Chị chốt mã khác giúp em nha. Hai đỏ đô. Hai trắng hết rồi. Mới cho Phú Cẩm Giang thì cái hai xám thôi nha. Hai đỏ đô cho chị Đoan Quyên này. Chị Đoan Quyên cho em xin thêm địa chỉ nha. Ồ, đồ bỏ em còn hết rồi, em còn ít màu lắm, kiếm đưa lên mấy màu. Em gần hết rồi, chị tranh thủ chốt nha. Hết trắng rồi, gái ơi. Em gần hết rồi, mấy chị tranh thủ chốt với chị nha. Rồi cái quần caro này mấy chị, cái quần caro màu tối ha. Có túi hai bên luôn mấy chị, viền cực đẹp luôn, nó thật sự. Cái vải may đẹp và mang đầu này nó còn có chất co giãn nữa mấy chị ha, nó còn đủ co giãn nhẹ rồi nè mấy chị. Mấy chị thấy không? Cái vải co giãn rất là thoải mái, em bao cho mấy chị chạy nhảy đứng lên ngồi xuống luôn, mấy chị thích làm cái gì cũng ok đó. Nó đi chơi gì là rất là đẹp, nhưng mà một này phong lớn là 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về ok mấy chị ha, phong to không có phong nhỏ nha. Một này chỉ có phong to không có phong nhỏ. Đây. Áo của nó nha. Chốt hàng đầu tiên. Màu này có hai màu nha chị. Màu này chị, có hai màu. Chị Lê Huyền Mai Thi bị lên sau đó. Em nói thiệt lên trước em chốt liền à chị ơi. Em yêu chị Lê Huyền Mai Thi lắm. Chị Lê Huyền Mai Thi đừng có lo. Chị Lê mình có em chốt liền luôn á. Rồi bộ này nha chị. Ok, Đoan Quyên có địa chỉ sinh thải đầy đủ này. Cảm ơn chế nha. Chế Đoan Quyên có mã số 2 đỏ đô rồi nha. Mê của tiên cho chế một cái bộ ha. Rồi chị nào lấy bộ này comment số 3 cho em. Số 3 cái quần caro giống quần caro này nhưng nó hơi khác cái sọc caro một xíu với chị ha. Rồi chị nào lấy cái số 3 comment số 3 cho em. Số 3 có xanh bơ và màu xám nha chị. Số 3 có hai màu xanh bơ và xám. Xanh bơ và xám chị ơi, 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Comment mã xanh bơ và xám cho em. Còn đúng hai bộ thôi, một xanh bơ và một xám nha. Chị nào lấy xanh bơ và xám chốt xanh bơ và xám cho em này. Số 3 xanh bơ và xám. Số 3 kèm màu cho em mấy chị ơi. Số 3 kèm màu, số 3 xanh bơ và số 3 xám. Đây xanh bơ. Cái chị rớt dây. Xám đây. Một bộ xám được. Lấy hết số 3. Số 3 còn một bộ xám này, lấy hết số 3 nha. Số 3 xanh bơ cho chị Lê Trang nè. Số 3 xanh bơ và số 3 cho Lê Trang. Em còn màu xám là chị, màu xám đi. Wow. Số 3 xanh bơ cho chị Lê Trang nha. Xám đi mấy chị, xám đẹp lắm.
Lê Trang cái 82 triệu. 8 tuổi nào mình mang ok ha. Rồi cái bộ em đang mang mấy chị ơi, bộ em đang mang nha. Bộ em đang mang còn màu vàng và màu đỏ đô. Đây vàng và đô. Em bao đẹp mấy chị, em bao đẹp. Đảm bảo mấy chị nhập hàng về mấy chị biểu khen. Em nói khen ngày khen đêm luôn thật sự. Nó đẹp lắm. Bộ 3 em chỉ còn màu xám thôi, chị nó màu xám cho comment bộ 3 xám cho em nhé. Có bộ nào xét. Đây này mà bé Ngọc mặc mấy bộ này vừa này bé Ngọc ơi, mấy bộ này nó áo nó phong rộng nhá, được nhá. Vải cô tông nha chị ơi, vải này là vải thun Thái luôn, cái vải cô tông, vải này thun Thái, thun Thái luôn nhá. Thái luôn. Vải xịn lắm. Vài em bao vải nhá. Em bao vải cho mấy chị luôn, vải xịn. Chị Nguyễn thì bình nhiên mà 1m63 mặc nó cái quần nó hơi cao lên mắt mắt cá trên nha chị nha. Chị mặc thì giống như chim tóc á. Chị nào mét 63 mà như chim tóc nha. Rồi bộ này em còn đầu đô và vàng, đầu đô và vàng. Chị nào cúc đầu đô comment cho em mà của nó là mà số 6 đầu đô. Số đỏ và số vàng cho em. Số đỏ, số vàng. Comment nhanh tay số đỏ, số vàng siêu đẹp. Em bao nha, bao đỏ, nha. Đỏ cho chị Võ Thanh Hoàng đôi 0045 này. Đỏ cho Võ Thanh Hoàng, đỏ đô cho Võ Thanh Hoàng nha. Võ Thanh Hoàng cho em xin thêm địa chỉ này. 1m57-59kg vừa không chị Đoan Quyên. 1m57-59kg mặc quần caro cho em. Chị Đoan Quyên lấy cái quần caro đúng không? Mặc caro, quần caro. Ờ vừa vừa, quần caro là vừa, quần caro 6 mét cân luôn nha. Quần caro 6 mét cân vừa luôn. Chị lấy luôn. Ok, vàng cho chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên nha. Vàng cho Nguyễn Thị Mỹ Nhiên. Rồi em mặc cái đồ đáp cho chị còn. Còn ai lấy vàng luôn chị. Em còn một bộ vàng nha. Chị nào lấy vàng chốt vàng luôn đi. Em mặc bộ đáp cho mấy chị coi. Chị nào lấy vàng chút vàng luôn để em lột em mặc bộ đáp ha. À còn bộ này lên luôn nha. Em mặc bộ đáp cho mấy chị coi, bộ đáp đẹp lắm nha. Ba. À dầu lê, ok dầu lê nha. Học bả nhào con cho bả mặc cái bộ có cái nón nha. Dầu lê, ok dầu lê nè. Sắm đi mấy chị tết về mà mặc nó thật. Tết về gặp bố gặp mẹ mà mặc mấy chị ơi. Nó dễ thương lắm. Đó cho mình nó lịch sự ha. Tiếp khách nó lịch sự lắm. Đây, chị nào mà đi làm ở xa, Tết về mà về quê mà mặc mấy chị đẹp mô đen cực kỳ luôn. Mô đen lắm luôn. Rồi còn một bộ quần caro này 6 mấy cân đổ về này. Còn một bộ quần caro 6 mấy cân đổ về. Chị nào lấy chốt cho em bộ cuối cùng với chị, bộ caro cuối cùng ha. Bộ quần caro cuối cùng. Chị nào lấy chốt cho em luôn là mã số 7. Mã số 7 còn đúng một bộ quần caro cuối cùng nha. Chốt mã 7 cho em. Có độ co giãn tốt luôn mấy chị. Cái quần này quần kaki co giãn tốt luôn. Đây, dày nữa ha, có hai túi hai bên luôn nha. Đó, mấy chị mặc cái này ha, xinh cực kỳ. Hả, có gì? À, quần sọc không, quần này còn buồn nè. Caro má 7, caro má 7 cho caro má 7 cho Đoan Quyên nè. Đoan Quyên mà 7, caro mà 7 cho chị Đoan Quyên nha. Em thấy chị Bùi Hạnh nha, chị Bùi thấy chị Bùi Hạnh nè. Thì chị cái vậy cái màu này cái má 7 xám, cái màu này cái loại kia xám cũng giống má 7 kìa. Chị Liên Phạm lấy ông chốt cho em nè. Đây xám này Liên Phạm ơi. Cái caro cuối cùng nữa chị ơi. 60-62 cân vừa vừa. Cái này là cái cúng cuồi nha mấy chị ơi. Có dây cột nha. Có dây cột luôn, cái cúng cuồi nha. Không có cái thứ hai nữa đâu mấy chị. Cái này là hết phong lớn luôn á. Là hết phong to luôn. Là hết 60 cân luôn nè. Đây. Chị Lê Huyền Mai Thi. Cái caro cuối cùng. Trời quên. Em nhìn nhanh quá chị lên sau có gì đây chứ chị bộ em đang cầm em chưa chốt được. Đây chị Lê Huyền Mai Thi có thích cái bộ này không? Bộ đó chứ chị Long nữa nào lấy kìa. Rồi chị Long là đào chốt đúng không? Sau đây chị Lê Huyền Mai Thi nè. chị Lê Huyền Mai Thi chốt Adidas đi em mặc thử cho chị Lê Huyền Mai Thi coi. Chị Lê Huyền Mai người chị Lê Huyền Mai Thi cũng gọn mà. Ừ. Để cái cũng gọn. Mấy chị ơi nhận bộ này về à, có mê nha. Mê rồi em biết em không có đâu. Đợt này về chắc đợt sau không có rồi đâu. Thì sắp Tết rồi á. Ăn đông nó không có sale nữa. Bộ này mấy chị nhận về em nào bảo mấy chị sẽ khen rất ngủ luôn. Cam kết luôn á, khen nhà mang luôn thật sự. Đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn. Cái bộ, mấy cái bộ đẹp. Công nhận nó đẹp thật luôn á. Rồi bộ em đang mặc có chế nào chốt được không? Không chế nào chốt em xuống nha, còn một bộ duy nhất thôi. Bộ đang mặc là còn một bộ duy nhất nha. Chị lên làm comment thật quá. Chị lên làm có bự không nhở? Thú thì cầm cho anh em được 2 set rồi phải không? Mấy chị. Đúng rồi. Mấy cái đồ bộ này nè mấy chị. Mấy chị mà không thích mặc quần chung bộ, mấy chị mặc quần legging đen giống em. Mặc áo thun này đi chơi. Em nói nó đẹp ngất ngây luôn mà mặc quần đùi giấu quần ha, thành phong giấu quần nó đẹp. Thôi, thôi bà Giang có lấy cái đó không? Giang ơi, Giang có lấy bộ này không? Hồi nãy xin lấy màu trắng á, nhưng mà không biết lấy màu xám không? Giang có lấy màu xám hay không? Không lấy là đi. Hồi nãy có chốt cho Giang màu xám đây nè. Không lấy. Vàng thảo mặc cho chị Hiền Dinh.
Vàng thợ mặc cho Hiền Dinh. Em hết vàng luôn nè. Hết vàng luôn. Rồi, chị Giang lấy bộ này đúng không? Chị lấy bộ này ok lại cho em, không lấy em nhường cho chị khác luôn. Đây, hồi này chị Giang chốt bộ này nè. Hồi nãy chốt cho Giang bộ này mà Giang đòi màu trắng, nhưng mà có màu xám nè. Giang chốt cho Giang bộ này mà Giang đòi màu trắng này. Giang có lấy bộ này không? Lấy ok em không lấy, em chốt cho người khác nha. Đây, ok nhanh nhanh dùm em đi Giang ơi. Rồi em lên bộ Adidas, em mặc thử Adidas với chị coi. Adidas xinh đẹp luôn. Chị đang huyền mai thi đây mấy cái mẫu bộ em bộ thu nguyên thật ok lấy. Mấy chị ơi tối nay gần ngon rồi, uống cà phê dặm cơm gần ngon rồi, mấy chị không có bị chóng mặt, không có bị mệt mỏi gì hết á, mà nó xuống cân mấy chị ha, nó không có cảm giác thèm ăn á đó. Nó không có cảm giác thèm ăn rồi, mấy chị nhìn người gọn hàng luôn á, mấy chị mấy bộ nhìn mập mờ phì quá trời luôn, bữa nay gọn hàng luôn, mới có một tuần à, mới uống thử có một tuần thôi ha. Rồi lên tiếp, em lên Adidas nha, lên Adidas. Cái tỉnh bao nhiêu? Em xích tỉnh lên bưu điện nha, chắc của chị Toan Quyên cái đồng này chắc khoảng 30k, 35k đấy chị nha. Của chị Toan Quyên chắc khoảng 35k, hai bộ này khoảng 35k nữa chị nha. Đây, mặc thử đát cho chị coi ha. Đát siêu đẹp. Mặc thử đát, mặc thử màu luôn. Mặc thử màu cho mấy chị coi luôn nha. Chị Lê Huyền Mai Thi, em thấy chị cũng gọn gọn người, chị mặc mấy cái mẫu đó đát này đẹp hơn nè chị này. Đây. Đẹp lắm. Mấy cái mẫu thun cái này dạng này là nguyên một bộ đều là thun thái hết luôn nha. Mấy chị đi chơi ha, không phải mặc ở nhà đâu. Mấy bộ này mặc nhà phí lắm mà đi chơi nha. Còn bà Tết mấy chị mặc tiếp khách á. Xinh lắm nha, mặc tiếp khách rồi về nhà gặp bố hoặc mẹ đấy mình mặc cho nó đẹp cho nó xịn ha. Em thủ quá trời. Khi nào có em chị? Có em là sao? Khi nào có em, cà phê em hả? Dạ, ngày 9 tháng 12 là ra mắt với chị ha, nhưng mà đặt hàng công ty tại bây giờ là em đặt em cọc đặt quá trời luôn, mấy ngàn rồi mà bây giờ chắc nó trả cho em được tất cả. Đâu cái bộ vàng em bằng đâu rồi? Cho nên chắc phải qua ngày 12 tháng 12 là mới có số lượng nhiều được. Thì chị Hiền Dinh đây. Rồi, chị nào lấy bộ này, chị nào lấy bộ này comment nhanh cho em nhé, chị bộ đáp nha. Em nói thật sự, em bán 125 là quá rẻ luôn, mấy chị không tin, mấy chị đi dạo một phòng Facebook mấy chị trời giá. Trời ơi, em bán giá xỉ á. Cái bộ này người ta bán cái giá 190 bộ, mấy chị em không điêu một lời là để chất không thể. Đáp màu xanh. Mà nó rất là xịn, nó nhiều màu luôn, đưa màu lên cho chị coi. Ừ. Đá xanh dai, đá xanh dai chốt lột luôn. Đá đá xanh đấy cho chị Hiền Dinh. Đá xanh đi Hiền Dinh lột. Đá xanh đi Hiền Dinh nha. Rồi đá không nè. Thì sao cô con cho chị ấy được? Đặc biệt, dầm cơ. Thì sao cô tông với chị lấy mấy bộ rồi? Cái này cũng nhận thì tặng cái dạng này dạng thun thái của nó, chị rất đẹp nha chị nha. Cái này thun thái chứ không phải cô tông da cá, không phải cô tông thì bữa rồi là cô tông dày. Bữa này là thun thái, chị nào hay mặc áo thun thái là biết không, biết chất thun thái. Em bên em là không rồi giờ không ăn bảy, không mấy bán mấy cái loại da cá mấy chị nha. Đây. Da cá là bên không bán nha. Bên em chỉ để chủ yếu là cô tông hoặc là thun thái là nhiều nha. Cô tông thì nó chi nhiều loại. Cô tông xịn nhất là cô tông, cái loại cô tông mà bên trong nó rồng giống như da cá vậy đó. Cô tông đó là cô tông xịn nhất. Là mấy cái bộ mà em hay bán giá 120-125 á. Còn cô tông này là cô tông thái cho chị nhá. Chứ là chất của nó là chất giống như chất áo thun thái với chị mặc á. Bộ màu hồng xinh quá nha. Rồi chị nào lấy đắt không? Còn mấy đắt không cho em? Rồi xí mấy bộ liền. Rồi em ngờ thật sự em ngờ một bộ rồi đó. Mà còn muốn xí nha. Rất là đẹp ha. Cái gì? Gì mà ngạc nhiên hết trời. Em gần 20 bộ thì có gần 10 mà đâu ra. Rồi rất là xinh, 55 cân đổ về nha. Mét 6, 55 cân đổ về và 40 cân đổ lên. Comment hồng cho em đắt hồng nha mấy chị. Em mặc thử từng cái đắt một cho mấy chị coi. Đắt hồng nha, đắt hồng. Chị nào đây đắt hồng, comment đắt hồng cho em nha. Đắt xanh nè. Đây là xanh lá ha. Đắt xanh. Chị Trần Ngọc đến màu nào comment màu đó đắt hồng cho Ngọc Điệp nè. Đắt tím cho chị Sunny Phương nè. Chị Sunny Phương cho em xin thêm địa chỉ nhé. Liên thoại một đấy chị Caro xám với chị liên thoại chưa có rồi. Chị liên thoại chưa có nha. Tím của chị gì nè? Tím của chị gì? Tím, thầy qua đây em đi. Tím của chị Sunny Phương này, cho điện thoại đôi 8949 cho em xin thêm địa chỉ nha. Không còn nha. Đắt hồng luôn hả chị Sunny Phương đấy, đắt hồng là hai cái luôn hay sao chị ơi? Có đắt hồng, đắt hồng, đắt tím có hết. Đắt xanh, đây là xanh lá. Chị nào lấy đắt xanh lá, còn bên đắt xanh kem trắng da cực kỳ. Đắt xanh lá
chị ơi, chị nào lấy đắt xanh lá cho mấy đắt xanh lá cho em. Vậy là chỉ còn tím và xanh lá thôi. Vậy là chỉ còn tím và xanh lá ha mấy chị ha. Nếu mà view còn đông này em sẽ còn lên nhé chị ơi. Còn view màu thấp rồi đó thì chắc em cho mấy chị đi ngủ đi. Để sao lên. Rồi sáng mai lên. Chị Sunny Phương lấy hai cái thôi sao chị ơi? Hai cái thì ok cho em xin thêm cho chị nha. Ủa xanh lá luôn. Chị lấy cái nào chị cho em biết nha. Chị lấy ba bộ hả? Ba bộ ok giùm em. Chị lấy ba bộ ok giùm em hả? Không dám chốt. À chị cho địa chị không dám chốt. Cho em địa chị thì em mới dám chốt nha. Chị cho em địa chị mới dám chốt ha. Chị mà khách mới là khách mới rất nhiều thì mình cũng phải được trả cắt. Đúng rồi, khách mới mà chốt đơn hàng trên 300 ngàn, đơn đầu tiên trên 300 ngàn là cọc cạc mấy chứ nhá. Cọc trên cái cạc 50k hoàn tiền được ha. Đó là đối với khách mới nha. Còn khách cũ thì không cần, khách cũ thì cũng đã từng cọc rồi, cho nên không cần cọc nữa. Rồi đây nha mấy chị. Tím, tím, tím. Xanh thì như chua mặt kiểu tím đúng không? Chị nào lấy xanh chút xanh luôn cho em nha. Thật sự mặt nhìn rất là ổn mấy chị, mặt nhìn người rất là nhon, em vẫn là 46 cân á. Chị Liên Phạm ơi, cho nên chị nói chị chưa được cái set cao sám nha. Chị Liên Phạm chị chưa được nha. Chị Liên Phạm comment sau nên chưa được nha chị ơi. Cho nên chị chốt mặt khác thì men nha. Em mặc thử cái tím luôn nha mấy chị. Mấy cái màu này da trắng mặt đẹp lắm mấy chị ơi, xài kem nha mấy chị ơi. Kem khuyên nhiên trắng cực kỳ. Làm da trắng với khuyên nhiên thổi anh ơi, màu tím đẹp quá. Đã tìm cho chị Hiền Dân hết. Sao chế làm vậy? Cái kia đó, tìm đang cầm kia. Chị Xuân Đi Phương cho em xin thêm địa chỉ nhé chị ơi. Chị Xuân Đi Phương 3 bộ chị... Hả? Chị Xuân Đi Phương 3 bộ hả? Ừ. Chế là bộ gì nè, bộ xanh đó luôn hả? Đúng, xanh lá hồng tím. À, xanh lá hồng tím luôn hả? Ừ. Thế thì Hiền lấy màu tím đó luôn rồi hả? Ừ. Thế là em hết đồ mặt rồi. Em hết tím rồi. Chị Xuân Đi Phương cho em xin thêm địa chỉ nha. Tím của Hiền Dân luôn nè. Tím của chị Hiền Dinh luôn. Trả cái quần đúng không? Đúng. Hết rồi em hết đắt nha chị ơi, đắt hết nha, đắt em hết nha. Còn một mẫu này nữa thôi nè, chị nào lấy comment em còn một mẫu cuối cùng nha mấy chị. Còn một mẫu cuối cùng ha, từ từ. Em lên cái bộ hồng này nè, bộ hồng này còn một bộ thôi. Bộ hồng này đẹp mất ngay luôn, chị nào không lấy tiếng lắm. Đây nha, bộ hồng ha. Cái Juni Phương nghĩa chị chị Juni Phương chị Sun, ơi chạy đây nhỏ nhanh lên nào chị inbox đi chị. Ok chị inbox đi em kiểm tra cho nha, em check cho chị Juni Phương inbox liền em check cho nha chị nha. Inbox liền cho em đi, tại vì sau 2 phút mà không có địa chỉ rồi em phải nhường cho chị khác đó, cho nên chị inbox thì chị liền cho em nha. Đây là đúng rồi Hồng Diệp ơi, Hồng Diệp có địa chỉ bên anh rồi nha. Chu cha em không có bộ đồ lửng nha. Chú cha nó xinh còn... quá mấy chị ơi, bộ thể thao quá mấy chị, bộ thể thao không có lửng. Bộ thể thao mình đi chơi mình phải quần dài như vậy đi chơi nó mới đẹp. Nó mới đúng là bộ thể thao nó mới chất lượng ha. Ôi đưa cái giỏ này. Hồng cho chị Mai. Hồng cho chị Mai. Ta sẽ kiếm cái giỏ đeo lên. Cái nó ngầu ngầu quá. Màu quá thiệt màu quá. Màu quá hồng. Em hết hồng rồi chị Nguyễn Thị Mỹ Yên ơi, chắc hồng cuối cùng rồi. Em còn một mẫu cuối cùng nha. Em còn một mẫu cuối cùng cho em lên này. Một mẫu cuối cùng. Đát hồng. Trời ơi chị Ngọc, chị Trần Ngọc bây giờ mới comment lên đát hồng ý. Trời ơi hết rồi. Đây em còn một mẫu cuối cùng nha. Vậy thì Sunny Phương cứ inbox chơi, chị Sunny Phương mà chơi inbox là em hay nhường cho mấy chị khác thôi. Đúng rồi, Sunny Phương mà chơi inbox là em nhường cho chị khác nha. Đây là em còn một mẫu này thôi nha. Màu này hơi bị đẹp luôn á mấy chị, cam kết đẹp nha. 55 con đổi về mấy sáu nha. Bộ này đẹp, đẹp lắm. Đây mấy chị thấy cái quần nó đã chứ quần như quần lết okay, luôn á. Ok, chị Sunny Phương inbox địa chỉ rồi này. Quần như quần lết luôn nha, em phải dùng một bộ này. Chị Sunny Phương chốt 3 bộ mai, cái gì mai mai cọc cạc em đi đơn nhé. Nếu được thì em trừ vô cạc tiền cạc vô đơn hàng luôn cho chị cũng được nha chị Sunny Phương nha. Đây, bộ này quá đẹp luôn. Phải dùng lại được một bộ như thế này mà mặc chứ. Nãy giờ bán hết trơn luôn, không bộ nào mặc ha. Rồi mấy chị thấy đạt chưa? Đó, mấy chị mặc cái phong dài rất là lợi nha. Mấy chị có thể phối riêng, mặc chung với con đường cũng được. Không có làm mấy chị là làm mấy chị lặt đồ ăn, thức uống hay là mấy chị đi chơi. Mấy chị đứng lên ngồi xuống rồi nè. Nó không bị hở cái lưng quần ra nhìn nó đông duyên nha. Đó, rồi mấy chị nào mà không thích dài mấy chị vén lên như vậy cho em. Tắm thùng vô mà để hở ra như vậy nha. Nhét tay vô túi. Chị Liên Phạm, chị Lê Huyền mang thi yên tâm nhé. Mang theo xanh, cái xanh cho chị Trần Ngọc kìa. Rồi xanh cho chị Trần Ngọc. Còn xanh cho Trần Ngọc là lục luôn. Chị nào chốt nào lục cái đó nha. Rồi xanh cho Trần Ngọc.
Xanh cho Trần Ngọc đầy vàng. Vàng chơi đây. Mấy chị comment nhanh đi thì em hết rồi. Xanh hết rồi nè. Vàng. Xanh hết vàng. Em còn có mấy bộ thôi em nên hết nha. Đây vàng vàng. Vàng như thế nào đây? Comment vàng cho em luôn. Đây mà vàng cái điện thoại em nó báo hết pin luôn đó. Đúng rồi. Rồi vàng với chị vàng luôn. Vàng nha. Đó được chưa? Được chưa? Rồi vàng luôn. Lên vàng. Lên, lên màu nhiều màu luôn giống như tròn nha. Màu nó đi. Màu xanh nhạt, xanh dương đi. Màu xám. Vàng cho chị Lương Nguyên. Lương Nguyên rồi, để mặc Lương Nguyên lột ở đâu. Rồi xanh. Xanh này xanh rêu giống chị nha. Xanh rêu, xanh bơ gì đấy được lột nha. Rồi xanh cho em luôn, xanh. Xanh ha. Xám và tím. Để mặc thử cái tím với tím màu nó là. Có xám là giống chị xanh xám. Tím với hồng luôn. Xanh xám tím hồng. Đây nên là xanh này là xanh bơ nha. Rồi hồng. Hồng giống chị xám nè, tím rồi hết nha, em còn có 3 bộ thôi. Rồi tím nha mấy chị, lại hết nha mấy chị ơi, em còn có 3 bộ. Đây, anh vàng nha. Okay. Vàng của chế Lương Nguyên hả? Vàng của chế Lương Nguyên là em hết rồi. Quần quần này có co giãn nha chị Đoan Quyên nha. Tôi nhưng mà chị Đoan Quyên không vừa đâu, chị Đoan Quyên không vừa mấy mẫu này đâu nha chị ơi. Chị đang quên, chị có vừa mẫu caro nãy em chốt cho chị được 2 mẫu rồi. Cái mẫu này chị không vừa đâu. Bộ này quần khoảng 55 cân thôi. 55 cân thôi nhóm chị ơi, 55 cân đổ về thôi, 60 cân không vừa, chị tím đẹp quá. Tím nha mấy chị. Đây là tím ha. Đó, chị nào vừa tím chút mà tím cho em luôn. Thôi chị xin luôn ha. Tím cho dầu lê. Tím cho dầu lê luôn ha. Hồng, còn hồng và xám. Còn hồng và xám nha, hồng và xám. Tím cho dầu lê nè. Còn xanh hồng xám còn 3 bộ nhé chị ơi, còn 3 bộ xanh hồng xám nha. Còn xanh rêu hồng xám nè. Xanh rêu hồng và xám. Chị Đoan Quyên không vừa đâu, em nói thiệt chị Đoan Quyên không vừa đâu. Đoan Quyên vừa áo thôi. Vừa cái áo không vừa cái quần nha chị nha. Chị Đoan Quyên xám không? Xám cho Phan Thị Kiều này. Xám cho Phan Thị Kiều rồi, còn hồng. Còn hồng này cũng dễ thương, có trắng thôi em, mấy thì trắng thôi á. Xám cho chị Phan Thị Kiều rồi, hồng hồng hồng. Hồng nhóm chị ơi, hồng và xanh. Còn đúng hai màu hồng và xanh thôi, lộn mặt hết luôn nha. Hồng và xanh chị. Hồng này. Còn hồng và xanh thôi, còn hồng và xanh rêu thôi là hết rồi nha. Em nói thật, mặt vô người là mấy chị thấy đẹp luôn, thật sự luôn á. Mấy chị nhìn này. Em ơi. Em vừa từ từ. Nếu quên hết mẹ rồi. Từ từ, coi lại. Rồi hồng, chị nói lấy hồng chốt hồng cho em, để hồng em chốt cho. Rồi hồng, hình như em phải điều lại bù mặt quá. Anh hồng mặt đẹp không? Chốt hồng cho em. Xin mời đúng không? Đẹp nha. Rồi hồng cho ok em nha, ok ok nha. Phần Đoan Quyên, khi nào vừa em chốt cho mấy chị yên tâm cứ để ở chỗ ký cái thế vừa em chốt nhá. Rồi xanh xanh. Chị Bùi Hạnh đấy hồng, chị Bùi Hạnh. Chị Bùi Hạnh này khách cũ khách mới ta. Thấy tên quen lắm. Bùi nhưng mà không biết là khách mới khách cũ. Khách cũ cho em ba số điện thoại là chị nha, còn khách mới là số điện thoại thì chị đầy đủ em mới chốt được nha chị ơi. Em còn hai màu thôi. Đó hai màu là màu hồng và màu xanh rêu đang mặc thôi là hết nhá. Chị Mai đi lên vàng xanh này. Chị Mai xanh này, chị Mai xanh này. Không, chị Bùi Hạnh chốt nhanh không Thảo, chốt nha, chốt cho Lê Bích Thảo luôn. Rồi Ngôn chốt. Hồng cho chị gì? Chị Mai đúng không? Hồng xanh cho chị Mai. À, xanh cho chị Mai. Xanh cho chị Mai. Xanh cho chị Mai nha. Đây quần đây. Quần của bộ em đang mặc đúng không? Cái này là quần này của ai đây? Quần áo vàng hả? Đây quần áo vàng. Rồi còn một bộ xanh lá nữa, bộ xanh lá nha. Ủa chị Bùi Hạnh mới lấy hồng hay gì chuyển xanh xanh rồi Bùi Hạnh? Bùi Hạnh chuyển biến nhanh vậy. Không biết. Hồng hồng xanh xanh. Nhưng mà không biết. Không, Bùi Hạnh này cách mới được. Bùi Hạnh này cách mới, không phải cách cũ đâu. Thôi nghỉ, nghỉ, nghỉ chốt thì Bùi Hạnh nha. Cũ quá. Không có tay dài nha, không có tay dài. Cũ quá, cũ cho em ba số đuôi đi, play hết me. Cho em ba số đuôi liền nha Bùi Hạnh ơi. Bùi Hạnh giao con bộ hồng nha, bộ xanh hết rồi. Còn bộ hồng nha. Hạnh lấy bộ hồng, chốt bộ hồng cho Hạnh nha. Hạnh ok, lần nữa cho em và cho em ba số đuôi nha Hạnh nha. Ok, lần nữa cho em và cho ba số đuôi. Ok, một lần nữa và cho ba số đuôi nha. Rồi, còn đúng bộ xanh này nha chị ơi. Còn đúng bộ xanh hung thái này nha. Đây, còn đúng bộ xanh này mặc cưng lắm. Chị Bùi Hạnh cho này cái ông thầy được kẹt. Cảm ơn chị yêu. Là chị Bùi Hạnh mới chốt được màu hồng thôi nha, màu hồng thôi.
Còn màu xanh thì được, màu xanh này hàng chốt luôn đi hàng. Màu xanh này hàng chốt luôn đi, tông xịt tông. Tay nè, quần nè. Đó, là hết nha, là hết bộ nha mấy chị nha, không còn một bộ nào luôn. Rồi chị nào lấy chốt nhanh cho em, lấy hết bộ, không còn một bộ nào nha. Đó, lấy chốt luôn nha mấy chị nha. Không, màu xanh em hết rồi chị, cái màu xanh màu kia em hết rồi. Em đọc bạn khác, dùm anh khác, cái xanh xanh ngoài, xanh hai cái xanh liền xong rồi em mới được. Chị nào lấy cái xanh này comment cho em mã 5. Comment mã 5 cho em, đừng hiểu lầm nhắm chị mã 5. Mã xanh trước em hết rồi. Chị nào lấy màu này comment mã 5 cho em nha, mã 5. Mã 5 tông xịt tông ha, có túi hai bên luôn. Cái quần là viền này, lo phải viền in luôn mấy chị nha. Viền này viền viền quần đàng hoàng mấy chị nha, viền khâu đàng hoàng ha. Hàng xịn nó mới khâu, còn hàng mà hàng thường là nó in nha mấy chị. Đây, hàng thường là in ha, còn hàng này là khâu nha. Đó, hàng xịn đàng hoàng mấy chị ơi, hàng xịn đàng hoàng. Rồi còn mình nhanh cho em, để em xuống luôn này. Đó, chị nào xuống màu này luôn á. Hôm nay chị Hành chị lấy hồng đúng không? Anh Hành lấy hồng đúng không Hành? Chốt hồng cho Hành trước. Chốt hồng cho Hành luôn ha. Xanh thì Tuệ Nghi lấy xanh mà 5 hả Tuệ Nghi? Tuệ Nghi lấy xanh mà 5 ok dùm em đi Tuệ Nghi ơi. Tuệ Nghi lấy xanh mà 5 ok dùm em nha. Tại vì này giờ đọc số 5 có người chốt rồi vậy. À vậy hả? Số 5 có người chốt rồi. Số 5 cho chị Kiều Thủy 062. Chứ chị Bùi Hành em nói là mà chết chốt đúng máy giúp em này là được rồi. Chị Bùi Hành có được một cái màu hồng thôi. Chị Hành đúng một cái hồng thôi. Ừ. Hết rồi. Chị Hành để vô đơn nên chốt cái khác. Không, chị Bùi Hành có mặt đó rồi. Hả? Xanh năm, từ từ đợi em chút nha, đợi em chút. Đợi em chút ha. Chị Kiều Thí về có 2 bộ đó. Rồi áo dài nha mấy chị ơi. Chị nào ôm áo dài nhung nha. Áo dài nhung nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn, tay này mấy chị. Rất là xịn ha mấy chị. Cái áo dài này giá 130 nha. Chị nào ôm chốt mã nhung cho em này. Cực xịn luôn ha. Xịn nhà mang luôn mấy chị. Đằng sau là dây khóa, chị hay nhà cách tân nha. Nhà cách tân là không có nút. Không nút giống như truyền thống mà là dây khóa đằng sau lưng ha. Cái này chị nào làm cô giáo bây giờ thì cực đẹp nha mấy chị. Nhung nha mấy chị nha. Giá 130, chị nào lấy chốt mà nhung cho em. Co giãn luôn, eo co giãn tốt luôn ha. Bộ size lớn em hết rồi. Bộ em hết luôn, còn bộ nào mấy chị ơi? Bộ không còn bộ nào luôn, hết sạch. Hết sạch luôn rồi mấy chị ơi, không còn một bộ ha. Em không có đồ, em không có mặt đâu rồi. Rồi, em này eo co giãn từ 70-80 luôn mấy chị. Eo co giãn từ 70-80 mặt ok luôn mấy chị ha. 70-80 luôn. Đây màu nhung này nó coi dạng luôn. Trăm ba chị nói lấy nhung chút mà nhung kia nói dành nhung nha. Cái nhung để dồn đơn nhé em. Kiểu Thủy là Kiểu Thủy cái cụ ha. Đúng rồi, chị Kiểu Thủy Sài Gòn kêu Sài Gòn ha, ok chị dồn đơn ha. Ok chị Kiều Thủy nha. Ngày mai em lên đầm nha chị. Lên đầm hàng ăn đông nha chị. Đầm xếp ăn đông ha, đi chơi ha. Đẹp. Rồi áo dài nhung nha. Chị nói lấy nhung chút nhung kia em luôn. Chút mà dài nhung kia em luôn. Cực kỳ đẹp và sang lắm nha chị. Cái màu này eo từ 70 tới 80 nó ok hết, co giãn thoải mái luôn mấy chị ha. Co giãn thoải mái luôn. Đó chỉ là ôm tay là tay phồng ha, tay dài phồng. Đẹp, sang. Nói chung là đẹp mà sang lắm ha. Đó chị thấy ông nguyên một cái là ra giá liền luôn. Chị đâu nhung chút nhung cho em liền nha mấy chị. Chị xuống nhung luôn. Chị có 130 hàng cao cấp mấy chị ha, hàng cao cấp. Mà nhung hàng cao cấp. Rồi comment nhung cho em này, mà nhung nha, mà nhung. Cái nhung bao đẹp luôn, bao đẹp luôn. Đẹp luôn ha, comment nhung cho em. Mà nhung luôn nha mấy chị. Lên cái đầm cao cấp này mình đi. Lên một cái đầm cao cấp size M nha 72. Size M nha 72. Chị nào lấy cái đầm này chốt cho em luôn là mã số 9. Mã số 9 nha mấy chị. Mã 9 cho em xin thoại cho em. Cho 72 đổ về nha. Mấy 6 còn 52-50 cân. Đây rất là dễ thương. Mấy 6-52 cân ha. Cực kỳ đẹp luôn. Tay phồng phồng rất là xinh. Ôi, xinh quá, mấy chị thấy chưa? Rất là đẹp không mấy chị?
đi tiệc, đi chơi và đi Tết nhé. Tiệc chơi Tết thì ok, chơi 72 đủ về nhé. Rồi chị nói cái đầm này comment nhanh cho em, mã của nó là mã số 5. Mã số 5 90k luôn đó chị. Mã số 5 90k cho em. Mã số 5 90k. Comment số 5 cho em 90k nhé. Xuống số 5. Số 5 90k. Xuống số 5 nhé. Rồi ốc luôn ha. Bây giờ số 5 cho chị Hiền Dân nè. Số 5 90k cho chị Hiền Dân này. Số 5 cho chị Hiền Dân. Rồi tiếp nha mấy chế ơi. Mấy chế ơi xe la nhiệt tình cho em nha. Xe la nha. Thôi chưa ốc cho tiếp nha. Áo dài tiếp đi cho em. Áo dây cam đi. Em thấy có mùi mùi giang dối nè. Cái mùi giang dối ở đây nè. Mấy chị ơi xe la nhiệt tình cho em. Mấy chị ơi. Ôi buồn quá. Tại một thôi. Em lên vài áo dài rồi cho biết chốt nè. Em lên vài áo dài cho biết chốt hả mấy chị, xe la nhiệt tình cho em đi mấy chị. Lên vài áo dài này cho biết chốt hả. Bán rẻ lâu khuya rồi, bán rẻ sụt cho nó hết, còn có vài mẫu thôi nhé. Vài mẫu thôi. Đây cái dây cam này nhé chị. Rồi chị nào lấy cái cam này comment mặc cam cho em. Cái cam này 120 thôi chị ơi, dây gấm nhé chị. Gấm 120 thôi chị, mặc được một cái legging huyền thoại. Chỉ cần một cái thôi mấy chị mặc được chục cái áo dài ha. Chỉ cần một cái legging thôi mấy chị mặc được chục cái áo dài luôn nha mấy chị nhé. Đó. Rồi là legging huyền thoại ha. Rồi, chị ơi cái mẫu này comment nhanh tay cho em. Mà cam là khoảng 56-57 cân đổ về. 57 cân đổ về mét 6. Và 50 cân đổ lên khoảng mét 55 nha. Mét 55-50 cân. Rồi comment cho em mà cam này 120. Cam gấm nha chị. Gấm. Gấm này gấm mềm, nó phải gấm cứng nha. Gấm mềm. Gấm mềm luôn. Mà cam 120. Mà cam 120. Comment cam. Cam, cam hết cam. Em 120. Rồi mẫu này 101. Màu gấm, gấm lụa. Đây là đầm nhé chị, đây là cái đầm ha. Đây là một cái đầm nhé chị nha, không phải áo dài ha. Đây là cái đầm 101, đầm gấm lụa ha mấy chị. Đó. Có túi luôn nha. Mẫu này 56 cân đổ về. Mẫu này 56 cân đổ về, comment cho em mã số 9. Mã số 9 56 cân đổ về, comment số 9 cho em. Gấm lụa nha mấy chị, gấm lụa. Comment số 9 cho em này, quá đẹp luôn. Gấm lụa 101. Gấm lụa 101 mã số 9. Cái này mấy chị mặc Tết nha, để dành mặc Tết ha, đẹp lắm. Dành mặc Tết bao đẹp luôn. Gấm lụa 101. Comment mã số 9 chị. Gấm lụa ha. Rồi lên set nha mấy chị. Chị đơn set đi. Đây cực đẹp ha mấy chị, cực đẹp luôn, set cực đẹp ha. Xinh cực kỳ luôn nhắm chị. Rồi mẫu này đằng sau là có nhúng heo như vậy ha mấy chị ha. Rồi cái quần là quần bo thun luôn. Bo thun mà còn có dây khóa nữa nhắm chị. Hả? Nó này nó này. Chốn quần dài xin phép được bắt đầu. Rồi mẫu này quần dài luôn mấy chị ơi. Chị ơi cái set này comment nhanh cho em mà đỏ nhắm chị mà đỏ. Mà đầu này giá của nó. Xong chút cho em một lượt nha. À, như đưa chiều nay có một đơn Ngọc Diệp của Ngọc Diệp đi rồi nha. Còn mấy cái đơn sau này để anh dồn đơn cho Ngọc Diệp sau nha. Ngọc Diệp khách mới cứ nhận đơn cũ đơn anh đi rồi đi nha. Rồi anh gửi đơn mới cho anh nha, không sao nha. Hàng F1 101 cho mấy chị. Xét này 101 có mút ngực luôn. Mấy chị khỏi cần bằng ống ngực ha. Xét cho chị Hiền Dinh. Comment xét cho em 101. À chứ em chưa đọc giá thì như comment này hả. Cái này hàng F1 cao cấp nha Hiền Dinh ơi. Hàng này hàng cao cấp thì Hiền Dinh nhập về là khác hàng những hàng khác nha. Khác hàng những cái hàng khác mà Hiền Dinh từng chốt ha. Đó đẹp thì tùy mà tùy cách vô cùng ha. Hàng ăn đông mà bán tới nha. Chị Hiền Dinh lấy ok lại cho em nha chị Hiền Dinh ơi. 200 mấy. Xét đỏ nha. Xét đỏ này 101 rồi nữa chị. 101. 101 không. Hàng bây giờ em bán 101 mà. Bây giờ em lên toàn bộ 101 hết nha mấy chị. Toàn bộ bây giờ hàng lên 101 hết. Nói chung đẹp hơn hàng một con rồi. Tết rồi, gần Tết rồi. Em lên hàng cao cấp một xíu để mấy chị mặc Tết ha. Gần Tết rồi em phải lên hàng cao cấp thôi. Cái này em lên hàng cao cấp một chút mấy chị mặc Tết này. Đó, em nói cái này nó đẹp. Thật sự nó đẹp, mặc thử cho coi luôn. 101 em nói rẻ okay. Như tặng. 101 là rẻ như tặng, em nói thật. Rẻ như là em tặng luôn, có quần luôn nha mấy chị. Em dự em mặc quá thì dự quá. Có quần hơi lầy tí thì chịu khó nha. Chịu khó. Mấy chị nhìn từ trên xuống dưới đùi rồi bỏ cái quần đi ha. Đây. Bi. Chị nào lấy bi comment bi cho em. Mà bi mét 6 54 cân đổ về. Không mét 6 sợ đụng á.
Mét 56 thôi. Mét 55 đổ lại. 56, 57 thôi. 55 chỗ đẹp em ơi. 55 là cửa em đi ha. Mét 55 thôi. Mình chế ơi, mình chế, mình chế có chế nào còn coi like không? Còn coi like thì chấm tút lên cho em biết mình chế còn coi like nha. Chấm chấm lên cho em này, mình chế ơi, chấm chấm cho em biết còn coi like không để em có lên đồ nha. Muốn xỉ thì giải như thế nào ạ? Chị Mỹ Dung hỏi xỉ kìa em ơi. Mình Dung inbox cho em thì Dung ơi. Inbox có nhiều bút nhớ trả lời em nha. Em có nhiều lô nha, mình Dung phụ này đẹp quá thì em chốt quá nha em ơi. Em mặc tế chị luôn á. Rồi chị nói lấy bi, chút bi nhanh tay cho em. Bi là 1m54, 47 cân dùm em nha. 1m54, 47 cân. 1m55 khoảng 48 cân. Nếu mà chị nào eo hồng em 72 ha, 72 là ok. Cầm em đi cho em. Trời ơi, bi xinh quá à. 101. Vậy có mút ngực luôn, khỏi mặc áo ngực cho em thì... có mút ngực. Có chị ở trái nhà, ừ em thấy chị Thu lên Nguyễn trái nhà này, nhìn có nhiều chỗ mà chị chốt được gì này mùi ghê ha. Thế rồi mai em có nhiều xét đâu, em còn làm xét em chắc lên mai không kịp nữa rồi. À, cố gắng là lên được cái gì lên, còn không mai lên nhá. Mai lên chắc sáng mai em phải lên, chẳng này em ráng cho bà già em lên cả sáng cả tối cho mấy chị chốt nhá. Kéo xuống, kéo lên. Kéo xuống. Hết rồi xong rồi kéo. Phải rồi hả? Nhìn là ghen rồi. 101 đồng giá nè. Nhìn không là thích thiệt vậy ha. Dạ. Em nói thật với chị đẹp không hàng Hồng Kông. Hôm bữa em bán Hồng Kông á. Ok, ok, Mỹ Dung nha. Mỹ Dung inbox chiếu nó trong live em nói bà xã chất cho nha. Hàng Hồng Kông là 130 nha. Hàng này em nói đẹp hơn hàng Hồng Kông. Chị nào nhận hàng Hồng Kông rồi được. Chắc em trộn món dài này rất đẹp rồi. Trời kỳ ghê, người ta mà kỳ cái mắt gì không nhìn được dễ thương lắm chị ơi. Chết rồi. Chết rồi, kiểu này bao nhiêu đồ. Body thần thánh của anh xuất hiện rồi. Rồi chị nói cái áo dài này, áo dài này mét 6-54 cân đổ về nha. Áo dài hơn 120, áo dài 120. Comment mã cho em là mã đẹp. Mã đẹp 120 cắm pin cho em chồng ơi. Mã đẹp 120 cắm pin vô cho cậu nè. Rồi số mã đẹp nha, mét 6-54 cân. Mét 54 khoảng 48 cân. Rồi comment mã đẹp cho em nha, mã đẹp. Đẹp quá. Mà chung của leggin ha mấy chị, áo dài mà chung của leggin ha. Rồi mở đẹp luôn. Ê đẹp này dáng đẹp. Cái dài xinh quá không? Mới đẹp 120. Đẹp 120. Rồi xuống mai lên. Ủa mà đủ chưa? Đủ chưa? Chắc rồi. Ngày mai bán cái lô này mấy chị ha. Cái lô đẹp hơn lô hàng ăn đông nha. Lô hàng F1 nha mấy chị. Đó đẹp chả me luôn á. Dịp loan hay mai tát thì dịp loan thôi rồi bán hàng nha. Quá nhà trời ơi cái này đẹp quá. Cái bộ bánh bèo này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái bộ bánh bèo này là giá 120 mấy chị nhá. Chị nào ôm chốt nhanh cho em bánh bèo 120. Em không sự nó đẹp. Cái áo này không lời giá của nó 99 ngàn. Rồi chị nào lấy tức là 100 ngàn á. Thành ra cái trong bánh bèo còn có 20 ngàn thôi nếu mà bán 120 ha. Thế nha mình đi ngủ nó còn có mấy chai. Rồi chị nó lấy set 120 cầm em mà bánh bèo cho em nhanh tay nhé. Chị nhanh tay cầm em bánh bèo này 55 con đủ về mặc tết. Anh sẽ chấm lên còn được khoảng 10 người à. 10 người chấm thế hả? Ừ. Cho chế là phải off đi, 10 người chấm off đi. Thế nhiên ngủ hết rồi. Bánh bèo cho chị Mai nè. Bánh bèo cho Mai chủ, Mai ơi dịp nguyên lắm. Mai chốt cho Mai mặc hay là cho con gái mặc vậy. Bao đẹp. Trời ơi, chị Mai mặc cũng đẹp. Ừ, trời ơi, em biết sao đi chị Mai mặc cũng đẹp chứ bố. Chốt cho ai mặc vậy, bao đẹp, ai mặc đẹp hết. Ôi xin đẹp, ôi xin đẹp cho điện chị Thu lên riêng cái này, trời ơi. Đây, cái nào đẹp đẹp cho mấy chế nha, mình chốt coi nè. Ok, còn mấy tuần chế, còn mấy chế khách VIP nha mình nè. Lên đi cho mấy chế nha mình VIP nè. Ôi xin đẹp nè, chị Thu lên nguyên nè. Rồi em lên cái đầm siêu xinh này nha. Đầm siêu xinh này nha, mấy chị hai màu luôn. Đây, hơi bị đẹp nha. 101 đúng không? Đúng, đông. Rồi đầm này đủ đẹp chưa? Mấy chị ơi mặc Tết nha, mặc Tết cho em nha, đẹp lắm. Tết Noel cho em đẹp lắm. Rồi chị nào caro, chốt caro cho em. Caro 101. Chị nào lấy caro, comment caro. Cái hàng này chất lượng nó khác hoàn toàn với hàng Quảng Châu mấy chị nha. Chất nó đẹp lắm, đẹp hơn hàng Quảng Châu luôn. Đẹp hơn nhiều luôn, rồi comment caro cho em. Caro 55 con đổ về. Bao nhiêu cái đẹp lên nha. Caro 55 con đổ về, comment caro cho em. Em ưu tiên cho khách quen, khách chuộc em. Bây giờ này là chỉ có mấy chế khách ruột mà theo em từ xưa đến giờ đang coi em like thôi. À út xin đẹp chú, còn mấy cái chưa gửi mà. Còn mấy cái mai nhân viên báo chốt đơn nha. Đến thêm đi, còn mấy lô này đi, mấy đợt thì hàng đẹp về này, hàng gần Tết mấy lô đẹp lắm. Em phải lấy hàng đẹp về, nó mắc hơn một chút nhưng nó đẹp lắm, để mấy chị mặc Tết.
đẹp giả dạ meo luôn. Cái hàng này shop bán với giá của nó là phải 200 mấy một cái với chị nhá, 200 mấy là còn rẻ, nó bán 300 mấy cũng có nữa. Rồi đây nhá chị, thấy ha. Rồi chị nào lấy cái caro này comment cho em mà của nó là 90. Rồi eo của nó bao bông luôn, caro hồng cho Út xinh đẹp. Rồi thật sự tôi đã thất bỏ Út á, đang tin giấu mặc cái này, đang tin giấu cái này để mặc thật sự luôn Út. Em đang tin giấu đó để mặc á, thật sự nó nhiều không lắm luôn á. Còn không em, em hết, còn hết, không thì chỉ coi hết luôn hả, thế hả, lên tặng cái đồ đẹp lên lượt cái điểm nhất lên cho mấy khách cho mình nè. Thuộc ghê á, em cứ vô mở ra em chỉ biết được vài cái thôi, cái dung này đủ đi xinh quá. Rồi mặc thử cái dung này luôn, dung này đẹp ghê á, loạn quản thảo lại giấu đây. Dung nha, dung nha, cốt xinh đẹp, bao xinh bao xinh. Bây giờ phia rồi, em chốt lại luôn. Mình chế thích cái nào quý vị comment hết lên. Em chốt hết, em chốt tới luôn. Chị nào lấy dung chốt dung cho em. Lấy dung chốt dung luôn nè, 101, 101 hết luôn mấy chế ơi chị. Dung này em 72 độ về thôi, cho 72 độ về nha mà dung nha. Dung em 72 độ về nè. Đó, chị nào lấy dung chốt dung cho em, dung bao đẹp. Rồi dung xinh quá anh em ơi. Trời ơi, lên hết đồ đẹp, lên đồ. Rồi dung, chị nào lấy dung chốt dung cho em, cái dung này bao đẹp có mức ngực mấy chị. Mặc dung này khỏi mà có ngực, có khổ cho em luôn chị ha, mặc cực kỳ xinh. Em nói với chị đi Tết là bao đẹp nha, mặc đi Tết bao đẹp luôn ha. Đó, bây giờ sắm đồ mặc Tết rồi mấy chị ơi. Rồi cầm nghe cho em dung luôn, xuống dung nha, xuống dung. Xuống cục này nè. Xuống dung cho em. Xuống cục này. Cái cục nào đẹp nha. Ừ, nhưng cái lượng đẹp nhất lên. Dung, dung. Dung dung cho ai? Rồi, mình... Trời ơi, cái dung có đã cầm nha, có mức ngực. Hôm trước mình mua shop kia giá tới 250. 250 nó còn rẻ đó, bán 290, 300 mấy luôn á. Có mức ngực luôn mà. Hàng cao cấp okay. Mà mấy chị. Em đang chuyên sang sale, bởi vậy mấy chị đôi hàng nha, còn mấy trăm ngàn không à. Dung eo 72 cho kia 6 xẻ này. Dung eo 72 cho 6 xẻ. Em nói rồi mà. Cái 6 xẻ mặc người eo 72 luôn hả? Toàn cái clip cho mình thôi. À, 6 xẻ mặc người eo 72 luôn hả? Không biết nữa. Sáu xẻ mặc vừa với 72 luôn hả? Phải không ta? Sáu xẻ ơi, mặc vừa không? Chị sáu xẻ mặc vừa không? Vừa thì em mới chốt nha. Vừa điểm nhiều như chị khác. Thiệt, đừng. Rồi, xếp này. Dung em 72 chị sáu xẻ đâu rồi? Trả lời em với nào? 101 nha, 101 nha mấy chị ơi, 101 nha, có mút ngực nha, khỏi mặc áo ngực. Đằng sau là có co giãn luôn, rồi cái quần của nó đẹp, quần như váy luôn nha mấy chị, quần giống như cái váy dài luôn á. Rồi có gì khóa bên hông không chị đi xình chưa? Hàng toàn bộ hàng 200 mấy không rồi nha mấy chị nha. Toàn bộ hàng 200 mấy thôi, bán có 101 nha mấy chị nha. Bán chưa bằng một nửa giá nữa. Rồi chị ơi, cái set này cầm đi nhanh cho em, 654 cân đủ về. Cầm đi mà hồng. Mà đi mà hồng anh thành gạch. Thành đất gì đó. Cầm đi mà hồng cho em. Hồng gạch thành đất kìa. Ok, chốt cho 6 xẻ dung rồi nha. 101 nha. Mà hồng. Cầm đi hồng cho em nè, mà hồng nha. Chốt hồng lên đây nha mấy chị, mà hồng. Bao đẹp. Xếp tiếp nè. Má hồng 101 nè. Lên đó, tao đồ đẹp thôi. Thiệt, mấy chế, mấy chế nhìn là mấy chế nhìn liền thôi. 101 hết mấy chị ơi, không có chỗ nào bán đẹp ở nhà em đâu. Mà Tết nha mấy chị nha. Thiệt, đó, mấy chế thấy không? Có mút ngực luôn. Có mút ngực đầy đủ hết, có mút ngực, có khoa kéo đầy đủ hết mấy chị ơi. Cỡ đó luôn em, nó rời ra mà đúng không? Này, mặc thử cho chị coi. Đưa đây em để cho. Nó khoa kéo, nó mới, nó hơi đít, đưa đây em kéo cho. Nó hơi đít mà em không biết rồi bên nào. À. Biết rồi bên dưới, bên trên. Trời ơi, đây nè, kéo đít em bắt em thấy gì nè. Rồi. Rồi màu này có nhiều màu nha mấy chị. Màu này có nhiều màu nè. Có quần luôn mấy chị ơi. Có quần luôn ha. Rồi, đây. Mấy chị bỏ cái phần dưới đi nha, cái phần đen đen ở bên dưới bỏ đi ha. Trông nó kỳ lắm nha. Em kéo cái phần đen lên trên nha. À, kéo khóa kia. Rồi ok, mình chế được em một chút xíu nha. Có nhiều màu nhưng mà thử. Rồi. Em này 70 được gì nữa. Em 72. 72. Từ. Ừ. Sơ sơ thôi. Sao mà còn bự thế. Được bự xưa giờ mà trời. Rồi, đấy trời trời, quá đẹp luôn. Được bự xưa giờ mà hỏi sao được vừa dài bự thế. Rồi đây nha mấy chị. Rồi chị nào có cái set này. Lên một shop nữa thôi cho mấy chị cho mình nha. Rồi mình út nè, hết pin rồi. Rồi set này heo 72 70 độ về nha. Nó có màu hồng nè. Rồi màu vàng đồng với màu đỏ. Đây đỏ, vàng đồng và hồng nha chị nha. Đừng có nhìn bên trên, đừng có nhìn bên dưới nha. Có cùng trong luôn.
màu hồng nè, màu vàng được không ạ? Màu đỏ cam nè, chị nào lấy màu nào comment màu đỏ liền cho em nha. 100 mốt một set. Quá đẹp luôn. Vải bao đẹp cho mới chế luôn, sờ rất là mát tay nha. Sờ rất là mát tay, có mút đầy đủ mới chế nhá. Sau lưng có chìa khóa như vậy nha, rồi chị đâu cái set này cầm đi nhanh cho em nhắm chị ơi. Mã này mã bao nhiêu nhỉ? Mã là 3 màu ạ. Là 3 màu hả? Hồng, vàng và đỏ. Hồng, vàng và đỏ ha. Chị đâu cái nào cầm đi nhanh tay cho em, thật sự đẹp lắm nha, 72 độ về thôi. Tức là 1m6 khoảng 50 cân ha. 1m6 50 cân tầm size M nha. 1m6 50 cân tầm size M, size trung á. Rồi có quần trong luôn, có mút ngực, quần trong và mút ngực luôn. Xịn dễ mang chưa? Siêu xịn ha. Siêu xịn luôn. Siêu xịn luôn chị ha. Ủa, hồi này là chị có comment mạng màu đấy hả? Ừ. Để tạo mặt cho cái gì cũng đẹp vậy ta. Hồng hồng cho Vivi nè. Mấy chị ơi, nhờ trắng da, mấy chị là nhờ da trắng. Da trắng mặc cái gì cũng xinh hết. Chị Mai biết, chị Mai không cho chị xài nữa. Chị Mai sợ chị ẩn hả? Không có gì ẩn đâu. Rồi tiếp nha mấy chị. Xài kem cho nó trắng da nha. Thực sự mê lai đồ quá, nhiều lúc không có thời gian tư vấn kem á. Kem đa số là màu xỉ không mà em lâu mấy chị. Nói chung mấy chị thích Facebook có thể em tư vấn. Còn like nhiều lúc không có thời gian like á. Nhưng mà em sẽ tranh thủ like ha mấy chị ha. Nói chung là tranh thủ like kem cho mấy chị biết. Tư vấn cho mấy chị ở trên like luôn cho nó nhanh ha. Rồi cái đầm này nhắm chị. Cái dung đó mấy chị ơi, mà đầm đâu cái này mét 6 mang được không bị đụng ha. Cái này cái đáy của nó dài cho nên mét 6 mang được không bị đụng nha. Có mút ngực hết mấy chị ha. Có mút ngực hết đẹp đó. Có mút ngực luôn rất là đẹp nha. Đó, tay như thế này nè, ở đây luôn rất là xinh ha. Rồi chị đâu cái màu này comment nha cho em, mà của nó là mã số 30. 30 xinh đẹp, 30 có hai màu rồi mà. Mà 30 nha chị ơi. 30 màu đen rồi 30 màu đỏ. 30 hoa đen, 30 hoa đỏ. Bảo, khác. Ồ, 30. Thế nào lấy comment nó 30 cho em nha. 30 cho em nha, 30. 31. Em mặc lên da còn đẹp lắm. Nếu mặc lên da đẹp lắm. Rồi 30 có mút ngực nha, chị nào đó 30 chút 30 cho em nha. Cái này dung giả đầm ha. Cái dây đang sau lưng nữa hả? Cái dây này dây cột thôi, không có đen. Cột thôi, không có đen. Cột cái đen nữa. 30 cho chị Tuệ Nghi nè. 30 cho chị Tuệ Nghi. Nó cao quá. Rồi 30 cho Tuệ Nghi ha. Không, đây... cái đỏ kia là mà là cái khác á chị Hiền Dinh ơi, nó mẫu khác á, để em lên luôn cho chị Hiền Dinh nha. Đây. Để hết cục, hết chưa? Hết túi chưa? Chưa hết. 31 cho chị. Để hết để cái này lên nữa. Da trắng đẹp cực kỳ nha chị ơi. Chị lên cái này lên da trắng lắm. Cái đỏ kia không phải nha. 31 cho em nha. 31. Comment là 31 cho em nha, 31. Là 31 cho em nha mấy chị. Màu không? Hả? Màu không anh? Có. Màu 31. Ôi chị Hiền Dinh ok luôn. 31 cho chị Hiền Dinh. Chị Hiền Dinh ok rồi. 31 cho chị Hiền Dinh nha. Chị Hiền Dinh ok rồi. Rồi này 30 là cho chị Tuệ Nghi. 31 cho chị Hiền Dinh nha. 30 cũng đẹp lắm chị Tuệ Nghi ơi. 31, em ơi như vậy chị kịp cho em luôn. 31 cho tầm 72. 72 đủ lại đó. 31 cho tầm 72 nha. Thêm một bộ như cá nữa hả mấy chị. Có mút ngực ha. Cái bộ này cực kỳ dễ thương nha mấy chị nha. Cực kỳ xinh luôn. Rồi bộ này em đo eo đi. Có quần trong không? Có quần trong không mấy chị? Tiếp kiểu bất ngờ. Ôi trời ơi. 30 cũng đẹp, 31 cũng đẹp với chị ơi. 30, 31 là đẹp nhất. Mà chị tự ghi bạn tích kiểu 31 mà là chốt được 30. Xong rồi chị Hiền Dinh thì comment 31 sẽ đít luôn rồi, chắc ăn luôn rồi. Không ok rồi. Thật ra là sẽ chốt cho chị Hiền Dinh thôi. Chị đừng em còn để em lên thêm cái mấy cái nữa đi để đẹp cho mấy chị chốt nha. Eo 70 nha chị ơi, eo 70 đổ về nha. Xếp này eo 70 đổ về nha. Chị nêu cái xếp xám này comment mặt xám cho em này. Mặt xám ha. Xếp xám eo 70 đổ về. Ôm xếp xám comment mặt xám cho em. Mà xám không chị, mà xám cực kỳ xinh luôn, 2 giây nha, mà xám 2 giây. Comment xám cho em màu đen cực kỳ luôn. Mà xám cho màu. Mà 31 đừng có tay, mà 31 là sắc nát chứ nha. Mà 31 là sắc nát. 30 mới có tay nha. 30 có tay, 31 sắc nát.
nếu mình lấy chỉ thì mình chuẩn hàng trên like sao? Muốn chuẩn hàng trên like thì có hàng trên like, muốn lấy ôm lô thì có ôm lô nha em Mỹ Dung nha. Lô nào về thì em úp vô đấy nhé. Vâng, giá xỉ trên like thì cái chị cứ chọn trên like, tôi xỉ thì bằng lẻ. Nói chung là chọn trừ nếu mà 30 là có tay nha. Thôi. Là được trừ trừ chiết khấu khoảng 5k một sản phẩm đấy chị nhé. 5k, 5 từ 5 đến 10k tùy số lượng mình lấy nhé. Chốt càng nhanh thì chốt số lượng nhiều mà càng nhanh thì sẽ được rẻ nhé. Số lượng nhiều mà càng lâu thì nó cũng vậy nhé. Rồi chị nào lấy cái màu body này, còn cái body cho em này có mức ngực nha. Đẹp thế. Để cực kỳ, cái này em chưa kéo khóa đằng sau lên ha, chị mặc hờ hờ thôi nhé. Đưa đây ra để nhảy đây, kéo vào phát này. Đây chị nào lấy cái body này, chị thương quá à. Chốt mà body cho em nha. Đó chị thương chưa. Đó là body, chốt body cho em. Body này là eo khoảng 72-74, 1m6 khoảng 50-52 cân đổ về, hay em cô giảm 1m6-52 cân đổ về. Comment body cho em luôn. Body 120 chị ha, body có mức ngực 120 nha. Body có mức ngực 120. Đó, chị nào không lấy chốt lên thảo nha. Kết rồi đó nha. Mày đi, ai chuẩn bị đi ấy kìa. Dạ. Đi luôn đi, luôn đi, phải quét hả? Mình cho một đồng hả? Kết rồi. Kêu đi. Mặt bắt mặt tiếp chứ. Mình quét cho đồng đẹp. Cho mặt bắt mặt quét. Cho mặt bắt mặt tiếp. Body cho chị Hiền Dân nè. Hôm nay. Trời ơi, cần đồng đẹp thôi. Rồi chị ơi, cái hồng này comment màu hồng cho em luôn. Anh nhé là em không mặc thử đâu, nhưng mà tại vì em thích mặc có thấy đồ đẹp quá. Thiệt, mấy chị nhìn qua thấy cái mẫu nào cũng đẹp, cái gì thấy không? Đồ đẹp quá nên em mặc đó, chứ thật ra là em không có mặc được mất thời gian. Nhưng mà em thích đẹp quá, tiếp tiếp mặc. Chị thương quá. Cái áo này là mấy chị có ống mặc bên trong giống như cái ống màu trắng em đang mặc nha mấy chị nha. Giống cái áo màu trắng em đang mặc bên trong nha. Hồng cho chị Thu Ren nguyên. Đây là ống ống ren luôn nha, chị Thu Ren nguyên nha. Ống ren luôn ha. Đây ống ren luôn ha, mặc bên trong. Đó, hồng cho Thu Ren nguyên. Chị Thu Ren nguyên ơi. Có quần trong luôn nha. Hồng cho Thu Ren nguyên chưa đọc giá mà bà chút. 101 mà. Ok, 101. Cái kêu chị 120 đó ta. Thì em biết rồi, chị đi 120. Mấy cái này 101. Rồi tiếp đi. Vài cái là thôi nha, nói vài cái hồn nó trống luôn. Wow, dễ thương quá. Rồi đồ, đúng là đồ đẹp luôn, đúng hàng chuồng luôn mấy chị. Đúng hàng chuồng thì diện tết luôn thật sự. Đúng hàng chuồng thì mặc tết luôn ha. Có tăng đơ luôn mấy chị ơi, có tăng đơ tăng giảm nha. Chị nào mà vai nhỏ á, thì mình hạ dây đi ha. Chị nào thích mặc cao á, thì mình tăng dây lên. Còn chị nào mà thích á, thích mặc mặt mặt thấp á thì mình hạ dây xuống, tay mình thì tay được thương. Bao đẹp thì mua đi giả mang chưa. Rồi comment nhanh cho em mà đây là mã bi đấy chị nha. Hàng cao cấp giả mang dài luôn. Rồi, đã dày rồi còn lớp lớp, bên trong dày vui nữa chứ, chị thấy chưa. Hồi sao, giá không 200 mấy, 300 mấy. Thì tình luôn, hàng shop toàn bộ thôi chị. Đây, một mặt ha. Rồi comment bi cho em nha, mã bi. Cái nào em bị không? Cái nào đưa cái thứ cho nè, thấy cái thứ bên trên nè. Cái hồng á. Chắc cũng được 72 đó, 72 74, không được 74, còn 72 đó. 72 đó, cái mỡ đợt này mình lấy về từ 72. Rồi bi, comment bi cho em nha, bi tiểu thư, mà bi. Bi đúng không, 72 đúng không? 70 à. 70 đó hả? Có vậy chứ Thu Ren Nguyên sao mặc vừa? Thì Thu Ren Nguyên nói 70 thì mặc vừa không? Cái hồng nha 70 nha. Cái 70 à? Thu Ren Nguyên gốc bi cho em đi. Bi đang bao 60 cân cũng vừa luôn. Cái mã hồng này em 70 nha, chị Thu Ren Nguyên mặc vừa không mặc vừa thì em nhường cho chị khác cũng được nha, không sao nha. Đẹp quá trời, quá đẹp. Đẹp quá, khá là đẹp luôn. Đây là nè, đây nó có. Đây nó phủ vít luôn nè. Cái này phủ vít màu đen luôn. Phủ vít màu đen ha. Màu đen, phủ vít màu đen luôn. Bi cho Mỹ Hương nè. Bị nhường chị khác nha, ok. Chế nào lấy chế? À, hồng 70 cho chị Mai Trang nè. Rồi. Cổ vest màu đen nha, dưới là phối ren với chị ha, có quần phối ren nha mấy chị, màu đẹp quá. Hồng cho chị Mai Trang nha. Chị nào lấy cổ vest, anh đừng có rút về em đâu, bây giờ rồi. Ừ, đợi anh chút. Em đi nhỏ đây. Hồng cho chị Mai Trang 097 nè. Vest đen cho chị Hiền Dân nè. Không khỏi đo em, Hiền Dân khỏi đo em. Cho chị Hiền Dân nha. Chị Hiền Dân mà trốn mà khỏi đo em. Rồi tiếp, toàn hàng đẹp thôi. Lên mẫu đẹp, ưu tiên mẫu đẹp cho mấy chị biết trước nha. Chế su, ưng cái nào thấy màu nào comment hết lên đi em chốt. Trời ơi, lên hết được đẹp luôn rồi.
Đồ đẹp này hết luôn đi em ơi. Cái này thì đẹp quá mà bị dính lồn mất tiêu quá. Theo. Không, cái này giặt không có ra đâu nha. Phải miếng kế thôi. Cái này giặt không có ra đâu. Ra cái này chấm chấm mấy cái chấm nhỏ nhỏ á, chấm nhỏ nhỏ đen đen á. Đây là mấy chị thấy được không mấy chị? Nó có mấy chấm nhỏ nhỏ đen đen đó mấy chị, em sale ha. Em sale 85k các chị nào lấy không? Nó chấm nhỏ lắm, nhỏ nhỏ hơi khó thấy, mấy chị xả tóc xuống là không thấy ha. Xả tóc xuống là không thấy, thật sự không có đẹp đi. Đây, dễ thương đi chưa? Rồi có chị nào lấy không? Chị nào lấy không lấy. Chị nào không lấy thì thôi nha, không thôi để đó em xử lý với mặt luôn. Chị nào không ạ? Chứ chơi em đâu nha. Em chạy qua cho em rồi mà em mới cầm xong mà. Em có thể qua cho em rồi đó. Rồi em vàng, chị nói lấy vàng, cầm em vàng cho em vàng để mặc thôi nha. 85 hả? Vàng em 74, 85k, có mức ngược luôn. 85k cho chị Tuệ Nghi này. Tuệ Nghi, nó chấm chấm đen là phần cổ ha. Rồi, cho Tuệ Nghi. Thì có cắt là ra đó. Cắt là ra. Rồi thêm cái body này nè anh ơi, cái body màu đỏ nè. Rồi đẹp quá, em dùng một tết ta. Em đo size M là ok, chị lấy. Đúng rồi, cái này tầm size M đó. Chị Tuệ Nghi hả? Ừ. Không, Tuệ Nghi mặc được. Đúng rồi. Tưởng chị Tuệ Nghi giống em, mấy chị mặc cái gì mặc được. Ừ, mặc cái gì cũng đẹp ấy. Kỳ lạ chụp hình, chụp hình. Hot face, mà cái gì cũng đẹp. Chị Tuệ Nghi giống như hot face nha. Hot face có tài, trời ơi. Má ơi, được like gì đâu, dạ mang mấy ngàn. Trời ơi, mấy ngàn luôn. Bao giờ mình mới lên chị ấy? Không được đâu. Rồi. Màu này, màu này. Body, body. Màu này hình như có một chiếc rồi. Đây, chị đã ơn body đỏ. Comment cho em mà body nè. Kêu 72. Gì comment? Chị hình như body đỏ rồi kìa. Rồi rồi, chứ comment nhanh thế. Màu này chứ có cái cam rồi. Có chế nào lấy đỏ, ưu tiên đi. Ưu tiên cho chế thứ hai đi này. Chứ hình như có cái cam. Cái này nguyên lô có hai chiếc rồi, hình như ơi. Rồi. Thôi dừng, em dừng cho chế sau nha. Em dừng cho lên Đức Thảo. Đó, cho chế Trần Thị Cẩm Hà nha. Xong cho em à. Em comment lên đi. Em không có mấy. Không có mấy bịa thì đi. Để mua riêng lại cái gì cái khác. Ừ. Còn nhiều mà. Còn nhiều đồ đẹp lắm. Rồi xinh đây là xinh thì em cũng có cái này. Em cũng có một cái này màu hồng. Đây rất là đẹp luôn, em cũng giống cái này màu hồng mà. Đẹp hơn là đẹp. Rồi, chị nào ơn cái cam này. Cái cam này mặc kiểu già lắm đấy. Comment mã cho em là mã số 13 nha. EO72. Mã số 13 EO72. 72 đổ về, một cam. EO72 70 đổ về ha. Cái đó. Em 70, 72 đổ về, comment cam cho em này 2 giây nha, mấy chị 2 giây có mức ngực. Mã 13. Ở mã 13 có mức ngực nha, mấy chị có mức ngực luôn ha. Comment mã 13 cho em có mức ngực 2 giây. Hỏi mà có ngực luôn. Công nhận nó đẹp thật á. Thiệt mà nó đẹp quá, thấy là vô niềm cưng. Thật sự cô, đẹp quá đẹp. Cô bé sao bằng, cô bé sao bằng sắp mới rồi chưa có tên mình, chị chốt được nè. 13 cam, 13 cam cho chị Mai Trang 097 này. Đó, chị Mai Trang cứ nào kia 72-70, Mai Trang mốt hết cho em. Mà đẹp lắm. Ủa mà chị Mai Trang là chị nào vậy? À chị quay qua em lấy đồ. Ừ. Nói hồi giận, có người giận cho một người. Chị Mai Trang hay quay em lấy đồ. Một cái body này đúng, 102 đúng không? Đúng màu của chị Mai Trang hết. Cái body này 102 mà đúng không? Đúng, body đó 102. Cái body ôm là 102 với chị nha. Cái body body của chị Trần Thị Cẩm Hà là 102 nha chị ơi. Quy mẫu giá đó. Màu cam đất cũng đẹp ghê đó chị Hiền Nhân, màu cam đất mà sáng nha đẹp lắm chị ơi. Còn em thích cả hai màu luôn, cho em cả hai được. Rồi, chị nào thích caro này, đó hồi này úp được một cái này. Này, cái này hồi này màu cam đất úp được một cái này. Rồi chị nào thích caro này, comment nhanh tay cho em này mấy chị ơi. Comment nhanh tay cho em mà, còn nó mà. Sọc, sọc, sọc cho su su nè. Chị nhanh vậy. Ừ. Cái này caro mà chốt mà sọc hả? Chốt hết. Chốt hết. Thắt tiếp luôn không ạ, còn ai đâu. Và thắt tiếp em không ạ, comment. Cứ ưng thế nào, vừa phi rồi. Ừ, chốt lên là chốt thôi à. Đây nè, có cái dấu cái cam của chị Mai Trang chốt nè. Màu vàng nè, màu vàng bơ nè, màu xanh bơ. Đây xanh bơ. Có cuồng luôn nha mấy chị. Có cuồng luôn ha, cái caro với cái cuồng khác. Rồi có cuồng luôn, chị nào ưng cái xanh bơ này, comment cho em mã của nó là xanh bơ. Comment mã xanh cho em như 72 đổ về mấy chị nha. Em mặc thử với chị coi cần thử không. Đẹp lắm. Bơ, có người lấy rồi nhường đi. Khỏi mặt, cái cúc
gì nè, anh biết chồng mày không? Để em biết cho, anh chốt đi. Cái gì Cúc? Cái này cho cái gì Cúc nè. Cúc gì? Cô bé Sao Băng. Cô bé Sao Băng nè. Cô bé Sao Băng có địa chỉ chưa? Cô bé Sao Băng cho anh xin thêm địa chỉ nha em ơi. Cô bé Sao Băng shipper nè. Cô bé Sao Băng cho anh xin thêm địa chỉ là hình như nhớ biết quên hay sao ấy. Quên quên lắm. Không cho địa chỉ là đi cho chắc. Ừ, cho lại địa chỉ là cho chắc nha em nhé. Tại anh mới đổi máy mới nha, nên là nhiều khi chốt mới chốt máy cũ không biết nữa, thấy quên quên. Cô bé Sao Băng, cái cam này anh chốt cho chị Hiền, chị Mai Trang cho đi tên nè. Từ từ em. Lộ của chị Mai Trang này đó. Cái la rồi đó. Rồi tiếp cho mấy cái ơi. Trời ơi, đẹp không mà. Đẹp không mà. Cái cam này nó dù dù hơn. Ok, cô bé Sao Băng nhé. Cô bé Sao Băng có một thân vơ này. Cái cam này nó còn dù dù hơn nè. Mấy chế cam 120 mấy chị ơi. Đẹp dạ mang chưa. Em nói chất này mấy chị hả? Chất đẹp không chất vét. Chất đẹp hơn mà chất người ta may vét là thật sự đẹp lắm. Cái chất đúng, đúng chất luôn. Đúng chất luôn nha mấy chị. Đúng chất đẹp đôi nhau đi. Còn mấy chị nhìn cái dao của nó xòe ra đã chưa? Rồi comment thêm mạng xếp nha. Mạng xếp còn chị nào mà chút lẻ thì đều nghe đôi yêu nè. Yêu của nó là 72 mấy chị ơi. Yêu quần 72. Yêu quần 72 đổ về. Comment mạng xếp cho em. Mạng xếp nha, chút mạng xếp 1.2, mạng xếp 1.2, có đẹp thật sự. Cái chất cũng đẹp cả mang luôn á. Mạng xếp, cái này mình có biết ngột. Mạng xếp, xếp cho chị Tuệ Nghi nè. Xếp cho Tuệ Nghi. Xếp 1.2 cho Tuệ Nghi. Chị Hoàng Nguyễn, để cái nào, chị Hoàng Nguyễn lên trời này, lên cái nào chết cho chị Hoàng Nguyễn chốt cơ. Chị Hoàng Nguyễn 2. Ừ, em biết rồi. Lên chị Hoàng Nguyễn, cái nào vừa đi vừa cho chị đi chốt này. Chị Hoàng Nguyễn em 72 chắc luôn. Thật, chị Hoàng Nguyễn em 72 100% luôn đó. 100% em 72 luôn. Trời ơi, mẫu này nha chị ơi, xếp này nha. Quá đẹp luôn, có quần luôn, mấy chị có túi luôn ha mấy chị ha. Có quần trong và có túi là màu đỏ và màu xám nha. Xếp này có đỏ và xám đúng không? Đỏ và xám nha mấy chị. Chị nào ôm cái set này không, không có xám có đỏ thôi. Chị xám thì có lúc à có lúc luôn, thì là đỏ và xám. Em coi cái thân váy. Đúng không? E70 thì Mai Trang, E70 Mai Trang. Nguyễn Thanh, chị vào tin nhắn chị, em sẽ chung kia chị nám với. Ok, chị Nguyễn Thanh này, để nó lại hết nha. Rồi, có mức ngực nha mấy chị, có mức ngực. Set đỏ chị Tuệ Nghi luôn nè. Set đỏ với Tuệ Nghi, còn set xám thì set xám cho chị. Còn set màu trắng cũng đẹp nè. Đẹp lắm, cái set này mặc đẹp lắm. Ở trong Sài Gòn mà làm mấy cái hai dây này cho nó mát. Mua đen mà đẹp. Còn chị nào mà về quê á. Chị Nguyễn Thanh nào, Nguyễn Thanh đấy là mô chỉ không. Cái nám nha. Dạ yeah. Đây màu xám đây. Chị Nguyễn Thanh em book liền, em book cho em đi nhá. Em book liền đi xíu xong mai em kêu bà xã trả lời cho nhá. Mà kem chị nám. Kem nám hả? Kem nám. Đây xám mà mấy chị xám đằng sau có co giảm luôn. Cho nên kết hợp với chị nào người một to một tí là ok. Nói chung là vòng eo của mình tầm 70 đổ về ha. Eo 70 thì 2 đổ về là ok, 70 đi ha. Eo 70 đổ về là ok nha. Đây, eo 70 đổ về là ok. Còn nên xám thêm luôn. Comment sắc gì đá ra chưa nè. Comment là sắc gì đá ra chưa nè mấy chị ơi. Cái nào bị đá là chưa kịp vào thì bye bye mấy chị trước nha. À, chị Nguyễn Thanh nhắn tin lại giúp em nhé. Hoặc là tại vì Facebook của Thảo nó nhiều nhiều tin nhắn tới nhiều lắm, thường xuyên lắm. Thành ra là nó hay bị trôi tin nhắn. Bị trôi lắm. Nên mấy chị thông cảm nhé. Nếu mà chế nào mà gấp quá thì inbox qua cho em để em báo nhé. Để em nói lại với bên em thì tin nhắn nó em coi thường xuyên á. Em chất thường xuyên nên là mấy chế cái nào có cái gì mà gấp gáp thì cứ inbox qua cũng giao phạm cho em nhé. Không báo á. Đây chủ cái xếp này đẹp chào quá. Chào đây. Ủa, cái này đẹp quá em ơi. Cái này đẹp quá nha. Còn dài nữa. Kiểu thế. Bao đẹp. Rồi chị nói cái xếp này comment mã cho em mã của nó là mã đẹp. Con ngồi tư vấn thêm cho mấy chị mấy đi. Dạ comment mã đẹp cho em nha. Mấy chị ơi muốn mua quần áo tư vấn thêm đây. Rồi comment mã đẹp cho em nha. Ủa xinh quá. Mã đẹp tôi yêu đi. Mã đẹp này tầm 1m6 khoảng 50 cân đủ về. Đẹp đeo 70 là thấy là cùng ghê lắm rồi đó. 70, 72. Không tới 72 đâu. 68, 70 là cùng. 72. Eo 70, 72 nha mấy chị ơi. 70, 72. Rồi comment mà đẹp cho em chắc 70 thôi. Tại vì cái áo sợ cái áo nó mặc hay chị mặc rồi nó chật. Rồi comment cho em nha 1m6. 50 cân đủ về nha. 1m6, 50 cân đủ về.
Cái gì hương quá rồi. Cái ta chơi mặt không kịp. Rồi chị nói bơ. Xếp của bếp bơ nha. Của bếp bơ nha mấy chị. Chị nói lấy bơ, comment bơ cho em luôn. Mà bơ ha. Mà bơ. Em 70. Bơ cho 70 nha. 70-12. Comment bơ cho em. Đây bơ của Vít. Không xuống bơ luôn. Bơ cho 1 cho 70-12. Bơ cho chị Hiền Dinh. Bơ cho Hiền Dinh sao anh? Xuống hả? Xuống hả? Sao vậy? Thôi ngon mất xuống. Bơ chị cho mấy chị ơi. Bơ hay là miếng kem hả? Miếng kem hả? Rồi chị nào có miếng xít này comment cho em mà sọc. Cái này comment sọc cho em nha. Comment sọc cho em nha mấy chị. Mà sọc nha. Mà sọc, comment mà sọc giúp em nha chị ơi. Rồi. Mai lên tiếp nha mấy chị ơi. Tư vấn kem rồi nha. Nhiều chị hỏi em kem, tư vấn kem chị nào lấy xếp này, xếp này, lấy xếp còn xếp cuối cùng mà sọc cho em. Xếp này trong váy co dạng luôn ha. Trong váy co dạng luôn. Tầm 52 cân đủ về á. Tới giờ rồi, tới giờ lên rồi chị ơi. Tranh thủ chị ơi. Giống như đi ngủ quá chị. Mình động phòng ý. Giống như là chú Giang ngủ đi ngủ. Tới giờ của chú Giang rồi. Rồi mấy chị ơi lên tư vấn kem nha. Chị tư vấn kem xong chúng ta đi ngủ ha. Rồi ngày mai lên tiếp nha. 11 giờ rồi. Rồi bây giờ em tư vấn cho mấy chị là kem trắng da dành cho chế nào mà không bị nám tàn nhang trước nha. Sau đó là em sẽ tư vấn nám tàn nhang nha mấy chị. Đây bây giờ là tư vấn trắng da. Hồi này chị nó hỏi em nám tàn nhang ha. Vậy tư vấn tư nám tàn nhang trước. Hồi này có người hỏi em nắm tàn nhang đúng không? Tính kem ba đúng rồi đấy chị Tươi. À chị Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh 834. Đây là kem nám nha chị. Phục kem nám rất là to luôn. Chỉ có 295 thôi. Được tặng kem serum nữa ha. Được tặng kem serum. Chế nào nhắm cùi với hủ nám mới của em đâu vậy? Ai cùi? Em cùi với cùi. Hủ này là cùi hủ thứ 3 rồi đó. Tết mà cùi hủ thứ 3 mấy chị. Chịu nổi không? Sang vải ra luôn. Rồi đây là ủa đang tư vấn nám tư vấn xong rồi ha. Rồi nám nhóm chị, đây là kem nám nha. Nám được tặng kèm serum nhóm chị. Một hộp nám là cái hộp được trong cái hộp cứng cáp như thế này, bảo vệ kem rất là tốt với chị ha. Đây được tặng kèm serum rồi nhóm chị. Đây là một hộp nám mà được tặng kèm serum. Chị nào bị nám mấy chị ơi, cách chị nám rất là đơn giản. Mấy chị chỉ cần ăn uống đủ chất kem, uống nhiều nước vô, sau đó là buổi tối mấy chị dùng sữa rửa mặt thật là sạch giúp em ha. Chứ nào có trang điểm thì tẩy trang, sau đó mình rửa mặt, sau đó là mấy chị xức serum vô cho em nha. Đây là chai serum mấy chị ha. Rồi mấy chị xức một lượng serum vừa phải lên da cho em. Cô nắm đây em đem phòng đúng không? Đúng rồi, nắm em đem lên phòng em xức rồi. Em xức vừa nắm vừa phơi đêm luôn. Ngày xức nắm đêm xức phơi đêm. Đây, chị nào đó mấy chị ơi xức serum lên da như vậy cho em 1 phút 30 giây serum ngấm hết vào trong da nha. Ngấm giống như là mấy chị rửa mặt sau đó mặt nó tự khô vậy đó. Rồi sau đó là mấy chị xức kem nắm lên cho em nha. Cứ mỗi đêm mấy chị xức, sáng ngày mai mấy chị dậy mấy chị lại xức ha. Là em đảm bảo với mấy chị da mấy chị sẽ rất là trắng, vết nám tàn nhang mấy chị sẽ đi rất là bay đi rất là nhanh ha mấy chị ha. Nó tan luôn mấy chị. Nó ngấm vào trong da, nó không có bong tróc da mà nó thẩm thấu vào da. Sau đó sắc tố melanin ở dưới da mấy chị tạo những cái vùng nám á, tàn nhang á, nó sẽ tan đi luôn mấy chị ha. Thì da của mấy chị sẽ rất là trắng sáng và đẹp ha mấy chị. Đây, rồi mấy chị sẽ xài cái hũ này được khoảng 3 tháng. Xài được 3 tháng, nếu mà xài cả ngày cả đêm luôn á thì mấy chị xài khoảng 2 tháng rưỡi ha. Còn chị nào mà chị xài đêm không á là xài phải hơn 3 tháng luôn mấy chị, xài hoài không hết. Xài hoài không hết luôn ha. Đây là nám nha mấy chị. Đó. Chị nào mà ví dụ như chị nào bị nám nặng á, mình có thể kết hợp cho em là kết hợp với chai toner chậm chạy giấm táo. Đây em sẽ đưa toner chậm chạy giấm táo mấy chị coi ha. Là chai này nha mấy chị. Sau khi mấy chị làm sạch mặt thì mấy chị thoa cái lớp toner chậm chạy giấm táo này lên trên mặt ha. Nó sẽ giúp cho da sạch sâu hơn, sắc hồn da và đồng thời làm đều màu da thì vết nám tàn nhang chị sẽ đi rất là nhanh ha. Còn chai giấm táo kia thì sau thì chị đến đây người thân. Chai giấm táo này là sau khi mà làm sạch da mặt xong thì mấy chị sẽ đổ ra một cái bông gòn mấy chị thấm.
Có chị thấm lên da một lần nữa cho em. Cái này nó giống như thay nước hoa hồng rồi đó, nhưng mà nó phải nước hoa hồng mà nó là chàm trà giấm táo, thì giúp cho da chị sẽ khít lụi chân lông, kềm dầu nhờn, với lại nó làm tan sắc tố mà nám tàn nhang ở dưới da á, thì nó hỗ trợ, nó là thành phần hỗ trợ trị mụn nè, trị nám và kềm dầu rất là hiệu quả luôn mấy chị ha. Chai này bán cực kỳ chạy, chai này bán chạy lắm. Bất cứ sản phẩm gì khách hàng mua kèm chai này hết, mà hai sản phẩm như thế này thì mấy chị được free ship nhé. Chị nào mà mua kem không mà không có quần áo á thì mấy chị sẽ được free ship, còn chị nào mà có quần áo á thì mấy chị sẽ trừ trực tiếp 25k ship ở trong đơn quần áo luôn. Đó là đối với hai sản phẩm mình mua ha. Đây là cây nám đây, 295, cái này 170, 295 170 ha, 465, 465 hai sản phẩm này được free ship. Còn mua quần áo sẽ được trừ 25k ship trực tiếp vào đơn quần áo luôn. Đây, một bộ của nó là có được tặng kèm chai serum nhỏ nhỏ xinh xinh như bên trong như thế này ha mấy chị ha. Đó, như thế này nha, cực kỳ cưng luôn. Đó là một combo của nó nha. Rồi chị nào đặt nám á thì comment kem nám lên cho em luôn. Kem mụn của kem nám. À, đúng rồi chị ơi, công nghệ nè, máy móc công nghệ mấy chị có thể theo dõi cái nick Bích Thảo của em nha. Em hay tag vào trong cái nick Lê Bích Thảo này nè. Đó, là từ nhà máy sản xuất nè, rồi đến công nghệ này nhập khẩu nè, rồi nguyên liệu nhập khẩu gì lại công bố hết nha mấy chị nha. Là mấy chị có thể theo dõi để biết được công ty nằm, công ty ở thành phố Hồ Chí Minh mấy chị ha, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Cái nhà máy thứ hai ngày 9/12 này là tức là chủ nhật á, em đi tham dự khánh thành nhà máy thứ hai. Là nhà máy này quy mô lớn nhất toàn quốc luôn mấy chị, lớn nhất toàn quốc luôn. Hàng công ty mấy chị đảm bảo chất lượng an toàn. Và đặc biệt nữa là có phiếu bảo hành cho mấy chị luôn. Cho nên mấy chị xài bất cứ xảy ra bất cứ vấn đề gì hay là bị dị ứng hay gì đó, công ty sẽ thu hồi sản phẩm về nếu mấy chị dị ứng. Đó là đền cho mấy chị luôn, cho nên mấy chị an tâm ha. Đặc biệt là nó không có bị dị ứng nha. Em chưa dám dùng vì không biết dùng sao. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh cứ sử dụng cho em là sản phẩm nám. Nếu mà Nguyễn Thanh bị nám tàn nhang thì Nguyễn Thanh cứ sử dụng nám và kèm với chai toner này là ok ha. Và rất là nhanh hết bị nám tàn nhang luôn nha. Nhiều khách hàng xài và có hiệu quả nhiều lắm rồi, cho em feedback rất là nhiều luôn á. Chị có thể theo dõi trang cá nhân của em. Hello chị Mỹ Dung. Rồi chị nào còn chị nào hỏi về vấn đề gì không? Và bây giờ em sẽ tư vấn qua cái dòng kem phơi đêm ha. Phơi này là có hai loại là phơi đêm phơi ngày. Phơi này là phơi bộ phơi em đang xài nha mấy chị ha. Còn ban ngày á thì em vẫn bôi kem qua nám một chút, tại vì ban ngày nám nó có thành phần chống nắng á. Kem nám có thành phần chống nắng thì khi mình đi ra ngoài mình không bị ăn nắng, em khỏi cần phải sức chống nắng nha. Chống nắng, sức chống nắng thì da nó hay dễ bị khô á. Cho nên em không sức chống nắng mà em sức kem nám luôn. Tại vì em mở ra em test cho khách á, xong em lấy sức luôn. Đó là ngày nha, còn đêm mới là sức kem đây, phơi đêm nha. Sức bộ phơi đêm này. Chị bị mụn và nám luôn thì sao? Chị Mai kết hợp cả hai cho em là kem mụn và nám. Chị Mai cứ sức kem nám hết lên trên mặt, sau đó là chị nam những cái nốt mụn á. Ví dụ như những ngày mà em tới tháng em hay bị nổi mụn á mấy chị. Đó, em sẽ lau, em sức sau đó em sẽ lau cái nốt mụn đi. Sau đó em chấm kem mụn, chấm lên cái nốt mụn nha. Mụn cực kỳ nhanh hết mấy chị nha, khô còi chỉ trong vòng khoảng ngày thứ hai là còi mụn khô. Rồi mấy chị đừng có nặng cái gì hết á. Mấy chị để đấy là còi nó sẽ tự đẩy lên, rồi sau đó mấy chị lấy còi là ok nha. Đó là lý do tại sao mấy chị không bao giờ thấy em bị mụn. Thật ra là em có bị mụn nhưng mà em không có nặng nha. Em bôi thuốc mụn vô là mụn nó sẽ khô còi, nó sẽ khô lại, nó không có tạo vết đỏ và vết thâm. Cho nên mấy chị nhìn thấy da em không bị mụn là vậy đó. Thật ra là tới tháng con gái mà nóng ai cũng mọc mụn hết, nhưng mà mình sức lên ha, mình đừng có nặng nha, là mụn rất là nhanh hết mà không bị thâm, không bị đỏ và người ta cũng không phát hiện mình bị mụn luôn. Đó là bí quyết nha mấy chị. Dùng chai đó cho sạch rồi bôi serum rồi bôi kem, đúng rồi. Có thể cách nhau kem nám của sản Việt Nam sản xuất tại em. Đúng em nói rồi. Có thể cách nhau khoảng từ 5 tới 10 phút cũng ok nhá, hoặc là cách nhau tới nửa tiếng hoặc cách nhau 2 tiếng thì cũng được nha chị Nguyễn Thanh ơi. Chị bôi tầm chầm trà giấm táo thì chị không cần phải rửa sữa mặt, không cần phải rửa lại á, ý muốn nói là không cần phải rửa lại với nước, nó giống như nước hoa hồng vậy á. Mấy chị bôi luôn để im lên da để cho em luôn nhé, nó không cần phải rửa lại với nước sạch nữa ha. Đó là đối với chầm trà giấm táo và nám nha. Em khuyên là chị nào chị nám tàn nhang á nên mua kèm toner, còn chị nào á mà bị mụn cũng nên mua kèm toner, còn chị nào da bình thường như em á không xài toner cũng được nha, chỉ cần xài sữa rửa mặt kèm với bộ này thôi. Ngày đêm, bộ này là bộ phơi ngày đêm. Em cho mấy chị coi chất phơi ngày nha. Chất phơi ngày là phơi cá hồi, nó màu trắng nha mấy chị nha. Đây, trong kem của nó là màu trắng nha. Nó có thành phần chống nắng luôn. Nó chuyên dưỡng da, dưỡng ẩm da, dưỡng cho da mềm vào ban ngày nha mấy chị nha.
nó trắng. Cái bộ này là nó hỗ trợ để mấy chị là ban ngày mấy chị không bị ăn nắng, không bị giống như là da mấy chị giống như là da bị khô khi ngồi máy lạnh lung tung á. Nó trắng da nhưng mà nó không trắng da bằng ban đêm nha. Nếu mấy chị dùng trắng da mấy chị mua thêm cho em là ban đêm nữa. Đó là ban đêm là chuyên trắng da luôn. Nhưng mà ban đêm á thì mấy chị chỉ bôi ban đêm thôi. Ban ngày thì bôi được luôn nhưng mà nó không thành một chống nắng. Chị nào hay ở nhà thì mình bôi ban ngày, mình bôi qua ban ngày được luôn. Còn chị nào có thường xuyên ra ngoài đường á thì mình nên bôi chống nắng hoặc là bôi phơi ngày nha mấy chị nhé. Thì giá là 295 mấy chị. Còn phơi ngày giá là 285. Chị nào chốt sản phẩm thì chốt trên like cho em luôn đi ha. Còn chị nào cần hỏi gì thêm thì book cho em. Không buổi đêm thì em dành ra một chút xíu thời gian để tư vấn cho mấy chị. Ừ là chồng này xài cái gì xài cái kia ha. À, buổi tối là em dành ra một chút thời gian như vậy nha. Tại vì cũng không có nhiều thời gian á. Còn chị nào mà cần hỏi gì thêm thì cứ inbox cho em nha. Em có hơi trả lời lâu một tí thì mấy chị nhắn thêm cho em một lần nữa nha. Để tin nhắn mấy chị đẩy lên trên đầu tiên. Nhiều tin nhắn tới á mấy chị, nhiều khi á mấy chị nhắn tới nhưng mà nhiều người nhắn tới quá. Xong cuối cùng nó đẩy tin nhắn của mấy chị ra tuốt ở phía sau cùng luôn. Cho nên em không có đọc được. Cho nên chị nào mà thấy em lâu trả lời á, cứ nhắn tin tiếp cho em để đẩy tin nhắn lên trên thì em trả lời luôn nha. Em không nám mà tàng nhang thì nên xài kem tàng nhang luôn su su. Không nám mà tàng nhang thì cũng xài kem nám tàng nhang luôn. Tại vì cái sắc tố của chị á, cái độ tiết tố của chị làm cho da chị không đều màu. Nó làm tích tụ của cái sắc tố melanin ở dưới da, làm cho da của chị nó bị đốm chấm chấm. Cái đó là tàng nhang đó. Còn đậm hơn á, những cái vết mà nó đậm hơn á, mà nó không có lâu năm á thì nó tạo thành từng vệt bị nám á. Nó có nhiều loại á. Hồ kem mụn và kem nám xài chung được không em? Được nha chị Sunny Phương ơi, mụn nám xài chung luôn. Nhưng mà phải theo em chị, em theo em hướng dẫn nha. Tại vì em xài rồi nên mấy chị nhớ là nghe theo em hướng dẫn nha. Có nghĩa là mấy chị bôi nám vô, sau đó mấy chị lau. Mấy chị đừng có bôi lên những nốt mụn nha. Mấy chị lau những nốt mụn đi, sau đó là sức kem mụn lên. Sức kem mụn lên, chấm lên thôi ha. Chấm kem mụn lên nốt mụn thôi nha. Kem mụn là 250k. Em bị mụn thâm với mụn kém thì xài sao chị? Hoàng thì Thu Hằng. Chế mà có điều kiện chế xài nguyên bộ cho em gồm sữa rửa mặt, toner và kem mụn là 3 sản phẩm. Còn nếu như mà chế không có điều kiện chế ngán tiền á thì chế xài chỉ cần xài trước mắt cho em là toner và kem mụn là được nha. Còn sữa rửa mặt chế xài loại bình thường cũng được. Tại vì sữa rửa mặt này là chuyên về nó là sữa rửa mặt mầm gạo mấy chị. Từ cắm gạo á thì nó không có tạo bột. Nó có những hàm massage rồi giúp sạch sâu trong da mà da mấy chị sẽ rất là mềm mại ha. Đó là sữa rửa mặt nha. Sữa rửa mặt có thì mấy chị xài chung bộ luôn thì nó tốt hơn. Còn nếu chế nào mà ngán tiền quá thì mình khoan là xài sữa rửa mặt. Mình xài mình cho em là toner với kem mụn là được ha. Cái toner đặc biệt ha mấy chị. Nó hỗ trợ chị mụn cực hay nha. Chị mụn với chị nám cực hay luôn. Rồi chị nào nhất là chị nào bị mụn cam á, với mụn đầu đen á, mấy chị xài toner vô tự nhiên cái còi mụn của mấy chị được đẩy lên, mấy chị sẽ lấy ra rất là dễ dàng. Lấy mụn với lại mụn cam với lại mụn đầu đen lên rất là dễ luôn. Thì da mấy chị sẽ rất là sạch và không bị nữa. Bao nhiêu người chị tại em bị mụn đầu đen với thâm á? Hoàng thì Thu Hằng bị mụn đầu đen với thâm. Nếu mà Hằng bị mụn đầu đen với thâm á mà không phải mụn, không phải là mụn trứng cá thì đừng xài mụn mà xài cho em toner với serum là được. Còn nếu mà muốn dùng trắng á thì sau khi chế hết mụn đầu đen với lại mụn thâm rồi á thì chế bắt đầu xài qua cho em là phơi đêm nha. Thì chế sẽ dùng trắng lên nha chứ nha. Tại vì da của chế là đang bị dơ đó. Cái lỗ chân lông của chế là nó đang bị bít. Có nhiều chế lỗ chân lông rất là sâu mà cái lỗ của nó rất là nhỏ cho nên nó không có khó đẩy những cái tiết tố, những cái chất nhờn á ra khỏi da, làm cho da của mấy chế là bị bít lại và bị xuất hiện mụn cám đầu đen á. Còn nhiều chế nào bị nặng hơn thì nó sẽ dễ xuất hiện những cái mụn trứng cá. Chị đang sử dụng kem chị nám của HM thấy không hiệu quả, chị muốn chuyển mà sợ dính. Chị ơi, chị nếu mà chị muốn chuyển á là chị phải ngưng cho em một tuần nha. Nám này nó không có bị nám thành, nó không có bị dị ứng. Da mẹ em cực kỳ nhạy cảm, không xài được bất cứ một loại kem nào hết. Nhưng mà xài kem Queenie được nha mấy chị. Mẹ em á, mẹ mà em chụp hình trên trang cá nhân á, mami công chúa của em á. Nhưng mà xài nám của Queenie ok mấy chị ha. Da mẹ cực kỳ nhạy cảm luôn, từ trước giờ chưa bao giờ xài một loại mỹ phẩm nào. Xài nám Queenie được nha. Là mấy chị biết cái loại này nó lành tính lắm, tại vì từ thiên nhiên á. Nó rất là lành tính luôn, lành tính cực kỳ ha. Đó là mấy chị còn sẽ ok, không có bị dị ứng. Nhưng mà mấy chị từ xài loại mỹ phẩm này mà muốn đổi qua mỹ phẩm khác, mấy chị phải ngưng cho em một tuần, sau đó xông mặt cho em nhé, xông mặt. Hoặc là mấy chị làm đắp mặt nạ cho em nhất, ít nhất là một tuần nha mấy chị. Tại vì
Mấy chị xài á, chắc chắn là kem của hàng khác nó vẫn đang còn dính, nó vẫn đang còn sót ở dưới lỗ chân lông. Khi mấy chị xài vội vàng, xài qua loại khác liền á, chắc chắn là sẽ dính luôn, sẽ bị ngứa. Tại vì hai cái loại kem đó, hai thành phần khác nhau nó sẽ đá nhau nha, khiến cho da của mấy chị á là sẽ bị dính và bị ngứa đó. Cho nên mấy chị phải dừng, ngưng ít nhất là một tuần cho em. Sau đó mình xông hơi và đắp mặt nạ cho em ha, cho da mình sạch hoàn toàn đi rồi hàng xài loại khác. Một bôi toner với mùng bao nhiêu mà chị ăn một bộ hả? À, chị Hoàng Thị Thu Hằng ơi, chị cộng vô giúp em nhé. Cộng vô giúp em là mụn là 250, còn toner là 170 ha. 250 cộng 170 nha chị nha. Hello Trinh Trinh, 250 cộng 170 ha. 3300, 300, 400. Vậy là 420 chị ha. 420 được free ship nha, một bộ free ship. Một bộ được free ship nha, nói chung hai sản phẩm được free ship. Vậy một combo dùng cho chị thì khoảng bao nhiêu? Một combo dùng cho chị bị nám hả? Nếu mà chị có sửa rồi mặt rồi thì tạm thời chị dùng cho em toner với nám thôi là được. Toner là 170, nám là 295, là cho 300 đi. 300 là 470, 465 chị nhé. 465 một bộ này, chị xài được khoảng 3 tháng nhé. Khoảng 3 tháng đó mà chị xài cả ban ngày luôn á, là được khoảng 3 tháng. Ban ngày thì xài thay cho kem chống nắng được luôn, tại vì nó thành phần chống nắng với chị nha. Em không có gán gì đâu, mấy chị đừng có nghe là nám tàn nhang có nghĩa là nó bong chóc da ra, dơ gớm nó không có đâu. Cái này nó từ thiên nhiên mấy chị, nó ngấm ở trong da mấy chị, sau đó là nó đánh tan cái sắc tố ở dưới da, chứ không phải là bong chóc. Da em mấy chị không hề bị nám tàn nhang, em không xài á, ban ngày á. Em ra đường em làm biến sức chống nắng á, tại sợ nó khô á. Xong cái là em bôi này luôn, em lấy nám em bôi luôn, thay kem trang điểm luôn. Nám có trong nắng, có trong nắng. Mùn bao nhiêu? Mùn 250 đi chị Mai ơi. Còn với 250 nữa hả? 565 cộng 250, 560 đi. 560 cộng 250 là 801 chị, 815 ha. 801 á. Là 801 chị Mai nha. Là một bộ chị gồm 3 sản phẩm. Free ship cho Mai luôn, Mai có quần áo cũng free ship nha. Nào có chống nắng, rồi có chống nắng luôn, có chống nắng luôn. Mấy chị ơi, Tết rồi xài đi, em khuyên mấy chị xài. Trời ơi, xài đà lắm. Chống lão hóa nha, da em 28 tuổi mấy chị nha. Da em là da 28 tuổi ha. Tiền đi tiền. Rồi chị nào chốt cái gì thì chốt trên like cho em luôn, hoặc là mút cho em nha, thì em đi ngủ mấy chị nha. Buồn ngủ quá à. Nha nha nha. Rồi, chị nào cần chốt cái gì suy nghĩ, sau đó chốt trên like cho trong trong mút cho em được. Chị ơi, kem chị nám dùng ban đêm thôi hả chị? Càng ngày luôn Nguyễn Thanh ơi, nắng xài cả ngày cả đêm. Bất cứ kem nào mấy chị cũng xài được cả hai buổi ngày và đêm luôn nha. Đó, xài đều được. Nhưng mà mấy chị hiểu rõ tại sao họ lại phân ra là kem ngày kem đêm. Tại vì kem đêm á, nó chứa cái thành phần á, dược sâu trong giấc ngủ của mấy chị. Là khi mấy chị ngủ, da mấy chị vẫn được dược nha mấy chị. Vẫn được dược luôn, dược trắng luôn. Cho nên nó gọi là phê đêm, mà đặc biệt nó không có thành phần chống nắng. Cho nên người ta mới khuyến cáo mấy chị xài ban đêm. Còn ban ngày á, là mấy chị nào ở trong nhà mình đang xài, xài được ban ngày luôn nhưng mà ở trong nhà thôi. Còn chị nào hay ra tiếp xúc với môi trường nắng á, hay ra ngoài á, thì mình xài phơi đêm cho em, phơi ngày cho em nha. Lấy cho em một cái mụn nám, ok su su một mụn nám. Lấy cho chị một kem chị tàn nhang, gửi chung với đồ của chị Sunny Phương. Ok chị Sunny Phương luôn. Tại da mặt, tại da mặt em kén lắm, xài không bao giờ hết hẳn hoạt được, một thời gian lại mọc mụn lại. Vậy Hằng, Hằng ơi, cái đó là do sắc tố của Hằng đó. Hằng phải lúc nào Hằng cũng phải có một lọ kem mùng hết. Hằng biết sao không? Ờ, giống như em cũng vậy nè, lúc nào em cũng có một lọ kem mùng em để dành hết. Tại vì tới tháng, con gái mình đặc biệt á, là nội tiết tố thay đổi liên tục. Nếu mấy chị thức khuya nhiều, nội tiết tố cũng thay đổi. Nếu mấy chị mụn mà không, kiểu như ăn uống không thất thường, nó cũng bị nổ mụn. Nó cũng thay đổi nội tiết tố. Rồi ví dụ như mấy chị tới tháng cũng thay đổi liên tố, mấy chị sẽ rất là dễ bị nổi mụn. Nhưng mà mình có lò cái mụn, cứ nổi mụn mình lại chấm lên, nổi mụn lại chấm lên thì sẽ không bị tăng, sẽ không bị thâm nè, rồi cũng không bị sẹo, và đặc biệt là mụn sẽ không bị sưng, thì nó khô nhanh, khô còi, mấy chị sẽ nhanh hết, da sẽ đẹp nha, nó không bị xấu. Mà có chống nắng không chị? Em phơi có chống nắng, nám có chống nắng nha, nám có thành phần chống nắng, có bán chống nắng riêng luôn. Phía ship nghe chị gái hi hi. Nhìn cái mặt tôi không? Trừ 25 ca ship thôi nha bà Su Su. Không có phi ship được đâu, đồ bà nặng lắm. Vì sao bà gom một cục chà bá vậy nè? Bà kêu em phi ship, vì sao vậy? Em chỉ trừ 25 ca ship được thôi nha. Em bán kem lợi ích nó không có nhiều đâu. Da chỉ có một, xài thêm loại nào em xin đi Phương. Chị xài nắng một cho em luôn cũng được nha. Tại vì nếu mà chị sợ cái da của chị bị nổi mụn quá, là sợ bị thâm á, thì chị xài thêm cái mụn cho em đi.
Kem một này con gái chị xài ok luôn chị ơi. Mấy bé tuổi 16 tuổi mua kem một em xài nhiều lắm. 16 tuổi á mặt nổi mụn nhiều á, mấy chị do dậy thì á mụn nhiều á. Đó 16 tuổi là xài được rồi. Thì mấy chị nên khuyên con hay là khuyên cháu mình nên xài kem mụn. Em năm em 15 tuổi là em đã xài. Em nói thật với chị đừng có cười, 15 tuổi em đã xài kem mụn rồi. Tại vì lúc đó là đang dậy thì á mấy chị. Lúc đó là mụn mình rất là dễ để lại xỉu luôn á. Thì mình sức em chỉ chấm lên thôi. Thì những lúc mụn nó của em được sát khuẩn này, thứ nhất là được sát khuẩn, thứ hai á là nhanh hết mụn, không để lại xỉu. Còn mụn nhanh đẩy lên thì da em sẽ không để lại thâm với để lại xỉu nha. Em thấy nhiều nhiều bé đặc biệt là tuổi dậy thì á mà mụn mụn nhiều quá xong để thâm xỉu quá trời luôn, tuổi hối da tội nghiệp ơi là tội nghiệp luôn á. Đó. Em tại vì em có chị gái á, chị gái em xài em lén em xài thôi chứ hồi 14 15 tuổi ba mẹ đóng cho xài bị phòng đâu. Nhưng mà chị gái xài xong mình lén mình xài á. Xài ngoài biết xài bí mật. Đó, cho nên da giờ nó mới không bị giống như là bị mụn lắm chị. Chấm 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 nó mụn lên không có bị tàn nhang cái xẹo. Vậy ban ngày dùng cái nào để chống nắng và chị nám không chị? Đấy. Chị nói rồi Nguyễn Thanh ơi, Nguyễn Thanh chị cần xài cho em là toner với nám là được. Nám là có thành phần chống nắng rồi. Nguyễn Thanh đừng có lo, nó chống nắng nha. Chống nắng tới 40 lần ha. Cho nên Nguyễn Thanh yên tâm ha, thành phần chống nắng tới 40 lần. Cho nên Nguyễn Thanh cứ an tâm đi xài nám, sau đó đi mấy chị đi ra ngoài mấy chị chỉ cần bịt cho em khẩu trang rồi mau khoác đàng hoàng là ok rồi. Tại vì nếu mà bình thường mấy chị không có thành phần chống nắng á, mấy chị bịt khẩu trang á thì tia UV nó vẫn tiếp xúc với da ha. Hồ kem mụn riêng hả em? Đúng rồi chị Sunny Phương ơi, kem mụn là riêng. Mụn riêng chứ cái này không có thích hợp. Cái này không thích hợp nha. Tại vì cái này là nó thiên về dược mỹ phẩm đó chị, chứ không phải giống như là mấy cái dòng kem mà em nói thật bỏ trộn cục corticoid vô á thì da của mấy chị cũng sẽ hết mụn luôn. Nhưng mà nó không có tốt, tại vì nó sẽ làm hư da, bào mòn da nha mấy chị nha. Còn kem mụn là nó phải có một thành phần kem mụn riêng. Cái mụn đó là phải được nghiên cứu rất là kỹ, nó giống như là dược mỹ phẩm vậy đó. Thì da mấy chị á nó mới chịu mụn được nha. Em hiện giờ thì em đang để trên kho, để trên lầu á, em không có lấy kem mụn cho mấy chị coi được. Nhưng mà chị nào muốn coi kem mụn á có thể vô trang cá nhân của em Bích Thảo, hoặc là mấy chị có thể inbox cho em để em gửi hình chúng chị coi, chụp chúng chị coi luôn đó. Anh Giang nó chạy mất tiêu rồi thật. Em mỗi lần tư vấn mỹ phẩm cho mấy chị là ông chạy mất tiêu rồi, ông lo ông chuồng không sai được, không thôi sai ông lên phòng lấy kem mụn chúng chị coi. Nó được tới hai lọ lận, một lọ màu đen đen là mấy chị chỉ mụn ha, còn một cái tiếp màu trắng trắng là mấy chị chỉ thâm luôn. Chị thâm đó là được thằng kèm á, thằng kèm cho mấy chị thâm luôn. Ở công ty nói chung là tư công ty này là nó rất là tâm lý luôn ha. Kem nám tặng kèm serum, còn chị mụn tặng kèm chị thâm. Rồi body á, kem body, cái body trắng da á chị là tặng kèm tẩy tế bào chết đó, mấy chị thấy đã chưa. Rồi body lụa á, body lụa á, một combo body lụa là 375 là có cái chai mà ủ trắng á mấy chị, chai ủ trắng á đó, cái đó là nó thay thành phần chung tẩy tế bào chết luôn. Là một tuần mấy chị ủ 3 lần sau đó mới sức body lên trắng vô cùng luôn ha. Rồi em xin báo là giá nha, nám là 295, toner là 170, phay đêm là 295, phay ngày là 285. Đó, chị nào cần sản phẩm gì thì mấy chị có thể chốt hàng trên live cho em, hoặc là mấy chị có thể inbox cho em nha. Thấy em lâu trả lời thì chống lên cho tin nhắn nó lên đầu nha. Thôi bây giờ em offline đây. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Tối nay vui quá. Yêu mấy chị. Bye bye. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon.